dù sao đem một cái thế giới tổn diệt, quan hệ tại một người mộng cùng tỉnh phía trên, vẫn là quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Phạn Thiên là thế giới người sáng tạo, cũng là thế giới không ổn định nhất nhân tố, Shiva muốn tự tay diệt sát cái này lớn nhất không ổn định. Nếu như không có Vizanu ngăn trở, Phạn Thiên sớm bị giết chết. Thế giới hủy diệt họa, ngoại trừ quy khư đại kiếp, còn có Phạn Thiên mộng tỉnh. Nguyên Thiên Đế trầm ngâm nói, Phạn Thiên mộng tỉnh, đích thật là một cái tai họa ngầm, cũng là cực kỳ đáng sợ tai nạn, Shiva ý nghĩ, là giết chết Phạn Thiên. Nhưng, Phạn Thiên bản thân liền là thế giới người sáng tạo, giết chết hắn, có thể sẽ dẫn đến thế giới căn cơ sụp đổ, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp khác, giải quyết cái này Phạn Thiên chi mộng. Diệp Thần hỏi vội, biện pháp gì? Nguyên Thiên Đế lại lắc đầu, nói, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, hoặc ngươi có thể đi hỏi một chút Thiên Tổ, chúng ta chỉ cần cùng Thiên Tổ thương lượng một chút. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói, hảo, ta chậm một chút sẽ liên lạc Thiên Tổ. Thiên Tổ chịu trụ thần khế ước hạn chế, đã rất lâu không có cùng Diệp Thần liên lạc, Diệp Thần nếm thử liên lạc hắn thời điểm, cũng không có được đáp lại. Nhưng bây giờ thế giới quy khư sắp tới, lại có Phạn Thiên mộng tỉnh tai họa ngầm, Diệp Thần nhất định phải xin chỉ thị Thiên Tổ, thương lượng như thế nào giải quyết. Nguyên Thiên Đế nói, ân, còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp Thần vốn muốn hỏi một chút Thiên Khôi kiếm chủ sự tình, nhưng nghĩ lại, chính mình có Huyền Thanh đạo trưởng vật lưu lại, cũng không cần dây dưa Nguyên Thiên Đế tốt hơn, nhân tiện nói, tạm thời không có, đa tạ tiền bối giải hoặc. Nguyên Thiên Đế mỉm cười, nói, vậy liền hào hào nghỉ ngơi đi, chờ ta luyện chế ra sinh tử bùa hộ mệnh sau, người lại đi Vizanu thánh địa cũng không muộn. Diệp Thần nói, hảo. Thương nghị cố định, Diệp Thần liền tại đây địa cung bên trong, yên lặng tu luyện điều tức. Lúc trước hắn đánh giết Phú Hoàng cổ đế, lấy được thiên tội cổ kiếm, còn không có luyện hóa, bây giờ chính là luyện hóa thời điểm. Bình tĩnh tâm thần, Diệp Thần vận chuyển hỗn độn chủng thanh liên chi pháp, linh khí hội tụ đan điền, ngưng tụ ra một đóa yếu ớt thanh liên. Thanh liên tại thể, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, sạch sẽ như lưu ly, phảng phất thế gian hết thảy vực sâu hắc ám, đều không thể ăn mòn đến hắn. Cái này hỗn độn chủng thanh liên, là Nam Hoa lão quân trụ thần pháp, tại đại hỗn độn đại hắc trong bóng tối, gieo xuống thần thánh sạch sẽ thanh liên, tự thân liền có thể không nhận ăn mòn. Cái này hỗn độn thanh liên, ký thác Nam Hoa lão quân lui tránh vực sâu nguyện vọng. Đương nhiên, muốn chống cự vực sâu ăn mòn, vô cùng gian khổ. Cái này hỗn độn thanh liên cũng không khả năng chân chính làm đến, nhưng ít ra có thể hóa giải không thiếu đau đớn. Trong cơ thể của Diệp Thần ngưng kết hỗn độn thanh liên thời điểm, hắn phảng phất cũng ngược dòng tìm hiểu đến Nam Hoa lão quân thiên cơ, nhìn thấy bây giờ Nam Hoa lão quân bộ dáng. Bây giờ Nam Hoa lão quân, có thể nói là 10 phần thê thảm, nhục thể của hắn, chế tạo trở thành trời mới đạo, linh hồn mất đi ký thác, đã sớm rơi vào vực sâu trong bể khổ. Vô biên vô tận vực sâu hủy diệt chi hải bên trong, Nam Hoa lão quân linh hồn, xếp bằng ở hải trong nội tâm, một đóa thanh liên bao quanh hắn, nhưng hắn vẫn là chau mày, ngũ quan vặn vẹo bộ dáng. Vực sâu bể khổ hắc ám, quá mức kinh khủng, ra đa trụ thần linh hồn rơi xuống nơi này, đều đang đau đắng gào thét kêu rên, giống hắc hoàng đế, đại hiền giả, thiên cơ lão nhân, trụ thần, vũ thần các loại, từ nơi sâu xa, Diệp Thần thậm chí thấy được Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế bản nguyên linh hồn. Còn có hư thối lão tổ linh hồn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Những thứ này cái gọi là cường giả trí cao linh hồn đều đang kêu rên, đều đang đau đắng run rẩy gào khóc, hoàn toàn không có nửa điểm cao nhân hình tượng, thê buồn bã như chó nhà có tang. So sánh dưới, Nam Hoa lão quân có hỗn độn thanh liên hộ thể, hình tượng liền tốt hơn nhiều, không có quá mức đau đớn. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, Nam Hoa lão quân mong muốn, là mượn trời mới đạo. Chế tạo thế giới mới, thiết lập một cái vĩnh hằng quang minh hoàn mỹ thế giới, tiếp đó hoàn thành thái sơ nhiệm vụ, cuối cùng biến thành quang, nhận được giải thoát. Chỉ cần biến thành quang, hắn liền có thể từ vực sâu trong bể khổ siêu thoát đi ra, bằng không mà nói, hắn vĩnh viễn, chỉ có thể tại vực sâu trong bể khổ dẫy dụa chịu khổ. Diệp Thần nhìn xem Nam Hoa lão quân bộ dáng, đều cảm giác hắn có chút đáng thương, tâm thần hơi hơi buông lỏng, muốn giúp hắn đi thiết lập thế giới mới. Nhưng nghĩ lại, Nam Hoa lão quân đáng thương, thế giới hiện nay rất nhiều sinh linh, liền không thể thương sao. Vì một cái trụ thần giải thoát, muốn hy sinh vạn ức ức sinh linh, Diệp Thần tuyệt không nguyện ý. Hơn nữa, coi như thế giới mới thành lập, cái gọi là hoàn mỹ cùng vĩnh hằng quang minh, cũng không dễ dàng như vậy đạt tới. Hồn Thiên Đế, xấu thần,
mà phi thiên các loại cường giả, còn có ba quỷ thần, nơi nào có dễ dàng như vậy mạt sát. Lắc đầu, Diệp Thần tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, mặc kệ Nam Hoa lão quân như thế nào vừa đấm vừa xoa, cũng không thể dao động hắn đạo. Hắn lấy ra thiên tội cổ kiếm, nhỏ máu luyện hóa, trong khoảnh khắc liền luyện hóa hoàn thành. Cái này thiên tội cổ kiếm, là vũ hoàng cổ đế binh khí, lại quanh năm sừng sững ở trong thiên tội cổ địa bên trong, tiếp nhận vô số tán dương cùng cung phụng, lại hội tụ đại lượng thiên tai kiếp nạn tội phạt chi khí, linh khí năng lượng vô cùng thâm hậu. Diệp Thần luyện hóa này kiếm, liền cảm giác ngập trời thiên tội khí tức, xông vào thể nội, như phong lôi nổ tung, liệt hỏa gào thét, may mắn, trong đan điền của hắn, một đóa hỗn độn thanh liên tràn ra lấy, thanh khí phiêu giật, bảo vệ toàn thân hắn. Thiên tội cổ kiếm xung kích, đồng thời không thể dung chuyển Diệp Thần một chút, hắn rất thuận lợi luyện hóa hoàn thành. Hơn nữa, cái này thiên tội cổ kiếm, lại hình như là một thanh chìa khóa, đem Diệp Thần kinh mạch chỗ sâu lắng đọng tinh hoa năng lượng, cùng nhau điều động ra. Trước đây Diệp Thần chém giết Vũ Hoàng Cổ Đế, thôn phệ Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Khư Thần Điện tất cả đạo thống tinh hoa, có thể nói là lấy được chỗ tốt cực lớn. Những cái kia tinh hoa, hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa, còn có đại lượng lắng đọng ở trong kinh mạch. Lần này, hắn chấp trường thiên tội cổ kiếm, kinh mạch chỗ sâu số lớn tinh hoa, cuồn cuộn, liền cảm giác toàn thân là khí, kim quang dâng lên, tu vi liên tiếp đề thăng. Một bên Vũ Tổ, nhìn thấy Diệp Thần tu vi không ngừng leo lên bộ dáng, cũng là vui mừng gật gật đầu. Bây giờ Diệp Thần, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, cũng sẽ không cần hắn che chở. Bất quá, thân là cuồng nhiệt tại võ đạo người, Vũ Tổ thực sự không muốn liền như vậy thoái ẩn. Nếu quả thật có thể dung hợp phi giờ nu hài cốt, nhất cử nghịch thiên cải mệnh, hắn tự nhiên cầu còn không được. Hô! Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại lấy ra 9 cánh kim liên. Cái này 9 cánh kim liên, còn thừa lại cuối cùng 2 mảnh cánh sen. Trong đó mảnh thứ 9 cánh sen, cũng chính là cuối cùng một mảnh cánh sen bên trong, ghi chép có một môn đặc thù thần thông, đó là chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng thần thông, là thanh liên đạo tổ huyễn tưởng, muốn triệt để ép diệt xấu thần huyễn tưởng. Một hơi, đem cái này 2 mảnh cánh sen, đều ăn hết đi. Có lẽ còn có thể đề thăng một chút. Diệp Thần nghĩ thầm, thực lực của hắn bây giờ, đã phi thường cường đại, 9 cánh kim liên với hắn mà nói, đã không tính là gì quá lớn thuốc bổ, một hơi ăn hết 2 mảnh cánh sen, cũng sẽ không có hiệu quả tiêu cực gì. Nghĩ như vậy, Diệp Thần liền không do dự, lấy xuống 2 mảnh cánh sen, trực tiếp nuốt vào. Ông, tại nuốt vào 2 mảnh cánh sen sau, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ ôn nhuận năng lượng, tại thể nội khuấy động mở ra. Đầu tiên là mảnh thứ 8 cánh sen, cái này một mảnh cánh sen, bên trong ẩn chứa 9 loại thần thông, cũng là thanh liên đạo tổ cảm ngộ của mình, là hắn ngắm nhìn bầu trời, nghiên cứu ra chiêu pháp, theo thứ tự là Quân Thiên Ngự Long Quyết, Thương Thiên Phá Vân Công, Biến Thiên Huyễn Ảnh Bộ, Huyền Thiên U Minh Ghi Chép, U Thiên Thực Cốt Thuật, Hạo Thiên Liệng Sức Gió, Chu Thiên Liệt Diễm Trưởng, Viêm Thiên Phần Thế Quyết, Dương Thiên Diệu Nhật Pháp. Tinh không phía trên, truyền thuyết có cửu thiên môn phiệt, cửu thiên đều có địa giới, đạo pháp khác biệt, nhật nguyệt tinh quang cũng khác nhau, thanh liên đạo tổ quan sát cửu thiên tinh không, dựa vào chính mình ngộ tính, sáng tạo ra cái này 9 loại thần thông. Đối với người bình thường tới nói, cái này 9 loại thần thông, kỳ diệu vô tận, sau khi luyện thành đủ để độc bộ một phương, nhưng đối với Diệp Thần tới nói, cái này 9 loại thần thông bình thường không có gì lạ. Bởi vì, hắn được chứng kiến quá cường đại công pháp. Thậm chí ngay cả cường đại nhất trụ thần pháp, hắn đều nắm giữ không thiếu, tự nhiên cũng liền chướng mắt thanh liên đạo tổ thần thông. Cái này 9 loại thần thông bên trong, chỉ có Quân Thiên Ngự Long Quyết, để cho Diệp Thần có chút hứng thú. Môn này Quân Thiên Ngự Long Quyết, là ngự long chi pháp, ta chấp trưởng phương pháp này, cùng huyết long liên hợp chiến đấu, càng thêm tiện lợi. Diệp Thần âm thầm nhớ Quân Thiên Ngự Long Quyết, khác pháp môn thì toàn bộ quên mất đi. Cái này mảnh thứ 8 cánh sen. Liền như vậy tiêu hóa xong thành, kế tiếp chính là mảnh thứ 9. Cuối cùng này một mảnh cánh sen, phía trên ẩn chứa 9 loại thần thông, lại là 9 chữ. Cái này 9 chữ, chính là Thánh, Vương, Chiếu, Niết, Tà, Đồ, Huyết, Ma, Nuốt. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới cuối cùng một mảnh cánh sen, ghi chép thần thông, lại là từng cái kiểu chữ. Những chữ này thể, từng cái cường tráng mạnh mẽ. In dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, từ nơi sâu xa, hắn lại nhìn thấy Thiên Mẫu Nương Nương thân ảnh. Thì ra, là thanh liên đạo tổ ngắm nhìn bầu trời, lấy được Thiên Mẫu Nương Nương nhìn chăm chú,
đồng thời tại Thiên Mẫu Nương Nương phụ trợ phía dưới, sáng tạo ra 9 chữ thần thông. Trên thực tế, cái này 9 chữ thần thông, nói đúng ra, chủ yếu hẳn là Thiên Mẫu Nương Nương sáng tạo, cũng không phải là Thanh Liên Đạo Tổ tự sáng tạo. Cái này 9 chữ thần thông bên trong, trước 4 chữ vì thần đạo, sau 4 chữ vì ma đạo, cuối cùng 1 chữ vì huyễn tưởng chi đạo, là Thanh Liên Đạo Tổ vì giải quyết triệt để xấu thần, tư tưởng ra biện pháp, có chút kinh người. Tinh không bị ngạn thần ma xen lẫn, thần đạo pháp tắc nguồn gốc từ Thái Sơ, ma đạo pháp tắc nguồn gốc từ vực sâu, hai loại pháp tắc khác nhau, tại tinh không bị ngạn va chạm nhau. Tinh không bị ngạn người tu luyện, có thần đạo tu sĩ cùng tu sĩ ma đạo phân chia, nhưng thần cùng ma, thường thường lẫn nhau chuyển hóa, hôm nay là tiên Phật thần thánh, ngày mai xa đọa vực sâu thành ma, hoặc hôm nay là ma đầu, ngày mai bỏ xuống đổ đao toàn thân thánh quang, cũng là thường cũng có chuyện. Mặc kệ là thần đạo vẫn là ma đạo, cũng chỉ là một loại thủ đoạn, vì mình trở nên càng thêm cường đại thủ đoạn. Giống Thiên Mẫu Nương Nương, vừa mới phi thăng thời điểm, 10 phần nhỏ yếu, liền bước vào ma đạo, mượn dùng vực sâu u ác tính sức mạnh, cấp tốc quật khởi. Về sau, khi nàng trở thành thiên đạo cảnh cường giả, liền tẩy đi ma khí, lên bờ tẩy trắng, lại trở nên thần thánh quang minh. Cho nên, đối với thần đạo cùng ma đạo, Thiên Mẫu Nương Nương đều nghiên cứu cực sâu, cái này 9 chữ thần thông, bán thần nửa ma, thánh vương chiếu niết 4 chữ vì thần, tà đồ huyết ma 4 chữ vì ma. Thanh Liên Đạo Tổ tại Thiên Mẫu Nương Nương dưới sự chỉ dẫn, viết xuống cái này 8 chữ, nhưng trên thực tế liền chính hắn, đều không thể chân chính nắm giữ chữ bát ba này thần thông quyết khiếu. Bất quá dọc theo chữ bát ba này, Thanh Liên Đạo Tổ tư tưởng ra đệ cửu chữ, là vì nuốt. Như thế nào giải quyết triệt để xấu thần đâu? Thanh Liên Đạo Tổ ý nghĩ là, đem xấu thần nuốt. Xấu thần là thế gian hết thảy hắc ám dục vọng hội tụ, là tội nghiệt hóa thân, Thanh Liên Đạo Tổ ý nghĩ là, liền để ta tới nuốt lấy xấu thần A. Đem thế gian tất cả tội nghiệt, đều hội tụ tại một mình ta trên thân A. Cùng vực sâu so sánh, xấu thần lại coi là cái gì? Xấu thần, bất quá là vực sâu một bộ phận. Cùng minh mông vực sâu chi hải so sánh, xấu thần bất quá là một giọt nước. Liền để ta tới thôn vệ cái này tích thủy A. Chỉ cần ta nắm giữ thần thánh quang minh chi đạo, thánh, vương, chiếu, niết. Thân ta hóa thánh vương, chiếu phá bát hoang, niết bàn tẫn diệt, mang theo xấu thần, mang theo không không lúc nào chống không tội nghiệt hắc ám, cùng một chỗ hóa thành hư vô A. Diệp thần cảm ngộ cái này nuốt chữ, liền cảm nhận được ngày xưa Thanh Liên Đạo Tổ mãnh liệt nguyện vọng, bên tai phảng phất nghe được Thanh Liên Đạo Tổ tiếng lòng, đó là hừng hực hoàn mỹ quyết tâm. Thanh Liên Đạo Tổ còn muốn đem xấu thần nuốt, cùng xấu thần cùng một chỗ hóa thành hư vô, từ đó triệt để giết chết xấu thần. Thì ra là như thế giải quyết sao? Nuốt lấy xấu thần, cũng là một con đường, nhưng quá nguy hiểm. Diệp thần ngưng thần bàn tưởng nhớ lấy, xấu thần trên người hắc ám khí tức, phi thường khủng bố quỷ dị, thôn vệ hắn mà nói, tự thân cũng muốn chịu đến phản vệ. Nếu như tự thân không rất cứng lãng, xấu thần còn có thể phá thể chảy ra, giống nhau là truyền nọc độc vô tận, bất tử bất diệt. Cho nên, muốn cắn nuốt xấu thần, trong cơ thể mình quang minh pháp tắc, nhất định phải đầy đủ hừng hực đến tình cảnh đủ để chôn xấu thần. Cái này 9 chữ thần thông, trước mặt thánh vương chiếu niết 4 chữ, nếu như có thể toàn bộ nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, thân như tiên Phật thần thánh, quang minh vĩnh hằng, vậy đích xác có thể chiếu diệt xấu thần. Nhưng, nghĩ đạt đến thánh vương chiếu niết cảnh giới, hiện tại quả là không phải chuyện dễ, dù sao không không lúc nào khoảng không không có tinh không bị ngạn khắc sâu như vậy pháp tắc, thần đạo quang minh cũng kém xa tít tắp. Ngô, còn có một cái tiền đề, đó chính là, xấu thần không thể trở thành u ác tính tử. Nếu như xấu thần uống hắc huyên độc tuyền, tiến hóa thành u ác tính tử, đó chính là thánh vương chiếu niết, cũng không thể tiêu diệt hắn. Vận mệnh tương lai, thực sự là biến hóa khó lường A, hoàn toàn nhìn không thấu. Diệp thần thở dài một tiếng, trong lòng thoáng qua muôn vàn ý niệm, cuối cùng lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bây giờ đối với Diệp thần tới nói, trọng yếu nhất là cướp đoạt khóa chi mảnh vụn cùng Vizanu hải cốt, tiếp đó chuẩn bị cùng hồn thiên đế quyết chiến. Đến nỗi xấu thần, trước mắt xấu thần khí tượng bình tĩnh, đã không có nghịch thiên quật khởi chi thế, cũng không có vẫn lạc chi tượng, Diệp thần đoán chừng muốn chờ chính mình cùng hồn thiên đế thắng bại quyết ra sau, xấu thần bên kia mới có biến hóa. Chậm chậm thở ra một hơi, Diệp thần yên lặng cảm ngộ thánh vương chiếu niết tà đồ huyết ma 8 chữ, cái cuối cùng nuốt chữ, hắn cũng không có lại nhiễm, hiện tại hắn còn không có dự định đi thôn phệ xấu thần. Hơn nữa, nghĩ giải quyết triệt để xấu thần,
cũng không nhất định phải thôn phệ, có thể còn có biện pháp khác. Cho nên, trong lúc trước mắt, Diệp Thần chỉ chuyên tâm lĩnh hội trước 8 chữ thần thông, lĩnh ngộ trong đó thần đạo cùng ma đạo pháp tắc tinh túy. Tân Thiên Đạo thiết lập sau đó, không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn vách tường thế giới, cũng nhược hóa rất nhiều, bị ngạn bên trên tinh quang có thật nhiều đổ ra, viễn cổ linh khí khôi phục, hơn nữa cấp tốc mở rộng. Diệp Thần nắm giữ bát tự thần thông, tại Tân Thiên Đạo hoàn cảnh mới phía dưới, cũng có thể phát huy ra uy lực. Một ngày trôi qua, Diệp Thần đã triệt để tiêu hóa cuối cùng hai mảnh cánh sen năng lượng, thiên tội cổ kiếm cùng kinh mạch lắng đọng linh khí, hắn cũng hấp thu, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lại từ thông thiên cảnh 6 tầng trời đỉnh phong, nhất cử vọt tới thông thiên cảnh 7 tầng trời đỉnh phong tình cảnh. 7 tầng trời đỉnh phong, không tệ, không tệ, tiến bộ rất nhanh. Chiếu tiến độ này, ta rất nhanh liền có thể chứng đạo thiên đế. Diệp Thần nghĩ thầm, bây giờ linh khí khôi phục, Tân Thiên Đạo hoàn cảnh mới, nhiều hơn rất nhiều siêu phẩm thiên đế, trước mắt hắn thực lực đã không thể cho hắn mang đến đầy đủ cảm giác an toàn, ít nhất phải bước vào thiên đế cảnh giới, hắn mới có thể hài lòng. Mà một ngày này thời gian, Nguyên Thiên Đế cũng đem sinh tử bùa hộ mệnh chế tạo hoàn thành, hắn đem bùa hộ mệnh giao cho Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, cái này bùa hộ mệnh ngươi tốt nhất cầm, tại sống chết trước mắt, có thể cứu ngươi một mạng. Diệp Thần tiếp nhận bùa hộ mệnh, nói, đa tạ. Cái này sinh tử bùa hộ mệnh, là lấy sinh tử phong thần bi bản nguyên pháp tắc chế tạo, toàn thân lộ ra thanh kim sắc, phù văn lập lòe, có điên đảo sinh tử thần diệu, nếu như tại thời cơ thích ứng sử dụng, đủ để khởi tử hồi sinh. Diệp Thần nắm giữ nửa đường tử thần quyền hành, nếu như khải dụng, không sợ tử vong, nhưng tử thần quyền hành, loại này cấp bậc át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, tự nhiên không thể dễ dàng sử dụng. Nguyên Thiên Đế cho hắn một đạo sinh tử bùa hộ mệnh, liền để hắn nhiều hơn một phần sức mạnh. Tiền bối, sư tôn, vậy ta xuất phát. Diệp Thần hướng về Nguyên Thiên Đế cùng Vũ Tổ chắp tay, khom người từ biệt rời đi. Lần này đi Vizanu Thánh Địa, Diệp Thần phải đối mặt phần Tịch Linh Sơn cùng quỷ thần, tất nhiên là hung hiểm trọng trọng, vì lý do an toàn, hắn sẽ mang lên thiên địa vô cực tứ lão. Tứ lão cũng đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, mang theo 4 cái siêu phẩm thiên đế đi sông sáo, cái này đội hình thật sự là khoa trương, Diệp Thần trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra, Diệp Thần nhìn thấy thần sắc đẹp mang theo tứ lão, đang chờ lấy hắn. Gặp qua luân hồi chi chủ. Tứ lão nhìn thấy Diệp Thần đi ra, khom mình hành lễ. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn thấy thần sắc đẹp như đóa hoa sen đứng yên, thân ảnh quay lưng về phía mặt trời, dạng người rực rỡ, không khỏi tâm thần rung động, nhịn không được kêu một tiếng, thần sắc đẹp tỉ tỉ. Thần sắc đẹp mỉm cười cười nói, ngoan, lần này đi Vizanu Thánh Địa, người nhất định muốn bình an trở về. Diệp Thần nói, ta biết. Thần sắc đẹp lộ ra một vẻ ôn nhu cùng vũ mị chi ý, đi tới. Cánh tay ngọc vây quanh ở Diệp Thần cổ, lại ngay trước mặt tứ lão, đôi môi xích lại gần đi lên, hôn Diệp Thần. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi khắc cốt nhu tình cùng mềm mại, nhưng thấy thần sắc đẹp trước mặt người khác không có chút nào kiêng kỵ, vẫn có chút lúng túng cùng quẫn bách. Thần sắc đẹp nhẹ vỗ về mặt của hắn, vừa quay đầu hướng tứ lão nói, 4 vị trưởng lão, các ngươi nhất định muốn bảo hộ Diệp Thần chu toàn, ta đoán chừng phần Tịch Linh Sơn vị kia đánh gãy ly ca, đã đột phá đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Quả thực không thể khinh thường. Còn có hồn thiên đế bên kia, đoán chừng cũng sẽ không nhàn rỗi, hắn chắc chắn sẽ phái người đi phần Tịch Linh Sơn thương nghị, muốn cùng phần Tịch Linh Sơn liên thủ đối phó chúng ta cũng không nhất định. Còn có, chúng ta muốn bới Vizanu một phần, lão gia hỏa kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, lại thêm còn có một tôn quỷ thần ngủ đông ở sau lưng, sợ là khó tránh khỏi mấy trận ác chiến, các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Tứ lão đồng nói, là. Thiên Ung Hoàng nói. Thần sắc đẹp đại nhân xin yên tâm, chúng ta 4 người lão cốt đầu, coi như liều mạng không cần, cũng muốn bảo vệ luân hồi chi chủ chu toàn. Thần sắc đẹp nói, tốt lắm vô cùng, các người đợi thêm ta nửa canh giờ. Nói xong, thần sắc đẹp lại lôi kéo Diệp Thần, đi đến một bên trong cung điện đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần tự mình từ trong cung điện đi ra, thần sắc có chút cổ quái. Thần sắc đẹp không giống cô gái tầm thường như vậy thận trọng, thẳng tới thẳng lui. Tất nhiên nhận định Diệp Thần, đó chính là hết sức hừng hực cùng chủ động. Tứ lão ánh mắt nhìn quanh tả hữu, chỉ coi làm không thấy. Khục, Diệp Thần ho nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói, nên xuất phát. Liền dẫn tứ lão, rời đi Mỹ Thần Giáo, đi Vizanu Thánh Địa.
Vì giờ Nu Thánh Địa tọa độ, Diệp Thần sớm đã bắt được, dọc theo tọa độ, xé rách hư không đi qua liền có thể. Chỉ là, Vì giờ Nu Thánh Địa không tại không không lúc nào khoảng không chủ thế giới, mà là tại cao hơn huyễn tưởng trong chiều không gian, coi như xé rách hư không đi qua, cũng muốn hao phí chút thời gian. Mộ chủ. Tại lúc này, Diệp Thần lại nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền đến thiên đấu sát thần âm thanh. Sát thần tiền bối, thế nào? Diệp Thần hỏi. Thời khắc này thiên đấu sát thần, khí tức khách quan dĩ vãng, lại đại đại tăng lên, mới thiên đạo thiết lập, để cho hắn cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, sức mạnh khôi phục rất nhiều. Ta cảm thấy một đạo uy hiếp, cái này uy hiếp tựa hồ có tinh không bỉ ngạn ý chí. Thiên đấu sát thần đột nhiên nói. Diệp Thần khẽ giật mình, biểu lộ cổ quái nói, tinh không bỉ ngạn người muốn giết ta. Trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều địch nhân, nhưng có khả năng nhất, hắn cảm thấy vẫn là táng hồn quật đụng tới ba người. Dù sao ba vị này tại táng hồn quật gặp phải tồn tại, cùng thiên khôi kiếm chủ có chút quan hệ. Chẳng lẽ là bọn hắn sư tôn tới? Muốn triệt để bóp chết chính mình? Diệp Thần lắc đầu, mặc dù bây giờ không không lúc nào không thiên đạo đã biến, nhưng tinh không bỉ ngạn muốn buông xuống không không lúc nào khoảng không, hay là muốn đánh đổi một số thứ. Liễu Lạc Thần sư tôn chỉ sợ còn không đến mức như thế. Còn có, thiên đấu sát thần lại nói. Diệp Thần con mắt híp lại, tiền bối, chẳng lẽ còn có uy hiếp? Cẩn thận ác mộng lão tổ. Thiên đấu sát thần đột nhiên lại cảnh giác nói. Ai? Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Thiên đấu sát thần nói, Vì giờ Nu trong thánh địa, ẩn tàng quỷ thần, là ác mộng lão tổ. Lão gia hỏa kia tinh thông nhất ác mộng nguyền rủa, người nhất thiết phải chú ý. Diệp Thần một trận, nói, nguyên lai là hắn sao? Hắn chỉ biết là Vì giờ Nu trong thánh địa, cất giấu một tôn quỷ thần, nhưng không xác định là ai, bây giờ nghe thiên đấu sát thần lời nói, mới biết được là ác mộng lão tổ. Thiên đấu sát thần nói, ân, chính là hắn, ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Đang nói đến ác mộng lão tổ thời điểm, thiên đấu sát thần trong mắt tràn đầy kiêng kỵ chi ý, ba quỷ thần nguyền rủa 10 phần đáng sợ, may mắn hắn có Diệp Thần Phỉ Nhiêu pháp chúc phúc, bằng không thì hắn sớm đã bị nguyền rủa bóp méo. Nhưng kể cả như thế, muốn tự mình đi đối mặt một vị quỷ thần, thiên đấu sát thần cũng là rất kiêng kỵ. Phải biết, trước đây đối chiến hư thối lão tổ, Diệp Thần cùng Nhậm Phi Phàm đều kém chút chết, có thể tưởng tượng được quỷ thần kinh khủng. Diệp Thần nói, hảo, ta sẽ cẩn thận. Thiên đấu sát thần nói, đụng tới có nguy hiểm mà nói, có thể kêu gọi ta đi ra, mộ chủ, vào lúc tối trọng yếu, ta có thể vận dụng sát lục mệnh cách. Diệp Thần nghe thiên đấu sát thần nói đến sát lục mệnh cách thời điểm, trong giọng nói nhiều nguy cơ chi ý, liền hỏi, vận dụng sát lục mệnh cách, đại giới rất lớn sao? Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, sát lục mệnh cách là kiếm hoàng mệnh cách, là kiếm hoàng oán niệm biến thành, ta cùng sát lục mệnh cách là nhất thể, sát lục mệnh cách chính là ta chính là sát lục mệnh cách. Vận dụng sát lục mệnh cách sức mạnh, ta rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, triệt để sa đọa, đánh mất tất cả lý trí, biến thành chỉ biết là giết hại quái vật. Diệp Thần trầm mặc xuống, hồi tưởng một chút, tựa hồ chưa từng thấy qua thiên đấu sát thần vận dụng sát lục mệnh cách, hắn nói, tiền bối yên tâm, ta chấp trưởng Phỉ Nhiêu bí thuật, có thể hòa giải sát lục tội nghiệt, tóm lại sẽ không để cho ngươi sa đọa nhập ma chính là. Thiên đấu sát thần cười khổ một tiếng, nói, như vậy tốt nhất. Hoa lạp, xuyên thẳng qua hư không, tinh vực phá toái. Không cần đã lâu, Diệp Thần liền dẫn thiên địa vô cực tứ lão, đi tới Vì giờ Nu thánh địa tọa độ địa điểm. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một khỏa tinh cầu khổng lồ, hình như trứng gà, lộ ra hình bầu dục, tinh cầu bên trên lại bao trùm lấy một tầng thật dày kim sắc hổ phách, dường như là một loại đặc thù nào đó cấm chế, phía trên khắc họa lấy đủ loại phù văn. Nơi này chính là Vì giờ Nu thánh địa sao? Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, bấm ngón tay tính toán, thiên cơ phù hợp, trước mắt hắn viên tinh cầu này, đích xác chính là Vì giờ Nu thánh địa không sai. Chỉ là... cả viên tinh cầu bị một tầng hổ phách bao lấy, không nhìn thấy bên trong hoàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy màu vàng bằng đá, tại đen như mực hỗn độn bên trong hư không, lập lòe quang hoa. Tầng này hổ phách bích trướng, hiển nhiên là Vì giờ Nu thánh địa bảo hộ xác, muốn đi vào mà nói, nhất thiết phải trước tiên đánh phá hổ phách tầng bảo hộ. Diệp Thần cũng không hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại bên trong hư không, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử Diệp Thần, cầu kiến phần tịch Linh Sơn trưởng giáo đánh gãy ly ca. Đoạn trưởng giáo, ta tới gặp ngươi, còn xin ngươi chốt mở tương kiến.
Phía trước Diệp Thần giết đánh gãy Ly Ca sư đệ Gia Cát Diễm, song phương xem như kết xuống tử thù, Diệp Thần mong muốn khóa chi mảnh vụn, lại tại trong phần tịch Linh Sơn. Còn có Vizanu Hải Cốt, đánh gãy Ly Ca cũng tất nhiên sẽ liều chết bảo hộ. Diệp Thần mặc kệ là muốn đoạt lấy khóa chi mảnh vụn, vẫn là khai quật Vizanu Hải Cốt, đều nhiễu không mở đánh gãy Ly Ca, hắn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hô to đứng lên. Hắn cũng không có giấu giếm khí thức của mình, bởi vì căn bản không có khả năng ẩn nấp được. Bây giờ Diệp Thần thực lực, còn có luân hồi khí tượng, đã là 10 phần bành trướng mênh mông, lại thêm bên người thiên địa vô cực tứ lão, người người cũng là siêu phẩm thiên đế, lớn như thế chiến trận, tự nhiên không có khả năng che giấu được. Có thể nói, Diệp Thần cùng tứ lão bây giờ buông xuống, Vizanu trong thánh địa người, tất nhiên là phát giác ra. Hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, viên này như trứng gà một dạng tinh cầu bên trong, rất nhanh liền truyền đến đáp lại. Luân hồi chi chủ, người thần công cái thế, chính mình phá tan cấm chế đi vào chính là đánh gãy Ly Ca âm thanh. Diệp Thần cười nói, đây chính là đoạn trưởng giáo đạo đãi khách sao. Thiên địa vô cực tứ lão bên trong, cầm đầu Thiên Ung Hoàng nói, Diệp đại nhân, chúng ta trực tiếp phá sát đi vào, đi trước cướp khóa chi mảnh vụn, tiếp đó lại đi khai quật Vizanu Hải Cốt. Nguyên Thiên Đế phải đào Vizanu Hải Cốt, chuyện này mặc dù còn không có thông báo tứ lão, nhưng cũng không cần thông báo, lớn như thế thiên cơ, khi Nguyên Thiên Đế nói ra khỏi miệng, toàn bộ không không lúc nào chống không cường giả đều có thể bắt được. Tứ lão rất rõ ràng mục đích của chuyến này, muốn đào Vizanu Hải Cốt, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ cần trước tiên từ đánh gãy trong tay Ly Ca, cướp được khóa chi mảnh vụn, để cho Diệp Thần thêm một bước bổ tu ma ngục mệnh tinh, tăng tiến thực lực. Đã như thế, lại đi khai quật hải cốt, chắc chắn liền lớn hơn. Lập tức, Thiên Ung Hoàng rút trường kiếm ra, kích động. Hắn vừa tấn thăng siêu phẩm thiên đế, đang muốn thử xem thực lực của mình, xem có thể hay không phá vỡ Vizanu thánh địa hổ phách cấm chế. Diệp Thần đưa tay ngừng hắn, nói, đừng xung động, Vizanu thủ hộ chi đạo, trong đó một trong những hạch tâm, chính là phản chấn, hai chữ. Cái gọi là phản chấn, chính là trước tiên làm tốt tự thân phòng ngự, lấy thạch tâm diệu pháp ra thân, thân như bàn thạch, địch nhân đánh tới, liền chịu bàn thạch hộ thuẫn phản chấn gây thương tích. Tầng này hổ phách cấm chế, dùng man lực công kích, chỉ có thể bị phản chấn trọng thương. Diệp Thần đạo tâm thông minh, đối với Vizanu đủ loại pháp môn, lý giải đến 10 phần khắc sâu. Thiên Ung Hoàng lấy làm kinh hãi, nói, thì ra là như thế sao? Diệp đại nhân, vậy chúng ta hiện nay phải làm như thế nào? Diệp Thần nói, vẫn là để ta đến đây đi. Hắn bước ra một bước, nhìn xem trước mắt viên này bị hổ phách bao lấy tinh cầu, đột nhiên một trưởng vỗ ra. Lớn sụp đổ. Kèm theo quát to một tiếng, Diệp Thần trưởng thế mang theo cuồng bạo sụp đổ chi lực, hung hăng hướng về hổ phách cấm chế đánh tới. Đây là Shiva tuyệt học, xếp hạng thứ 3 lớn sụp đổ thần công. Ầm ầm. Kinh thiên trưởng lực chụp ra, chỉ thấy cả tầng hổ phách cấm chế, tại chỗ bị đánh răng rắc vang dội, một khối khu vực sụp đổ đi, xuất hiện một cái lỗ thủng lớn. Thông qua cái lỗ thủng này, có thể thấy rõ tinh cầu nội bộ thánh địa cảnh tượng, khắp nơi đều là trong suốt núi đá cùng khoáng mạch, Vizanu thạch tâm thủ hộ chúc phúc khí tượng, tại viên tinh cầu này hiện ra đến cực hạn. Hô! Diệp Thần nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, tại trong Shiva 10 pháp, lớn sụp đổ xếp hạng thứ 3. Gần với vô thượng diệt thế chân giải cùng thiên trảm, liền xem như lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, toàn lực bạo phát cũng là cần hao phí không thiếu linh khí. Bất quá, cái này lớn sụp đổ một trường, không để cho hắn thất vọng, rất thuận lợi phá vỡ hổ phách cấm chế. Mà Diệp Thần, cũng không có chịu đến cái gì phản chấn. Đây là bởi vì, hắn trưởng lực quá hung mãnh, bá đạo tới cực điểm, hổ phách cấm chế phản chấn hiệu quả là có hạn, mà hắn trưởng lực, đã vượt ra khỏi phản chấn hạn độ. Thiên địa vô cực tứ lão gặp Diệp Thần uy mãnh như vậy, đều là lớn tiếng khen hay. Đánh gãy Ly Ca nói, ha ha, luân hồi chi chủ, quả nhiên hảo công phu, vậy tại hạ liền tại Linh Sơn xin đợi ngươi đại giá. Thanh âm hắn tràn đầy kiêng kỵ chi ý, không nghĩ tới Diệp Thần nhẹ nhàng như vậy liền phá mất cấm chế, sử dụng thủ pháp, vẫn là Shiva tuyệt học. Shiva cùng Vizanu, chính là một đôi thúc địch. 72 trụ thần bên trong, Vizanu chủ bảo vệ. Danh xưng phòng ngự tối cường, là thế gian kiên cố nhất lá chắn, thiên tổ thần giáp mệnh tinh thủ hộ chi đạo, liền tham khảo Vizanu rất nhiều đạo pháp. Mà Shiva, nhưng là công sát tối cường, danh xưng thế gian sắc bén nhất mâu. Một mâu này một lá chắn,
ai lợi hại hơn, còn chưa có định số, nhưng bây giờ là Diệp Thần trước tiên chiếm thượng phong. Diệp Thần phất phất tay, mang theo Tứ Lão xuyên qua lỗ thủng, chính thức buông xuống đến Vizanu trên thánh địa khoảng không. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không biết, tại hắn sau khi biến mất, hai thân ảnh từ trong hư không đi ra. Liễu Lạc Thần nhìn xem Diệp Thần rời đi phương hướng, chau mày, gia hỏa này bên cạnh lại còn mang theo 4 vị cường giả. Thái Hoang kiếm ma trầm thấp và âm thanh từ tính vang lên lần nữa, kiếm của ta, có thể chém chết mấy người kia. Động thủ, chém, chém chết. Liễu Lạc Thần đưa tay ra, ngăn ở Thái Hoang kiếm ma trước người, phân phó nói, sư tôn cùng ngươi đã nói, chuyến này toàn quyền nghe ta. Bây giờ tình huống có chút đặc thù, còn không phải chúng ta động thủ thời điểm. Còn có, đây là Vizanu địa bàn, Vizanu xem như trụ thần, chúng ta không thể tùy ý động thủ. Bây giờ cần phải làm là chờ đợi, nói không chừng chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thái Hoang kiếm ma có chút không vui, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn rời đi Vizanu thánh địa. Liễu Lạc Thần đôi mi thanh tú một cái nhăn mày, nói, là, cũng có thể là không phải. Chúng ta muốn tìm cơ hội. Người ta liên thủ, hơi không cẩn thận thì sẽ hoàn toàn chôn thây ở đây. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới tiểu tử này thực lực đề thăng nhanh như vậy, dù cho ta hạn chế thiếu đi, nhưng ta cảm giác vẫn là gánh không được một kiếm của đối phương. Ta có thể, quá hoang kiếm mà âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Lạc Thần nói, người đừng quên sư tôn lời nói. Quá hoang kiếm ma không nói thêm gì nữa, nhưng hai con ngươi lại lật ra một tia huyết quang đỏ tươi, tựa như ác ma. Diệp Thần cũng không cảm thấy sau lưng sát cơ, hắn bây giờ lực chú ý toàn ở mảnh này đặc thù thế giới. Mảnh thế giới này, cũng không có đêm tối khái niệm, hổ phách bảo hộ sắc phóng thích ra kim quang, mang theo ôn nhuận noãn rung rung khí tức, giống như dương quang chiếu sáng toàn bộ thánh địa thế giới. Sặc sỡ ánh sáng lộng lẫy bốn phía rải xuống, đem rất nhiều trong suốt núi đá. Quanh co khoáng mạch, rát lên như mộng huyễn một dạng màu sắc. Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ cảnh tượng, một cái cơ hồ hoàn toàn là dùng đủ loại tảng đá, khoáng mạch, vách núi cấu tạo thành thế giới, đủ loại núi đá hình thái khác nhau, hoặc như cự long chiếm cứ, hoặc như hoa sen nở rộ, mang theo tuyên cổ năng lượng. Diệp đại nhân, muốn trực tiếp đánh tới phần tịch Linh Sơn sao? Thiên Ung Hoàng hỏi. Lúc này đánh gãy ly ca, đã không còn âm thanh. Hắn hiển nhiên là tại trong phần tịch Linh Sơn, chờ đợi Diệp Thần đến. Diệp Thần thực lực cường hãn, một trường liền phá mất hổ phách cấm chế, đánh gãy ly ca không nắm chắc cùng Diệp Thần giã chiến mà nói, hắn sợ là sống không qua Diệp Thần 10 chiêu. Chỉ có tại phần tịch Linh Sơn bên trong, mượn nhờ thiên thời địa mạch cùng Vizanu chúc phúc, hắn mới có chiến thắng Diệp Thần cơ hội. Diệp Thần vô cùng rõ ràng điểm này, trời mới đạo thiết lập, để cho đánh gãy ly ca cũng đột phá. Bước vào siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng kể cả như thế, tùy ý trạng thái chiến đấu phía dưới, đánh gãy ly ca cũng vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ. Chỉ có điều, tại phần tịch Linh Sơn bên trong chiến đấu, Diệp Thần ăn thiệt thòi quá nhiều, thế cục rất có thể sẽ nghịch chuyển. Phần tịch Linh Sơn, Phỉ Thúy Sơn Trang, Tỏa Thiên Cốc, Vực Sâu Quỷ Cung. Nơi này, tựa hồ khoảng chừng 4 cái thế lực A. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, bắt giữ thiên cơ. Rất nhanh liền đại khái biết rõ Vizanu thánh địa thế lực phân bố. Bất quá cũng chỉ là mặt ngoài, cấp độ sâu đồ vật, hắn còn nhìn không thấu. Vizanu hài cốt, đầu thân phân ly, liền chôn ở trong viên tinh cầu này, cái kia hài cốt tản ra đủ loại năng lượng đặc thù, tầng hình thành tầng phóng xạ, nếu như tu vi hơi yếu người, tiếp xúc đến Vizanu thạch tâm phóng xạ, tại chỗ liền sẽ bị hóa đá, biến thành pho tượng. Diệp Thần cùng thiên địa vô cực tứ lão, thực lực cường đại. Tự nhiên không sợ thạch tâm phóng xạ, nhưng ở thạch tâm phóng xạ vặn vẹo phía dưới, ở đây rất nhiều ngày cơ đều bị bóp méo. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần cùng Tứ Lão đều không thể nhìn thấy bao sâu vào đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài. Diệp Thần đoán đại khái đến, Vizanu thánh địa có 4 cái thế lực, nhưng Vizanu hài cốt, cụ thể chôn ở nơi nào, hắn còn nhìn không thấu. Nguyên Thiên Đế nói qua, Vizanu đầu thân phân ly, cơ thể cùng đầu người chôn giấu chỗ, không giống nhau. Cần Diệp Thần cẩn thận đi tìm. Tứ lão bên trong, xếp tại thứ hai địa phủ tà quân ánh mắt nhìn quanh Sơn Hà, cũng nhìn thấy không ít bí mật, a à một tiếng, nói, Tỏa Thiên Cốc. Khóa Thiên Thần Quân tựa hồ ngay ở chỗ này a. Diệp Thần nói, ai? Địa phủ tà quân nói, ngày xưa khóa chi mảnh vụn chấp trưởng giả, Khóa Thiên Thần Quân. Ma ngục mệnh tinh 4 khối mảnh vụn, đều có chấp trưởng giả,
tỉ như độ chi mảnh vụn chấp trưởng giả như Tường Vi, hình chi mảnh vụn hình thiên chủ, Diệp Thần cũng đã gặp qua. Hắn cũng nhớ tới tới, khóa chi mảnh vụn chấp trưởng giả, đích thật là gọi khóa thiên thần quân tới. Trước kia khóa thiên thần quân, trưởng khống khóa chi mảnh vụn, dựa vào phong tỏa pháp tắc, tạo hóa đủ loại cấm chế xiềng xích, che trời hoành địa, xuyên thẳng qua tinh không, hết sức lợi hại. Tại viễn cổ thời đại, không biết có bao nhiêu cường đại ma thần, bị khóa thiên thần quân một mực khóa lại tại trong địa ngục, không thể siêu thoát. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, khóa thiên thần quân thế mà ngay ở chỗ này. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng không lạ kỳ, dù sao khóa chi mảnh vụn chính là ở đây, khóa thiên thần quân cũng tại, cũng không có gì kỳ quái. Mặc dù luân hồi địa ngục sụp đổ sau, khóa thiên thần quân đã suy sụp, nhưng dù sao thuyền bể cũng có ba cân đinh, hắn đồng dạng là cái không thể khinh thường cường giả. Địa phủ tà quân nói, thuộc hạ cũng tu luyện địa ngục ma đạo, trước kia luân hồi địa ngục chư vị cường giả, thuộc hạ cũng phần lớn nhận biết, cùng vị này khóa thiên thần quân cũng có giao tình. Trong lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, nói, thì ra là thế, Ngô, chính là không biết vị này khóa thiên thần quân, đứng tại ai một bên. Vì giờ Nu Thánh Địa tứ đại thế lực, khóa thiên thần quân chỗ tỏa thiên cốc, chính là thứ nhất. Nếu như có thể có khóa thiên thần quân trợ giúp, Diệp Thần sẽ nhẹ nhõm không ít. Mặc kệ là cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, vẫn là vì giờ Nu hài cốt, đều không phải là chuyện dễ, Diệp Thần sẽ tranh thủ hết thảy có thể tranh thủ sức mạnh. Địa phủ tà quân ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa một chỗ sơn cốc, đó chính là tỏa thiên cốc chỗ, hắn nói, hẳn là trung lập A, thuộc hạ bắt giữ thiên cơ, khóa chi mảnh vụn ban sơ hẳn là tại khóa thiên thần quân trong tay, về sau bị phần tịch linh sơn đoạt đi. Nhưng phần tịch linh sơn thế lớn, hắn cũng không thể tránh được. Diệp đại nhân, bây giờ chúng ta buông xuống, khóa thiên thần quân cũng không nguyện trợ trụ vi ngược, cũng không dám đắc tội phần tịch linh sơn, hắn hẳn là nghĩ bảo trì trung lập không sai. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, chúng ta mới đến, cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ, ân, tất nhiên tiền bối có bằng hữu ở đây, chúng ta liền đi trước bái phỏng một phen. Địa phủ tà quân lộ ra điểm thần sắc khó khăn, nói, cái này. Hắn cùng khóa thiên thần quân, dù sao cũng có rất lâu không gặp mặt, tùy tiện đi bái phỏng, hơi có vẻ đường đột. Diệp Thần nói, không sao, chỉ là đơn giản gặp mặt, chúng ta cũng không thể trực tiếp liền đánh tới phần tịch linh sơn. Dạng này quá mạo hiểm. Tại trong Diệp Thần kế hoạch, hắn cũng không muốn lỗ mãng như thế, coi như không có khóa thiên thần quân tồn tại, hắn buông xuống đến Vi Giờ Nu Thánh Địa sau, chắc chắn cũng là cần tiêu phí chút thời gian, làm quen một chút thiên cơ mạch lạc sau, lại suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Dù sao địa phương này, còn cất giấu một vị quỷ thần, tuyệt đối không thể phớt lờ. Luân hồi chi chủ, người không dám tới sao? Đánh gãy ly ca âm thanh, vang lên lần nữa. Xa xa từ Linh Sơn bên kia truyền đến. Diệp Thần cười cười, cao giọng đáp lại nói, không cần phải gấp gáp, đoạn trưởng giáo, ta đi trước bái phỏng một vị bằng hữu. Đánh gãy ly ca khinh thường nở nụ cười, nói, cái khóa đó thiên thần quân sao? Ha ha, hắn có thể giúp ngươi cái gì? Hắn bất quá là một tên hèn nhát, nữ nhi của hắn trái tim, cũng chính là khóa chi mảnh vụn, cũng đã trong tay ta. Ngươi nếu muốn cầu tên hèn nhát này hỗ trợ, vậy vẫn là đừng lãng phí thời gian. Diệp Thần chỉ cười nói, ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ ta chính là, không cần dài dòng. Không tiếp tục để ý tới đánh gãy ly ca, Diệp Thần mang theo tứ lão, trực tiếp đi tới tỏa thiên cốc. Cái kia tỏa thiên cốc tại trong quần sơn vây quanh, tự thành nhất phái, nơi miệng hang hai đỉnh núi rằng co, tựa như thiên môn khóa chặt, trọng trọng sương mù quanh quẩn, nếu không phải có chỉ dẫn, chỉ sợ khó tìm đến vào cốc chi lộ. Diệp Thần một đoàn người cùng đánh gãy ly ca tranh đấu âm thanh, sớm truyền khắp thánh địa, một đoàn người buông xuống tỏa thiên cốc, trong cốc đệ tử bị kinh động, một cái đầy tớ nhỏ chạy ra, thần sắc mười phần hốt hoảng, khom người nói. Luân hồi chi chủ, bốn vị trưởng lão, các ngươi muốn gặp cốc chủ sao? Diệp Thần nói, chính là, ta là thiên tổ truyền người, các ngươi cốc chủ là thiên tổ ngày xưa đệ tử, nói đến chúng ta vẫn là đồng môn, bây giờ tụ hội liên là cảm tình vừa vặn. Cái kia đầy tớ nhỏ hoảng hốt vội nói, cốc chủ đã quyết ý bế quan, không hỏi thế sự, chư vị vẫn là mời về a. Diệp Thần nói, tại hạ chỉ muốn trong cốc nghỉ chân một chút, tuyệt không phiền phức quý cốc chủ cái gì. Cái kia đầy tớ nhỏ mười phần khó xử, nói, chư vị muốn nghỉ chân, cứ việc đi tới nơi khác, cốc chủ là không thấy người ngoài. Nói đi, hắn áy náy hướng Diệp Thần bọn người bái, sau đó quay người trở về cốc, móc ra một đạo cấm chế phù lục. Lại lối vào bố trí xuống cấm chế dày đặc,
nói rõ là không chào đón Diệp Thần bọn người đến. Diệp Thần nhíu chặt lông mày, Tứ Lão cũng là hai mặt nhìn nhau, Thiên Ung Hoàng hỏi. Diệp đại nhân, làm sao bây giờ? Địa phủ tà quân nói, xem ra ta vị lão bằng hữu này, từ luân hồi địa ngục sụp đổ sau, đạo tâm cũng bể nát, lòng dạ mất hết, đúng như đánh gãy ly ca nói tới như vậy, trở thành một tên hèn nhát sao. Thanh âm hắn không nhỏ, tận lực để cho Khóa Thiên người trong cốc nghe được, đây là phép khích tướng, muốn đem Khóa Thiên thần quân kích động ra tới. Nghĩa phụ không phải hèn nhát. Tại địa phủ tà quân âm thanh rơi xuống sau đó không lâu, cửa vào sơn cốc cái khác một chỗ trong rừng cây, lại có một thiếu nữ, tức giận đi tới. Thiếu nữ kia thân mang một bộ mộc mạc không tì vết bạch y, tay áo theo gió khẽ đung đưa, tựa như đầu mùa đông đầu cành không rơi bông tuyết, tinh khiết mà thanh lãnh, như trong họa đi ra tiên tử, hai đầu lông mày mang theo một tia khẽ cáo ý trách cứ, tăng thêm mấy phần linh động. Diệp Thần cùng Tứ Lão đều là nhãn tình sáng lên, lại cảm giác một hồi mùa đông một dạng lãnh ý đánh tới, trên người thiếu nữ mang theo thấu xương băng lãnh, như thế băng tuyết tạo hình thành bộ dáng, tái nhợt đến quá phận trên da thịt, có thể nhìn đến mạch máu cùng kinh mạch vết tích. Vị cô nương này là... Diệp Thần gặp thiếu nữ mặc áo trắng này dung mạo vô cùng, hơn nữa mấu chốt hơn là, Diệp Thần ẩn ẩn bắt được thiên cơ, thiếu nữ mặc áo trắng này, tựa hồ cùng Khóa Chi mảnh vụn, nhân quả vô cùng mật thiết. Ta gọi trên sông tuyết, Khóa Thiên thần quân là nghĩa phụ ta, ta không cho phép các ngươi chửi bới hắn. Thiếu nữ trừng mắt nói. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, Khóa Chi mảnh vụn, là trái tim của ngươi. Trước đây đánh gãy Ly Ca nói qua, Khóa Thiên thần quân có một đứa con gái, xem ra chính là cái này trên sông tuyết không sai. Hơn nữa, đánh gãy Ly Ca còn nói, Khóa Chi mảnh vụn, tựa hồ vẫn trên sông tuyết trái tim. Trên sông tuyết kiều thân thể run lên, sau đó không nói gì gật đầu nói, ân, đúng vậy, ta đang khóa chi mảnh vụn vật chứa. Diệp Thần nghe được vật chứa hai chữ, lập tức chấn động, cũng đúng, ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, ma khí năng lượng hắc ám vô tận, người bình thường tay không tiếp xúc, lập tức liền bị ăn mòn sa đọa, liền xem như trước kia luân hồi địa ngục bốn vị chấp trưởng giả, cũng không thể trực tiếp tiếp xúc mảnh vụn, bình thường cần cầm vật chứa chứa. Ngươi là thiên tổ truyền nhân, ta biết ngươi. Trên sông trên tuyết phía dưới đánh giá Diệp Thần, gặp Diệp Thần mặc dù phong thái anh vĩ, nhưng tu vi khí tức chỉ có thông thiên cảnh 7 tầng trời, nàng hoài nghi Diệp Thần cũng không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Ngươi có thể giải quyết phần tịch Linh Sơn, thay ta cùng nghĩa phụ báo thù sao? Ta có chút không tin thực lực của ngươi. Trên sông tuyết biểu thị hoài nghi. Diệp Thần nói, cô nương cùng phần tịch Linh Sơn có thù. Trên sông tuyết đạo, trái tim của ta đều bị bức bách đào đi, ngươi nói có thù hay không? Diệp Thần nở nụ cười, nói, cô nương kia có thể yên tâm, ta tất sát đánh gãy Ly Ca. Trên sông tuyết đạo, khẩu khí cũng không nhỏ, ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Nói xong, nàng thân thể mềm mại đột nhiên giống như lưu phong trở về tuyết phi tập mà ra, không nói hai lời, lại một chưởng hướng Diệp Thần lồng ngực vỗ tới. Thiên địa vô cực Tứ Lão cả kinh, chỉ cảm thấy trên sông tuyết một chưởng này, mang theo kinh thiên lạnh lẽo thấu xương, hư không mịt mờ, vô tận bát hoang băng tuyết chi lực. Tựa hồ cũng cùng nàng cộng minh lấy. Tứ Lão đang chờ ra tay chặn lại, nhưng bị Diệp Thần khí chàng đè lên, không thể động thủ. Diệp Thần nhìn xem trên sông tuyết một chưởng đánh tới, thân thể lại như núi cao sừng sững bất động, cũng không né tránh. Phịch một tiếng, trên sông tuyết rắn rắn chắc chắc một chưởng, đánh vào Diệp Thần trên lồng ngực, nhưng cơ thể của Diệp Thần không nhúc nhích tí nào, một cỗ cương mãnh lực phản chấn truyền ra. Trên sông tuyết ôi một tiếng. Bàn tay mình lực toàn bộ bị bắn ngược trở về, lập tức bị chấn động đến mức cánh tay đứt cổ tay gãy, kịch liệt đau nhức toàn tâm, thân thể cũng giống như cỏ khô héo bị đánh bay ra ngoài. Mắt thấy nàng liền muốn chật vật rơi xuống trên mặt đất, Diệp Thần thân hình một cái thiểm lược, lại thoáng hiện ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng ôm eo thân của nàng, đem nàng trên thân tất cả lực đạo toàn bộ hóa đi, cười nói, cô nương không có sao chứ. Trên sông tuyết bị Diệp Thần ôm, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, gương mặt xoát một chút đỏ bừng. Vừa mới đứt gãy cánh tay, cũng bị Diệp Thần trong lúc lơ đãng tán phát phỉ nhiêu linh khí chữa khỏi. Ngươi, thực lực ngươi quả nhiên không kém, thậm chí đủ để cho chúng ta ngước nhìn. Trên sông tuyết đỏ mặt nói. Diệp Thần đã luyện thành kim cương bất hủ thể, luân hồi tu vi lại 10 phần thâm hậu, luân hồi cương khí hộ thân, siêu phẩm thiên đế trở xuống võ giả, không thể tổn thương hắn một chút, người khác công kích hắn, hắn không những sẽ không thụ thương, còn có thể đem địch nhân tổn thương toàn bộ bắn ngược trở về. Thiên Ung Hoàng nói,
Diệp đại nhân đâu chỉ là thực lực không kém, tại toàn bộ không không lúc nào khoảng không, đơn giản vô địch, tiểu cô nương, người cứ yên tâm đi, không cần bao lâu, đánh gãy Ly Ca liền sẽ trở thành trong mộ xương khô. Diệp thần cười cười, đem trên sông tuyết để xuống, lại nói, cô nương thân thể lạnh quá. Vừa mới ôm trên sông tuyết thời điểm, Diệp thần cũng cảm giác được, bàn tay vuốt lên đi, mặc dù mềm mại, nhưng lại mang theo một cỗ không giống người sống rét lạnh, loại kia lạnh lẽo, xâm nhập bàn tay, thấu xương băng hàn. Trên sông tuyết bình tĩnh nói, ân, ta là nguyên tổ tạo vật, thuần túy dùng băng nguyên tố chế tạo mà thành, ta thậm chí không tính là một người sống, người có thể đem ta xem là một pho tượng đá, một bộ hóa thành người băng điêu. Ta ban sơ bất quá là khóa chi mảnh vụn vật chứa. Diệp thần một hồi kỳ dị, nói, nguyên tổ. Trên sông tuyết đạo, đúng vậy, nguyên tổ là lục tổ một trong, là thiên tổ bằng hữu, lục tổ chính là thiên tổ, mà tổ, nhân tổ, nguyên tổ, ước tổ, bàn tơ lão tổ, thiên tổ đương nhiên không cần phải nói, nhân tổ Nam Hoa lão quân cùng bàn tơ lão tổ, người cũng đã tiếp xúc qua đi. 72 trụ thần bên trong, có lục tổ truyền thuyết, xưng là tổ trụ thần, thường thường là đặc thù nào đó pháp tắc thủy tổ. Chấp trưởng có khác với vũ lực thần thông pháp tắc, tỉ như thiên tổ luân hồi pháp tắc, bàn tơ lão tổ vận mệnh pháp tắc. Những pháp tắc này cùng Shiva loại kia hủy diệt bá đạo chiến đấu pháp tắc bất đồng, thường thường liên lụy tới thế giới bản nguyên vận hành, vô cùng ảo diệu. Diệp thần thản nhiên nói, nguyên tổ ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Liên quan tới 72 trụ thần, có quá nhiều huyền bí, Diệp thần còn chưa có giải mở. Trên sông tuyết đạo, hắn là thiên tổ bằng hữu, trước kia chính là hắn. Chế tạo ra một cái vật chứa, đưa cho thiên tổ, dùng để chứa đựng khóa chi mảnh vụn, cái kia vật chứa chính là ta, ban sơ là một cái băng điêu hộp, về sau ta tu thành hình người, khóa chi mảnh vụn cũng thành trái tim của ta. Giọng nói của nàng nhu hòa nhẹ nhàng, vừa mới kiến thức qua Diệp thần thực lực, bây giờ thì để xuống trách cứ chi tâm, không có như vậy kháng cự đề phòng. Diệp thần như có điều suy nghĩ, nói, thì ra là thế, cô nương kia trái tim, là bị phần tịch linh sơn móc đi. Trên sông tuyết khẽ cắn môi, nói, đúng vậy, vốn là ta cùng nghĩa phụ ẩn cư ở đây, chậm đợi thiên tổ khôi phục, phỉ thúy sơn trang phỉ thúy nữ sĩ đối xử mọi người khoan hậu, đối với chúng ta cũng là vô cùng tốt. Nói đến đây, trên sông tuyết gương mặt lại là đỏ lên, vị này phỉ thúy nữ sĩ, còn nhiều lần nói qua, muốn cưới ta tới. Diệp thần kỳ nói, phỉ thúy sơn trang, phỉ thúy nữ sĩ. Nàng đã nữ, làm sao có thể cưới ngươi? Trên sông tuyết đạo. Nữ như thế nào không thể cưới ta? Ta là thuần túy băng nguyên tố tạo vật, là nguyên tổ kiệt tác, người khác cùng ta thân cận, nếu là có thể chịu được trên người ta băng phách linh khí, liền có thể gột rửa gân cốt, đối với tu vi rất có ích lợi. Cho nên, phỉ thúy nữ sĩ liền nghĩ cưới ta xuất giá, cùng ta tu luyện cái gì thiên địa đoàn tụ pháp tới, nhưng ta phải chiếu cố nghĩa phụ, lại là không thể gả đi. Diệp thần cùng tứ lão nhìn nhau, đều cảm giác ngạc nhiên. Xem ra tại Vizanu thánh địa trong, hoàn toàn không có thế tục quy củ ước thúc, nữ nhân đều có thể cưới nữ nhân. Trên sông tuyết nói tiếp, phỉ thúy nữ sĩ là người tốt, nàng và nàng phỉ thúy sơn trang đệ tử, cũng là Vizanu con dân, thờ phụng thủ hộ chi đạo, cũng là bọn hắn một mực áp chế vực sâu hắc ám, bằng không thì phiến thiên địa này, sớm đã bị vực sâu u ác tính khí tức hủy diệt. Diệp thần khẽ gật đầu, mảnh này Vizanu thánh địa, khí tượng so với Shiva thánh địa. Đích thật là rộng rãi tinh khiết nhiều. Diệp thần còn nhớ rõ, Shiva thánh địa tràn ngập vực sâu sương mù, nhưng ở Vizanu thánh địa trong, lại không nhìn thấy có cái gì vực sâu dấu hiệu. Quỷ thần ác mộng lão tổ, ẩn nấp ở đây, vực sâu tự nhiên là có, nhưng rõ ràng bị áp chế lại. Vizanu thủ hộ đại đạo, đối với vực sâu áp chế, hiệu quả hết sức rõ ràng, thủ hộ chi thuẫn phòng ngự, tự nhiên không phải Shiva loại kia chiến đấu chi mâu có thể so sánh. Nếu như không ra ngoài ý muốn gì, chúng ta tỏa thiên cốc, cùng phỉ thúy nữ sĩ phỉ thúy sơn trang, sẽ một mực bình an vô sự ở chung xuống. Mặc dù có vực sâu quỷ cung tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không dám cùng phỉ thúy nữ sĩ trở mặt, dù sao phỉ thúy nữ sĩ sau lưng, là Vizanu đại thần. Thẳng đến có một ngày, phần tịch linh sơn buông xuống, địa bàn của bọn hắn, cùng thánh địa kết hợp đến cùng một chỗ, bọn hắn là một đám sát thủ, một đám đờ tanis. So với phỉ thúy nữ sĩ hung tàn nhiều. Hơn nữa, Vizanu đại thần tựa hồ cũng càng tín nhiệm bọn họ, dù sao phỉ thúy nữ sĩ chỉ có thể tại thánh địa hoạt động, nhưng phần tịch linh sơn mà nói, có thể tại không không lúc nào khoảng không chủ thế giới hành động,
cùng là Vizanu đại thần tín đồ, hay là quân cờ, bọn hắn so với phỉ thúy nữ sĩ càng có giá trị. Trên sông tuyết ngữ khí có chút tịch mịch, phỉ thúy nữ sĩ là bằng hữu của nàng, nhưng ở trước mặt Vizanu, phỉ thúy nữ sĩ giá trị, rõ ràng không sánh được đánh gãy Ly Ca. Chấm, phần tịch Linh Sơn trưởng giáo đánh gãy Ly Ca, hắn muốn khóa chi mảnh vụn, chính là phải đào trái tim của ta, phỉ thúy nữ sĩ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể từ trong giảng hòa, chỉ cần ta giao ra khóa chi mảnh vụn, nàng sẽ bảo đảm ta tỏa thiên cốc trên dưới tính mệnh. Ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác chính mình đem trái tim móc ra, giao cho đánh gãy Ly Ca. Ha ha, chỉ là khóa chi mảnh vụn địa ngục sát khí xâm nghiêm, cũng không phải đánh gãy Ly Ca có thể luyện hóa, hắn cầm tới khóa chi mảnh vụn sau, chỉ có thể phong ấn tại Linh Sơn trong địa mạch. Cho nên, không phải nghĩa phụ ta nhu nhược, mà là đánh gãy Ly Ca ỷ thế hiếp người, ỷ có Vizanu đại thần chúc phúc, uy áp chúng ta tỏa thiên cốc. Ai, đáng tiếc thiên tổ suy sụp, thời đại đã sớm thay đổi, bằng không chúng ta như thế nào lại bị người khi dễ như thế. Trên sông tuyết rất là thương cảm bất đắc dĩ, từ luân hồi địa ngục sụp đổ sau, thiên tổ khí vận đại suy, địa ngục sụp đổ mang tới kết quả, là hắn liền luân hồi thiên quốc đều không thể xây lại dựng lên. Không có thiên tổ che chở, thế gian tồn tại đủ loại luân hồi thế lực, cũng là tia sáng ảm đạm, thẳng đến Diệp Thần xuất hiện, cục diện mới cải thiện một chút, nhưng trước mắt vẫn là không cách nào cùng đỉnh phong thời điểm so sánh. Thiên tổ tột cùng nhất thời điểm, chính là luân hồi địa ngục cường thịnh thời điểm, địa ngục tồn tại, để cho chư thiên chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, rất nhiều ma thần không dám làm ác quá nhiều, chỉ sợ bị bắt giữ đến trong địa ngục đi, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần nghe xong trên sông tuyết một phen, hiểu được. Thì ra Vizanu thánh địa ban sơ, chỉ có tam đại thế lực, một là phỉ thúy nữ sĩ phỉ thúy Sơn Trang, chính là Vizanu ban sơ con dân, hai là tỏa thiên cốc, khóa thiên thần quân cùng trên sông tuyết hai cha con gái, ở đây ẩn cư, chờ thiên tổ khôi phục. Cái cuối cùng thế lực, đó chính là ác mộng lão tổ vực sâu quỷ cung. Đến nỗi phần tịch Linh Sơn, là về sau kết hợp tiến vào thế lực, hơn nữa địa vị siêu nhiên, có thể nói là Vizanu đại thần hạch tâm thuộc hạ, địa vị vượt qua phỉ thúy Sơn Trang. Đánh gãy Ly Ca muốn khóa chi mảnh vụn, khóa thiên cốc giã không cách nào phản kháng, chỉ có thể giao ra. Cô nương, người không còn trái tim, lúc đó như thế nào? Diệp Thần nhìn xem trên sông tuyết, từ trên người nàng, thấy được một chút không rõ khí tức. Trên sông tuyết đang khóa chi mảnh vụn vật chứa, quanh năm chứa đựng khóa chi mảnh vụn, nàng đã cùng khóa chi mảnh vụn thiết lập thâm hậu nhân quả, cả hai thậm chí hòa làm một thể. Không còn khóa chi mảnh vụn, thân thể nàng trật tự đều không hoàn chỉnh. Trên sông tuyết đạo, trái tim không còn, ta hẳn là sẽ hòa tan a. Chỉ là không biết có một ngày hòa tan. Ta muốn báo thù, ta thậm chí nói nguyện ý gả cho phỉ thúy nữ sĩ, cầu nàng hỗ trợ đoạt lại khóa chi mảnh vụn, nhưng tiếc là, nàng nói không có khả năng, tại phần tịch Linh Sơn trên địa bàn, nàng cũng đánh không lại đánh gãy Ly Ca. Ta lại đi cầu vực sâu quỷ cung, vực sâu quỷ cung đại trưởng lão Tạo Uyên thượng nhân nói, chỉ cần ta nguyện ý gả cho hắn, khi hắn cái thứ 9 nữ nhân, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ta đoạt lại mảnh vụn. Cái kia khóa chi mảnh vụn, không chỉ là trái tim của ta, vẫn là nghĩa phụ đạo tâm ký thác chỗ, mảnh vụn bị cướp đi, nghĩa phụ sầu não uất ức, mỗi ngày ưu sầu, nói tương lai ngày nào thiên tổ khôi phục, hắn lại không khóa chi mảnh vụn, đây là chết trăm lần không đủ tội lỗi. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, phần tịch Linh Sơn cùng đánh gãy Ly Ca, quá cường đại. Diệp Thần lập tức lên một hồi nổi da gà, nói, người nói cái gì, người muốn gả cho vực sâu quỷ cung trưởng lão. Cái này vực sâu quỷ cung, là ác mộng lão tổ dưới quyền thế lực, chắc hẳn cũng là một đám thâm uyên ác ma, người sao có thể cùng bọn hắn làm giao dịch. Sao có thể tin được bọn hắn. Trên sông tuyết nghe Diệp Thần nâng lên ác mộng lão tổ bốn chữ, lập tức lộ ra khủng hoảng thần sắc kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào? Như thế nào? Diệp Thần nói, ta thế nào? Trên sông tuyết hít sâu một hơi, nói, bốn chữ kia, cái kia xưng hào, là cấm kỵ a. Ngươi thế mà hô to quỷ thần danh hào, không sợ. Không sợ bị nguyền rủa phản vệ sao? Diệp Thần nở nụ cười, nói, ngươi nói là ác mộng lão tổ. Nguyền rủa liền nguyền rủa a, ngươi gọi hắn cứ việc nguyền rủa ta, xem có thể hay không rủa chết ta. Trên sông tuyết con mắt trừng lớn, nhìn xem Diệp Thần bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng, nội tâm lại là sợ hãi, lại là bội phục. Nàng sợ hãi, là ác mộng lão tổ nguyền rủa có hiệu lực, Diệp Thần sẽ nhiễm không rõ. Ba quỷ thần nguyền rủa cực kỳ khủng bố, trước kia liền thiên đấu sát thần loại này cấp bậc cường giả,
đều bị nguyền rủa sa đọa. Nhưng nhìn Diệp Thần bộ dáng, rõ ràng không sợ ba quỷ thần nguyền rủa, cho nên trên sông trong tuyết tâm lại là bội phục. Trên sông tuyết đạo, vị lão tổ kia rất lợi hại, ta muốn báo thù, chỉ có thể mượn dùng lực lượng của hắn. Chỉ cần Tạ Uyên thượng nhân ra tay, hết thảy đều sẽ tốt, hắn đã phải vị lão tổ kia chân truyền, coi như không cách nào giúp ta đoạt lại mảnh vụn, ít nhất cũng có thể trọng thương phần Tịch Linh Sơn, thay ta cùng nghĩa phụ ra một ngụm ác khí. Diệp Thần nói, Tạ Uyên thượng nhân, là, người này. Hắn thiên cơ bắt giữ, ẩn ẩn thấy được Tạ Uyên thượng nhân bộ dáng, cái sau là vực sâu quỷ cung đại trưởng lão, địa vị và thực lực đều thập phần cường đại, chỉ là tu luyện vực sâu chi pháp, bề ngoài thật sự là 10 phần kinh khủng dữ tợn. Diệp Thần bàn tay hư nắm, một tia tia sáng dâng lên, phát họa ra một cái hình người. Chỉ thấy đó là một cái thân hình còng xuống lão giả, tựa như bị tuế nguyệt đè cong cây khô, làn da hiện ra một loại ám hắc sắc, bị bóng tối vô tận nhuộm dần, thô ráp hiện đầy răng khắp nơi nhăn nheo, giống như khô khốc lòng sông. Đây chính là Diệp Thần nhìn thấy Tạ Uyên thượng nhân, già nua mà xấu xí, trên người vòng quanh từng sợi ô uế hắc ám sương mù, giống như rắn độc lượn vòng lấy. Trên sông tuyết đạo, a, à, là hắn, luân hồi chi chủ, người thiên cơ hiểu rõ, thủ đoạn thật lợi hại. Diệp Thần khóe miệng giật một cái, vô cùng chăm chú hỏi, cô nương, người muốn gả cho loại người này. Nghĩa phụ của ngươi biết không? Trên sông tuyết thở dài, ta không dám nói cho nghĩa phụ, hắn lòng dạ đã mất, không dám khiêu chiến phần Tịch Linh Sơn, ta chỉ có chính mình nghĩ biện pháp. Gả cho Tạ Uyên thượng nhân, cũng là không thể làm gì cử chỉ, đây là ta duy nhất có thể báo thù biện pháp. Thiên địa vô cực tứ lão đều là chấn kinh, lại dùng mình. Địa phủ tà quân nói, chất nữ, ngươi gả cho một cái vực sâu ma đồ, chẳng bằng gả cho Diệp đại nhân tính toán. Một cái vực sâu ma đồ mà nói, lại có thể nào coi là thật. Cái này cái gì Tạ Uyên thượng nhân, hắn không thể là vì ngươi, cùng phần Tịch Linh Sơn khai chiến, chỉ là muốn lừa ngươi thân thể thôi. Trên sông tuyết là thuần túy băng nguyên tố tạo vật, là nguyên tổ kiệt tác, cùng nàng thân cận thậm chí song tu mà nói, có thể hấp thu tinh thuần băng phách linh khí, cột rửa tịnh hóa tự thân gân cốt, đối với tu vi chỗ tốt cực lớn. Chính là bởi vì điểm này, Phỉ Thúy nữ sĩ cùng Tạ Uyên thượng nhân, đều nghĩ đem trên sông tuyết cưới vào cửa. Nếu có phải tuyển, trên sông tuyết tự nhiên nghĩ lựa chọn Phỉ Thúy nữ sĩ. Nhưng tiếc là, Phỉ Thúy nữ sĩ lại không thể thay nàng báo thù. Nàng duy nhất trông cậy vào, chỉ có dựa vào vực sâu quỷ cung sức mạnh, cũng chính là gả cho Tạ Uyên thượng nhân. Trên sông tuyết thở dài nói, ta biết, nhưng chỉ cần có một cơ hội, ta đều không muốn bỏ qua. Hướng ta loại người này, sinh ra chắc chắn không có tự chủ quyền lựa chọn. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, quá hồ nháo, cô nương cũng là băng tuyết ngọc khiết người, có thể nào sa đọa như thế. Muốn gả cho một cái vực sâu ma đồ, người thật sự cam tâm sao? Trên sông tuyết lập tức không nói gì, cúi đầu xuống, không nói gì với nhau, nàng cũng là tuyệt lộ. Hơi có điểm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Diệp Thần hai con người hơi hơi ngưng lại, nói, cái này Tạ Uyên thượng nhân ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp thấy hắn, trên tay của hắn, tựa hồ có thứ ta muốn. Diệp Thần mắt sáng như đuốc, thiên cơ hiểu rõ, đang nhìn trộm Tạ Uyên thượng nhân nhân quả thời điểm, hắn lại bắt được một cái quen thuộc đồ vật. Đó là thiên tổ tạo vật, khi xưa một trong thập đại cổ thần khí, thiên pháp đạo luật. Diệp Thần còn nhớ rõ. Thiên pháp lộ nguyệt chi phía trước nói qua, hôm nay pháp đạo luật thần khí, ngay tại Vizanu trong thánh địa. Bây giờ Diệp Thần nhìn trộm nhân quả, nhìn thấy ngày đó pháp đạo luật, tựa hồ ngay tại Tạ Uyên thượng nhân trên tay. Trên sông tuyết đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nhìn Diệp Thần bộ dáng, là muốn cho mình ra mặt. Luân hồi chi chủ, người muốn thay ta báo thù sao? Trên sông tuyết có chút kích động nói, nàng một kích động liền đỏ mặt, trên mặt đỏ ửng tại tái nhợt trên da thịt. Lộ ra phá lệ nổi bật. Diệp Thần nói, chỉ là thuận tay thôi, ta vốn chính là muốn tìm phần Tịch Linh Sơn tính sổ, Vizanu hài cốt, trong đó đầu người, hẳn là chôn ở vực sâu quỷ cung dưới mặt đất A. Tại nhìn thấy trên sông tuyết hậu, Diệp Thần thật giống như có một cái bắt tay, một đầu manh mối, mình có thể rõ ràng hơn nhìn thấy Vizanu thánh địa thiên cơ. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy đến, Vizanu hài cốt, trong đó đầu người, ngay tại vực sâu quỷ trong cung. Trên sông tuyết đạo, ân, không tệ, truyền thuyết Vizanu đại thần hài cốt, đầu thân phân ly, cơ thể chôn ở Phỉ Thúy Sơn Trang phía dưới, đầu người lại tại vực sâu quỷ cung. Luân hồi chi chủ, người muốn đào đào hài cốt, hẳn là không cái gì khả năng, Phỉ Thúy Sơn Trang cùng vực sâu quỷ cung,
cũng sẽ không cho ngươi làm ẩu. Ta cùng Tạ Uyên thượng nhân có liên lạc, ngươi muốn gặp hắn mà nói, ta có thể triệu hoán hắn đến phía sau núi gặp mặt. Diệp thần nói, vậy ngươi cứ việc triệu hoán chính là. Ác mộng lão tổ mạnh đến mức nào, Diệp thần còn không biết, trước trông thấy cái này Tạ Uyên thượng nhân, có lẽ có thể thăm dò một hai. Trên sông tuyết móc ra một đạo đưa tin phù, bàn tay nắm vuốt, nhắm mắt đưa tin, chỉ chốc lát sau, nàng mở to mắt, mang theo lo nghĩ chi sắc, nói. Luân hồi chi chủ, ta câu thông Tạ Uyên thượng nhân, hắn nói có thể gặp mặt, nhưng muốn đi vực sâu quỷ cung. Xem ra hắn phát hiện ngươi, nói là hẹn vào ngày mai, ngay tại vực sâu quỷ trong cung gặp. Diệp thần cười cười, nói, ta có thể nhìn thấy hắn, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy ta, trực tiếp hẹn tại vực sâu quỷ trong cung gặp sao. Người này ngược lại là nhát gan vô cùng, sợ hãi như vậy ta. Địa phủ Tà Quân trầm giọng nói, Diệp đại nhân, không thể qua loa, cái kia vực sâu quỷ cung là ác mộng lão tổ địa bàn, chúng ta không thể thân mạo hiểm. Diệp thần nói, ta biết, ta không có ngu như vậy. Hắn vừa mới buông xuống Vizanu thánh địa, tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn như vậy, trực tiếp chạy tới ác mộng lão tổ địa bàn, vậy cùng chịu chết không sai biệt lắm. Tại ác mộng lão tổ trên địa bàn, chiến đấu, Diệp thần cho dù có tứ lão phụ trợ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba quỷ thần thực lực, bản thân liền vô cùng cường đại, lại có thiên thời địa mạch ưu thế, vậy căn bản không cần đánh, Diệp thần không có khả năng đánh thắng được. Diệp thần ánh mắt nhìn ra xa xa, chỉ vào một chỗ có cao ngàn trượng núi đá, vô cùng thần bí, hướng trên sông tuyết đạo, cô nương, người hẹn Tạ Uyên thượng nhân, sáng sớm ngày mai, ở tòa này trên núi gặp mặt. Ta là không thể nào đi vực sâu quỷ cung chịu chết, người nói với hắn, gọi hắn tới luận bàn mấy chiêu, nếu như ta thắng, hắn liền giao ra thiên pháp đạo luật, ta biết cái kia thần khí tại trên tay hắn. Nếu như ta thua, người muốn gả cho hắn, ta không ngăn cản nữa. Cái kia ngàn trượng núi đá, thất thải mê ly, là huyễn thải tinh cấu tạo mà thành, là dã ngoại núi hoang, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Hẹn ở chỗ này gặp mặt, đối với song phương đều 10 phần công bằng, Diệp thần là không thể nào ngu đến mức chạy tới vực sâu quỷ cung chịu chết. Trên sông tuyết ngẩn ngơ, nói, tốt, tốt a. Nàng lần nữa dọc theo đưa tin phù, câu thông Tạ Uyên thượng nhân, rất nhanh được trả lời chắc chắn, nói. Tạ Uyên thượng nhân đáp ứng, nhưng hắn nói. Luân hồi chi chủ, nếu như ngươi luận bàn thua, Tạ Uyên thượng nhân muốn ngươi lập tức rời đi Vizanu thánh địa, không bao giờ cho phép bước vào ở đây. Diệp thần xoay chuyển ánh mắt, xem ra cái này Tạ Uyên thượng nhân, đối với chính mình cũng là rất kiêng kỵ, sợ hắn ở đây, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Vizanu thánh địa thế cục. Trên thực tế, cũng đích xác như thế, Diệp thần buông xuống, ắt sẽ làm rối, ảnh hưởng đến tương lai vực sâu quỷ cung kế hoạch. Mà vực sâu quỷ trong cung, vô luận là Tạ Uyên thượng nhân, vẫn là ác mộng lão tổ, hiện tại cũng không có nắm chắc, có thể trấn áp Diệp thần, trừ phi Diệp thần tự mình đi vực sâu quỷ cung chịu chết, bằng không thì bọn hắn cũng không làm gì được Diệp thần cái gì. Trong mắt bọn hắn, Diệp thần đơn giản chính là ôn thần, sát thương Diệp thần bọn hắn tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Chỉ cầu đem Diệp thần đưa tiễn. Dù sao liền hồn thiên đế đều không làm gì được Diệp thần. Có thể, nếu như ta cả kia Tạ Uyên thượng nhân đều đánh không lại, cái kia cũng không cần thiết dừng lại thêm xuống, vẫn là nhanh chóng về nhà cho thỏa đáng. Diệp thần cười nói. Trên sông tuyết ngưng trọng nói, Tạ Uyên thượng nhân là vực sâu quỷ cung đại trưởng lão, đã chiếm được vị lão tổ kia chân truyền, thực lực không thể khinh thường. Luân hồi chi chủ, người ngàn vạn lần không thể khinh địch sơ suất. Tạ Uyên thượng nhân thực lực, cùng đánh gãy ly ca so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, song phương đạo pháp mỗi người mỗi vẻ. Diệp thần nói, ân, ta sẽ cẩn thận. Trên sông tuyết đạo, như vậy, luân hồi chi chủ, các ngươi theo ta vào cốc nghỉ chân một chút ha. Các ngươi cẩn thận che giấu khí tức, không nên kinh động nghĩa phụ ta, hắn đang bế quan. Thương nghị cố định, trên sông tuyết mang theo Diệp thần cùng tứ lão, dọc theo một đầu đường nhỏ, tiến vào khóa thiên trong cốc. Diệp thần cùng tứ lão tận lực che giấu khí tức, nhưng bọn hắn khí tượng bàng bạc hùng vĩ, như thế nào có thể dễ dàng ẩn nấp được. Diệp thần đoán chừng vị kia khóa thiên thần quân, hẳn là phát giác, nhưng cũng không có đi ra nói thêm cái gì, vẫn là tại trong bế quan, có thể cũng là ngầm cho phép Diệp thần đám người tồn tại. Chỉ cần Diệp thần không đi quấy rầy khóa thiên thần quân, đối phương cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Trên sông tuyết thu xếp tốt tứ lão sau đó, lại hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ. Người đi theo ta dẫn người đi cái địa phương. Nàng dẫn Diệp thần,
trong sơn cốc quanh đi quẩn lại, cuối cùng đi tới một chỗ trong hang đá, cái này hang đá nội bộ tu kiến có điện đường, 10 phần tráng lệ, tồn phóng rất nhiều thiên tài địa bảo, có tất cả trưởng lão ở đây duy trì trật tự. Nhìn thấy trên sông tuyết mang theo Diệp Thần đến, tất cả trưởng lão rất là chấn kinh, nhưng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu không nói gì hành lễ. Đây là ta tỏa thiên cốc bảo khố, ta cho ngươi xem vài thứ. Trên sông tuyết nhẹ nói, một bên dẫn Diệp Thần, hướng về bảo khố chỗ sâu đi đến. Khóa thiên trong cốc binh khí pháp bảo, công pháp bí tịch, linh đan rượu dược các loại, đều chứa đựng tại cái này trong bảo khố. Lấy Diệp Thần ánh mắt, bảo vật tầm thường, hắn tự nhiên là coi thường, nhưng trong mơ hồ, hắn bắt được một cỗ đặc thù khí tức, tại bảo khố chỗ sâu, cho dù là hắn, cũng ẩn ẩn vì chi tâm động. Rất nhanh, trên sông tuyết mang theo Diệp Thần, đi tới bảo khố chỗ sâu bên trong một cái mật thất, ở đây bốn bề vắng lặng, nàng từ trên một cái giá, lấy ra ba cái hộp, tại Diệp Thần trên cái bàn trước mặt mở ra, nói. Ngươi nhìn, tại ba cái hộp sau khi mở ra, một hồi hùng hồn lại âm trầm luân hồi khí tức, mang theo như địa ngục ba động, tản ra, làm cho người không rét mà run. Diệp Thần ngưng mắt nhìn lại, gặp ba cái kia trong hộp, tất cả chứa một khối óng ánh biến thành màu đen tảng đá, phía trên phân biệt khắc thiên địa người ba chữ phù văn. Đây là... Diệp Thần ánh mắt sáng lên, một hồi kỳ dị, từ cái này ba khối phù thạch bên trong, hắn bắt được cùng khóa chi mảnh vụn tương quan năng lượng ba động. Trên sông tuyết đạo, cái này ba khối phù thạch, gọi khóa thiên thạch, khóa mà thạch cùng khóa người thạch, cũng là khóa chi mảnh vụn năng lượng kết tinh, ẩn chứa cực kỳ cường hãn phong tỏa pháp tắc sức mạnh. Khóa chi mảnh vụn là ma ngục mệnh tinh mảnh vụn, ma khí trầm trọng, liền xem như nghĩa phụ ta, cũng không thể tay không tiếp xúc, cho nên hắn dẫn động khóa chi mảnh vụn năng lượng, chế tạo ra ba khối phù thạch. Không, phù thạch chắc có bốn khối, còn có một khối tối cường khóa thần thạch, còn tại trong tay hắn. Còn lại ba khối phù thạch, hắn bế quan sau đó, phong tồn nơi này, nhưng khóa thần thạch lại không có phong tồn, nghĩ đến tại nghĩa phụ trong lòng, hắn cũng không phải hoàn toàn muốn ngăn cách. Diệp Thần trong lòng bừng tỉnh, nói, nguyên lai là năng lượng kết tinh sao? Ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, năng lượng đều 10 phần bành trướng thâm hậu, cả viên mệnh tinh trên thực tế chính là diêm ma tử thần hài cốt chế tạo mà thành. Trụ thần hài cốt năng lượng, tự nhiên là 10 phần bàng bạc rộng rãi, nếu như Diệp Thần tương lai có một ngày, có thể bổ tu ma ngục mệnh tinh, hắn nắm giữ tử thần quyền hành, sẽ lấy được thiên đại cường hóa. Từ cái này ba khối phù thạch bên trong, Diệp Thần cảm thấy 10 phần cường hãn phong tỏa pháp tắc ba động, nếu như có thể nắm trong tay, thực lực của hắn cũng có thể nhận được không ít đề thăng. Luân hồi chi chủ, người có thể nếm thử luyện hóa cái này ba khối phù thạch, dạng này ngày mai cùng Tạ Uyên thượng nhân luận bàn, cũng có thể nhiều một phần chắc chắn. Trên sông tuyết đạo, Diệp Thần trong lòng hơi động, trước mắt hắn tu vi là thông thiên cảnh 7 tầng trời đỉnh phong, nếu như luyện hóa cái này ba khối phù thạch, hấp thu năng lượng trong đó, tấn thăng đến 8 tầng không là vấn đề. Vậy ngươi nghĩa phụ? Diệp Thần nghĩ đến khóa thiên thần quân, lại có chút lo nghĩ. Trên sông tuyết lắc đầu, thần sắc có chút phiền muộn nói, nghĩa phụ đạo tâm phá toái, lòng dạ đã mất, hẳn sẽ không quản nhiều lắm, hơn nữa ngươi là thiên tổ truyền nhân, ngươi tới trưởng khống luyện hóa khóa chi mảnh vụn hết thảy, nghĩa phụ chắc hẳn sẽ không phản đối. Nghĩa phụ nếu thật có nhúng tay, ta sẽ thuyết phục. Diệp Thần nói, tốt lắm, đa tạ Giang cô nương lễ vật, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Lập tức, Diệp Thần tay nhất câu, ba khối phù thạch bay lên, vây quanh thân thể của hắn, tích lưu lưu xoay tròn, từng đợt địa ngục ma khí ba động, không ngừng dâng lên. Từ cái kia ba khối phù thạch bên trong, Diệp Thần cảm nhận được hùng hậu địa ngục phong tỏa khí tượng, phảng phất nhìn thấy ngày xưa khóa sát hoành không, khóa cấm chư thiên thần ma cảnh tượng. Cái kia ba khối phù thạch, quay chung quanh Diệp Thần xoay tròn thời điểm, ma khí không ngừng dâng lên, tạo thành từng cái sợi xích màu đen, xoát la la vang động lấy, ẩn chứa trong đó địa ngục ma khí, mang theo đậm đà ăn mòn khí tức. Cũng may mà Diệp Thần có thần công hộ thể, cương khí thâm hậu, không sợ ma khí ăn mòn, nếu như đổi lại người bình thường, tại phù thạch ẩn chứa địa ngục ma khí phía dưới, chỉ sợ đã sớm bị ăn mòn thành bạch cốt. Đây chính là ma ngục mệnh tinh mảnh vụn lợi hại, bốn khối mảnh vụn cũng là hủy thiên diệt địa thần vật, là trụ thần hài cốt một bộ phận. Cho dù cho tới bây giờ, Diệp Thần nắm trong tay hình chi mảnh vụn cùng độ chi mảnh vụn, hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh. Ta bây giờ liền luyện hóa cái này ba khối phù thạch, Giang cô nương thay ta hộ pháp. Diệp Thần tại trong mật thất một khối bồ đoàn bên trên ngồi xuống, ba khối phù thạch quanh quẩn hắn chuyển động,
hắn bắt đầu yên lặng nếm thử luyện hóa, câu thông phù thạch bên trong ẩn chứa phong tỏa pháp tắc, hấp thu trong đó địa ngục ma khí. Trên sông tuyết thấy thế, cũng tại Diệp Thần bên người một khối bổ đoàn bên trên ngồi xuống, thân thể kề một chút, gương mặt có chút đỏ ửng e lệ bộ dáng, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Luân hồi chi chủ, ta là nguyên tổ băng nguyên tố tạo vật, trên người ta băng phách linh khí, với thân thể người tu luyện rất có ích lợi, ta có thể cùng ngươi tới gần một chút, dạng này. Đối ngươi như vậy tu vi cũng có chỗ tốt. Thân là nguyên tổ băng nguyên tố tạo vật, trên sông tuyết trên người băng phách linh khí, để cho Phỉ Thúy Sơn Trang Phỉ Thúy nữ sĩ, còn có vực sâu quỷ cung Tạo Uyên thượng nhân, đều mười phần thèm nhỏ dãi ưa thích, hai người đều nghĩ cưới nàng. Lúc này trên sông tuyết thân cận tới, Diệp Thần đầu tiên là cảm giác toàn thân băng lãnh, hàn khí xâm nhập cơ thể, nhưng chợt liền cảm giác cái kia hàn khí bên trong, mang theo vô cùng tinh khiết khí tức, đại đại tịnh hóa ba khối phủ thạch bên trên địa ngục ma khí. Diệp Thần không hiểu nhớ tới Tam Thanh bên trong Phỉ Nhiêu Đế Quân, Phỉ Nhiêu Đế Quân nói qua, cô gái tốt muốn chân quý, đối với có tu luyện chỗ tốt cực lớn. Lúc này trên sông tuyết thân cận tới, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân thanh lương sảng khoái, bây giờ không có đạo lý cự tuyệt, hắn đã nói. Giang cô nương không chê, chịu cùng ta thân cận, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Trên sông tuyết đỏ mặt nói, hảo. Nàng có chút run rẩy vươn hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thần, có thể thấy được, nàng là lần đầu tiên thân mật như vậy tiếp xúc một cái nam nhân, động tác còn mười phần không lưu loát. Diệp Thần bị trên sông tuyết ôm, chỉ cảm thấy hàn khí nhập thể, tinh thần như bị băng tuyết gột rửa, đạo tâm lập tức trở nên mười phần thanh minh. Có trên sông tuyết phụ trợ, Diệp Thần luyện hóa ba khối phù thạch, vậy thì nhẹ nhõm rất nhiều, không cần như thế nào đi hóa giải địa ngục ma khí. Trên sông tuyết trên thân ẩn chứa băng nguyên tố chi lực, đã đại đại hóa giải địa ngục ma khí ăn mòn ba động. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Thần thuận lợi đem ba khối phù thạch luyện hóa hoàn thành, đủ loại địa ngục phong tỏa pháp tắc ở trong đầu hắn lướt qua, lại sâu sắc in vào đầu óc hắn chỗ sâu. Đối với địa ngục chi đạo, luân hồi chi đạo, Diệp Thần lập tức có khắc sâu hơn kiến giải. Phù thạch năng lượng gia thân, Diệp Thần tu vi cũng là đi theo đột phá, rất thuận lợi tấn thăng đến tình cảnh thông thiên cảnh 8 tầng sơ giai. Một chút bước vào 8 tầng, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, như thế chim bay bay lên không, giao long vào biển, đến một bước này, hắn cách trong truyền thuyết thiên đế cảnh giới, đã 10 phần tiếp cận. Mới thiên đạo thiết lập, để cho Diệp Thần tu vi đột phá, cũng là trở nên so trước đó đơn giản một chút. 8 tầng, rất tốt, khoảng cách chứng đạo thiên đế, lại bước vào một bước. Diệp Thần nội tâm tính toán, nếu như hắn có thể đang cùng hồn thiên đế quyết chiến phía trước, chứng đạo thiên đế, cái kia trận này quyết chiến, liền 10 phần chắc chín. Trên sông tuyết đang ôm lấy Diệp Thần, chợt thấy Diệp Thần trên người có kim quang dâng lên, hiển nhiên là đột phá, nàng ngẩn ngơ, sau đó chúc mừng nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng đột phá. Diệp Thần nói, ân, Giang cô nương, đa tạ ngươi ba khối phù thạch. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, còn có, đa tạ ngươi tới gần. Trên sông tuyết gương mặt ửng đỏ, buông lỏng ra ôm Diệp Thần hai tay. Diệp Thần trêu ghẹo cười nói, này liền buông lỏng ra sao? Ta còn muốn lại thân cận một chút. Trên sông tuyết lúng túng quẫn bách, lại mười phần thẹn thùng nói khẽ, về sau. Không không không, lại nói. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, a. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần, trên sông tuyết hai người, mang theo thiên địa vô cực tứ lão, đi tới cái kia huyễn thải núi thủy tinh bên trên đến nơi hẹn. Nghỉ ngơi một đêm, tối hôm qua lại cùng trên sông tuyết tương đối gần, Diệp Thần tinh thần sung mãn, trạng thái thần thái sáng láng. Trên sông tuyết trên mặt mang nhàn nhạt đỏ ửng, đi theo bên cạnh Diệp Thần. Một đoàn người đi tới núi Hoang Chi Đỉnh, chỉ thấy trên đỉnh núi, mười mấy cái hắc bào nhân đứng vững, một người cầm đầu, thân hình còng xuống, xương cốt như nhánh cây, nhưng khí tức nhất là thâm trầm kinh khủng, từng sợi vực sâu ma khí giống như rắn độc, ở trên người hắn không ngừng dâng lên lấy, làm cho đỉnh núi phụ cận hư không, đều tựa như bị hủ thực, trở nên mười phần hắc ám kiềm chế. Cái này người cầm đầu, rõ ràng chính là Tạo Uyên thượng nhân. Lần này đến nơi hẹn, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình đến đây, mà là mang theo hơn 10 cái hảo thủ, rõ ràng đối với Diệp Thần cũng là xem trọng vô cùng. Diệp Thần cũng không có khinh địch sơ suất, đem thiên địa vô cực tứ lão toàn bộ mang tới. Tạo Uyên thượng nhân nhìn thấy sau lưng Diệp Thần 4 cái siêu phẩm thiên đế cường đại đội hình, sắc mặt cũng là hơi đổi, sau đó cười a a rồi một lần, híp mắt nói. Luân hồi chi chủ,
nghe đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi chân nhân, lão hủ đời này không uổng công rồi. Diệp Thần cười cười nói, tiền bối chính là Tạ Uyên thượng nhân. Quả thật là ma công thâm hậu, so sánh với phần Tịch Linh Sơn đánh gãy ly ca, cũng không kém bao nhiêu, thay ta hướng ác mộng lão tổ vấn an. Cái này Tạ Uyên thượng nhân thực lực, đã đến siêu phẩm thiên đế, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, hắn hẳn là vừa đột phá không bao lâu, nhưng khí tức đã vô cùng hòa hợp, lại thêm có ác mộng lão tổ chúc phúc, hắn so với thiên địa vô cực tứ lão phải cường đại hơn rất nhiều. Lớn mật, người dám hô to lão tổ danh hào. Tà sau lưng Uyên thượng nhân chúng tùy tùng biến sắc, có người quát lên đứng lên, nhao nhao rút kiếm ra khỏi vỏ. Tạ Uyên thượng nhân khoát khoát tay, cười cười nói, luân hồi chi chủ, người thần công vô địch, liền hư thối lão tổ đều chết trong tay ngươi, nhà ta lão tổ cũng đã nói, hắn bây giờ không có ý định cùng ngươi tranh đấu, ngươi vẫn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Diệp Thần cười nói, phi giờ nu hài cốt, trong đó đầu người, liền chôn ở quý phái dưới mặt đất, ta rời đi cũng có thể, tiền bối trước tiên đem cái đầu kia giao ra. Diệp Thần thiên cơ hiểu rõ, phi giờ nu hài cốt phân bố, hắn thấy rõ phải hết sức rõ ràng. Phi giờ nu đầu thân phân ly, thân thể chôn ở trong Phỉ Thúy Sơn Trang, đầu người thì tại vực sâu quỷ cung. Tạ Uyên thượng nhân thần sắc đại biến, nói, luân hồi chi chủ đây là nói giỡn. Phi giờ nu đầu người, giá trị cỡ nào trọng yếu, vực sâu quỷ cung chiếm cứ lấy, tự nhiên không có khả năng chắp tay nhường cho người. Diệp Thần vô cùng rõ ràng điểm này, cười nói, vậy thì theo hôm qua ước định, tiền bối chỉ cần đang luận bàn bên trong, thắng nổi ta, ta liền rời đi. Tạ Uyên thượng nhân một hồi do dự, hắn vừa tới đến nơi hẹn, tự nhiên là làm đủ chuẩn bị, nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần cái kia phong thái anh vĩ bộ dáng, trong lòng của hắn lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Diệp Thần khí thế rộng rãi, để cho hắn cái này siêu phẩm thiên đế, đều cảm giác mặc cảm, như giếng con ếch gặp thanh thiên, thật sự đánh nhau, hắn đoán chừng chính mình vạn vạn không phải địch thủ. Toàn bộ Vizanu thánh địa, có lẽ chỉ có ác mộng lão tổ ra tay, mới có thể đánh giết Diệp Thần. Những người khác, mặc kệ là Tạ Uyên thượng nhân, vẫn là đánh gãy ly ca, đều khó có khả năng tại dã chiến trạng thái dưới, đánh bại Diệp Thần, đánh nhau chính là chết. Tạ Uyên thượng nhân muốn thắng, trừ phi là tại vực sâu quỷ cung trên địa bàn. Nhưng Diệp Thần lại không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng chạy tới vực sâu quỷ cung chịu chết. Do dự trong lúc trầm ngâm, Tạ Uyên thượng nhân nói, luân hồi chi chủ, người thần công cái thế, tỉ thí này phương thức, chỉ cần lão hủ tới định, mới hiển lộ ra công bằng. Bằng không quy củ lại để cho ngươi tới định, vậy cũng không cần đánh, ngươi trong vòng 10 chiêu có thể giết chết lão hủ. Mặc dù đã là siêu phẩm thiên đế, nhưng Tạ Uyên thượng nhân rất rõ ràng, dã chiến trạng thái dưới, Diệp Thần giết chính mình không cần 10 chiêu. Đây chính là Diệp Thần cường đại, thực lực quá kinh khủng. Tạ Uyên thượng nhân sau lưng các tùy tùng, nghe được Tạ Uyên thượng nhân lời nói này, đều là chấn kinh kinh ngạc. Nhìn Diệp Thần bộ dáng, cũng chỉ là thông thiên cảnh 8 tầng, thật chẳng lẽ có lợi hại như vậy, có thể nhẹ nhõm giết chết siêu phẩm thiên đế. Diệp Thần nói, tiền bối muốn làm sao luận bàn. Tạ Uyên thượng nhân vừa trầm ngâm một chút, sau đó cong ngón tay bắn ra một tia hắc khí, trên mặt đất vạch ra một vòng tròn, cái này vòng tròn phạm vi hẹp hòi, chỉ chứa mấy người đứng thẳng, không có cái gì tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Hắn nói, luân hồi chi chủ, người ta tiến vòng luận bàn, ai trước tiên ra vòng, ai liền coi như thất bại. Hắn suy nghĩ kéo dài khoảng cách chiến đấu, chính mình vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ, nhưng chém giết gần người, dựa vào đủ loại vực sâu hắc ám ộ uế hôi thối năng lượng, có lẽ có thể bức lui Diệp Thần. Tạ Uyên thượng nhân đã phải ác mộng lão tổ chân truyền, đối với đủ loại vực sâu pháp, nắm giữ được 10 phần thành thạo, hắn nghĩ thầm, chờ một lúc luận bàn bắt đầu, thân ta hóa vực sâu độc đầm, đủ loại hôi thối khí tức quỷ dị phun ra, lường trước tiểu tử này cũng khó có thể chống lại, chỉ cần bị ta bước ra vòng, người thắng chính là ta. Diệp Thần đại khái đoán được Tạ Uyên thượng nhân tâm tư, cũng không quan tâm, cười nói, có thể, vậy thì theo tiền bối lời nói. Thiên Ung Hoàng lớn tiếng nói, Diệp đại nhân, hà tất cùng lão gia hỏa này dài dòng như vậy, chúng ta trực tiếp ra tay giết hắn. Diệp Thần khoát khoát tay, cười nói, không thể tổn thương hòa khí, vẫn là luận bàn cho thỏa đáng. Hắn có sâu hơn mưu đồ, bây giờ cùng vực sâu quỷ cung vạch mặt, rất không lý trí. Dù sao, Diệp Thần còn muốn đi đối phó phần Tịch Linh Sơn cùng đánh gãy ly ca, nếu như cùng vực sâu quỷ cung vạch mặt, hắn muốn trước lãng phí sức lực trấn áp, đến lúc đó, rất có thể hai đầu không lấy lòng. Tạ Uyên thượng nhân trước tiên bước vào vòng, nói,
Luân hồi chi chủ, liền để lão hủ tới lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Y theo hôm qua ước định, nếu như lão hủ thua, hôm nay pháp đạo luật, ta có thể trả lại cho ngươi. Nói xong, Tạ Uyên thượng nhân sử dụng một quyển sách, thần quang chiếu người, tràn ngập hùng vĩ thẩm phán quang minh chi lực, đủ loại đạo pháp lệnh phù văn lượn lờ, chính là thiên tổ ngày xưa chế tạo thần khí, thiên pháp đạo luật. Hôm nay pháp đạo luật, cũng là thiên pháp lộ nguyệt một mực tha thiết ước mơ đồ vật, lúc này lại tại Tạ Uyên thượng nhân trên tay. Cổ kính thiên pháp đạo luật, lơ lửng tại tà sau lưng Uyên thượng nhân, trên quyển sách này mang theo thâm hậu quang minh khí tức, cũng tựa như hải đăng đồng dạng, vì Tạ Uyên thượng nhân thiết lập trật tự, để cho hắn tu luyện vực sâu ma công, cũng không có bị phản phệ. Tại tà trên thân Uyên thượng nhân, quang cùng ám, thần cùng ma, âm cùng dương, ẩn ẩn tạo thành cân đối, đạo ẩn mười phần kỳ diệu. Diệp thần nhìn thấy thiên pháp đạo luật, con mắt lập tức sáng lên. Tạ Uyên thượng nhân nói tiếp, nhưng, luân hồi chi chủ, nếu như ngươi thua, ngươi phải lập tức rời đi nơi đây, không được có bất luận cái gì dây dưa. Hơn nữa, Giang cô nương, ngươi cũng phải gả cho ta. Tạ Uyên thượng nhân ánh mắt, nhìn về phía trên sông tuyết, nhìn xem trên sông tuyết cái kia băng thanh ngọc khiết lại dẫn thẹn thùng ửng đỏ bộ dáng, trong mắt của hắn tràn đầy tham lam vẻ thèm thuồng. Trên sông tuyết là nguyên tổ tạo vật, thuần túy băng nguyên tố hóa thân thể nàng ẩn chứa băng phách linh khí, đối với tu luyện ích lợi cực lớn, Tạ Uyên thượng nhân cũng là thèm nhỏ dãi vô cùng. Cảm thụ được Tạ Uyên thượng nhân cái kia độc xà một dạng ánh mắt, trên sông trong tuyết tâm một hồi ác hàn, lui ra phía sau mấy bước. Diệp thần cười nói, tiền bối thực có can đảm cùng đánh gãy ly ca khai chiến sao? Tạ Uyên thượng nhân sắc mặt hơi đổi một chút, hắn hứa hẹn qua, nếu như cưới trên sông tuyết, sẽ phải cho nàng báo thù. Nhưng thật muốn cùng phần tịch Linh Sơn khai chiến, rõ ràng cũng không phù hợp vực sâu quỷ cung lợi ích. Lão hủ tự có chừng mực, luân hồi chi chủ cũng không cần hỏi nhiều, động thủ đi. Tạ Uyên thượng nhân cũng không trả lời thẳng, hắn đã vào vòng, chỉ trước mặt mình đất trống. So tài quy củ, là trước tiên ra vòng giả bị thua, tại cái này theo quy tắc, hắn ngược lại là có không ít chắc chắn có thể chiến thắng Diệp thần. Vậy ta liền muốn xem, tiền bối vực sâu thần thông lợi hại đến mức nào. Diệp thần cũng không nói nhảm, nhanh chân bước vào trong vòng. Trên sông tuyết cùng tứ lão, còn có Tạ Uyên thượng nhân sau lưng ma môn đệ tử, đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem. Tạ Uyên thượng nhân vẽ vòng tròn, chỉ ở giữa tấc vuông, Diệp thần vừa bước vào sau, hai người cơ hồ chính là khuôn mặt đụng mặt, cũng không có cái gì tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Đắc tội! Tạ Uyên thượng nhân đột nhiên quát to một tiếng, cành khô giống như quỷ dị bàn tay nhô ra, đâm về Diệp thần thân eo. Hắn chiêu này đâm ra, lập tức vực sâu khí tức nổ tung, từng cỗ hắc ám hư thối, mang theo mùi hôi thối sương mù, tựa như trong đường cống ngầm tích lũy ngàn năm nước bẩn chọc lưu phun ra ngoài, trong vòng luẩn quẩn không gian lập tức bị khói đen lấp đầy. Gai mũi vực sâu hôi thối, so thi thủy còn muốn nồng đậm gấp 10, mãnh liệt hướng Diệp thần cái mũi phóng đi, Tạ Uyên thượng nhân bàn tay còn chưa tới, Diệp thần đã suýt chút nữa thì nôn mửa, con mắt cũng muốn bị mùi hôi thối kia khí tức hun đến mỏi như. Yêu ghét thúi vực sâu. Diệp thần sầm mặt lại, tại vào vòng phía trước, hắn liền làm đủ phòng bị, kim cương bất hủ thể vận chuyển, lại có luân hồi cương khí hộ thể, nhưng vẫn là cảm giác vô tận hôi thối, vô tận ô uế, điên cuồng dọc theo chính mình lỗ chân lông hướng về thể nội chui vào. Nhưng trên thực tế, hắn hộ thể cương khí thâm hậu, Tạ Uyên thượng nhân bộc phát ra vực sâu trào khí, đồng thời không thể chân chính ăn mòn đến hắn, chỉ là cái kia cỗ vô tận gay mũi hôi thối, cho Diệp thần mang đến ảo giác. Phảng phất chính mình thật bị hủ thực. Loại ảo giác này, giống mộng cảnh, là ác mộng lão tổ nguyền rủa thủ đoạn. Rất rõ ràng, cái này Tạ Uyên thượng nhân, đã chiếm được ác mộng lão tổ đạo thống chân truyền, một cái xuất thủ, vực sâu ác khí phun trào, vặn vẹo người tinh thần, coi như Diệp thần không có chịu đến ăn mòn, cũng xuất hiện ảo giác, cho là mình bị ăn mòn. Theo bản năng, Diệp thần liền nghĩ lui lại, nhưng chỉ cần hắn vừa lui đi ra khỏi vòng, lập tức liền muốn thua trận giao đấu. Không thể lui. Thánh, vương, chiếu, niết. Diệp thần nội tâm quát mạnh, đứng nghiêm ở cước bộ, trên thân đột nhiên nổ lên bốn đạo kim quang chữ lớn, mang theo nhật nguyệt thần thánh huy hoàng, chính là thánh vương chiếu niết bốn chữ. Bốn chữ này, nguồn gốc từ chín cánh kim liên cuối cùng một, là thiên mẫu nương nương ban ân xuống thần thông, mang theo tinh không bỉ ngạn thần đạo pháp tắc, nhất là quang minh vô lượng. Tại không không lúc nào giữa không trung, không phát huy ra bao nhiêu bỉ ngạn thần đạo diệu pháp. Thánh vương chiếu niết bốn chữ này, nếu như đơn thuần là một chữ, uy lực không lớn. Nhưng,
Diệp Thần bốn chữ tề xuất, hùng vĩ quang minh lập tức chiếu rọi toàn trường, quang lãng thiên địa, hắn lập tức như trở thành tinh không bỉ ngạn bên trên thánh vương, huy hoàng vô hạn, hừng hực tia sáng chiếu rọi phía dưới, lập tức đem Tạ Uyên thượng nhân vực sâu khí tức, toàn bộ chiếu phá trừ khử. Tất cả vực sâu hắc khí, tại Diệp Thần thánh quang chiếu rọi phía dưới, tất cả giống như húc nhật ở dưới hắc ám tản đi, Tạ Uyên thượng nhân ba một tiếng, một trường vỗ tới, đánh trúng Diệp Thần thân eo, nhưng không có vực sâu ra chỉ bàn tay, lại là khô già bất lực, hoàn toàn không thể dung chuyển Diệp Thần một chút. A! À, Tạ Uyên thượng nhân một tiếng hét thảm, chẳng những không có thương tổn tới Diệp Thần, ngược lại lọt vào Diệp Thần hộ thể cương khí phản chấn, cánh tay xương cốt bị chấn động đến mức nứt gãy, thân hình bay ngược ra vòng. Hậu phương tùy tùng đệ tử, vội vàng đem hắn tiếp lấy, đã thấy hắn đã là sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, tại không có vực sâu ra chỉ trạng thái, cùng Diệp Thần cứng đối cứng, Tạ Uyên thượng nhân không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Luân hồi chi chủ, ngươi, Tạ Uyên thượng nhân hai con ngươi tràn đầy hoảng sợ, nhìn cả người tản ra thánh quang Diệp Thần, kinh hãi tột đỉnh. Diệp Thần quanh người phù động bốn chữ, cái kia thánh vương chiếu niết bốn cái chữ to màu vàng, càng là mang theo tinh không bỉ ngạn thần đạo pháp tắc, như nhật nguyệt giống như rộng rãi thần thánh, hừng hực tới cực điểm. Tại cái này giống như đại nhật huy hoàng thần chữ chiếu rọi xuống, Tạ Uyên thượng nhân một thân vực sâu đạo pháp, căn bản không phát huy ra được, tất cả vực sâu hắc ám khí tức, đều bị chấn áp. Luân hồi chi chủ thật là lợi hại. Trên sông Tuyết Kinh thanh tán thưởng, nàng biết Diệp Thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến một bước này, ngay cả tinh không bỉ ngạn thần đạo pháp tắc đều nắm giữ một chút. Đa tạ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Tạ Uyên thượng nhân, ôm quyền. Tạ Uyên thượng nhân đã xuất vòng, chàng tỷ đấu này là Diệp Thần thắng. Tạ Uyên thượng nhân không nói gì với nhau, sắc mặt âm tình biến hóa không chắc. Thiên địa vô cực tứ lão lớn tiếng khen hay, hô to luân hồi uy vũ. Dựa theo ước định, tiền bối nên đem thiên pháp đạo luật trả lại cho ta. Diệp Thần cười nói, hắn kỳ thực rất muốn lập tức giết chết Tạ Uyên thượng nhân, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ít nhất, tại không có giải quyết phần tịch linh sơn phía trước, hắn không thể cùng vực sâu quỷ cung vạch mặt, bằng không song tuyến chiến đấu, hai mặt thụ địch, hắn cũng gánh không được. Tạ Uyên thượng nhân biểu lộ rất khó coi, thiên pháp đạo luật là hiếm có thần khí, cứ như vậy giao cho Diệp Thần, hắn lại há có thể cam tâm. Xoay chuyển ánh mắt, Tạ Uyên thượng nhân hít sâu một hơi, khi theo từ đệ tử nâng đỡ đứng dậy, nhưng không có đem thiên pháp đạo luật giao cho Diệp Thần, ngược lại là đem quyển sách này thu hồi thể nội, nói. Luân hồi chi chủ, người muốn thiên pháp đạo luật, vậy cũng có thể. Lão Hủ vừa mới câu thông lão tổ nói, hôm nay pháp đạo luật thần khí, là hắn ban cho ta đồ vật, ta không thể dễ dàng xử trí. Nhưng đổ ước đã định phía dưới, ta vực sâu quỷ cung sẽ không làm trái lời hứa. Người ngày mai có thể tự mình đến vực sâu quỷ cung một chuyến, lão tổ sẽ đích thân đem thiên pháp đạo luật giao cho ngươi, quá hạn không đợi. Hắn nói chuyện trong lúc hô hấp, từng đạo vực sâu phù văn, ở trên người lập lòe, vừa mới bị Diệp Thần phản chấn thương thế, rất nhanh liền khôi phục. Hiển nhiên là từ nơi sâu xa, ác mộng lão tổ ban cho chúc phúc. Diệp Thần sắc mặt đột biến, nói, ngươi có ý tứ gì, bảo ta đi vực sâu quỷ cung. Tạ Uyên thượng nhân nói, không tệ. Chàng tỷ đấu này là lão hủ thua, luân hồi chi chủ uy mãnh như thế, lão hủ tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Luân hồi chi chủ muốn thiên pháp đạo luật, ngày mai tới ta vực sâu quỷ cung lấy chính là, nhà ta lão tổ cũng muốn gặp ngươi một chút. Ha ha, ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết tương lai u ác tính tử a. U ác tính tử, đây chẳng phải là chính là lão tổ thấy ngươi đều phải lễ bái. Lão tổ đối với ngươi cũng là thưởng thức vô cùng, ngươi ngày mai nhớ kỹ đến thăm. Ta trước hết cáo từ. Nói đi, Tạ Uyên thượng nhân vung tay lên, càng là muốn mang thủ hạ đệ tử rời đi. Dừng lại. Diệp Thần quát một tiếng, đâu chịu để cho hắn đi, muốn hắn đi vực sâu quỷ cung, có trời mới biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Đại thủ vung ra, Diệp Thần bàn tay tuôn ra một cỗ kinh thiên tỏa cấm pháp thì, liền muốn cưỡng ép đem Tạ Uyên thượng nhân lưu lại. Luân hồi chi chủ, lại không động tới khí, ngươi có lời gì? Ngày mai tới vực sâu quỷ cung, cùng lão tổ ở trước mặt nói chính là. Tạ Uyên thượng nhân hơi có điểm giữ tợn nở nụ cười, tay áo phất một cái, một vùng tăm tối vực sâu khí tức, hủ hóa Diệp Thần tỏa cấm pháp thì, đồng thời ăn mòn không gian, mở ra một đầu đen thẫm không gian đường hầm. Tạ Uyên thượng nhân mang theo thủ hạ đệ tử, đạp vào đường hầm, liền muốn rời khỏi.
Vũ lực thần thông giao đấu, hắn mặc dù đánh không lại Diệp Thần, nhưng dù sao cũng là một tôn siêu phẩm thiên đế, hơn nữa sau lưng còn có ác mộng lão tổ tiếp dẫn, hắn muốn đi, Diệp Thần coi như thực lực cường đại cũng khó có thể ngăn cản. Mắt thấy Tạ Uyên thượng nhân liền muốn thoát đi, bỗng nhiên giữa thiên địa, âm phong thảm thảm, đất đá bay mù trời, ma khí dâng lên, từng cái đen như mực cổ lão xích sắt, xoát la la hoành không nổi lên, xen lẫn thành lưới sắt, càng là trong nháy mắt phong tỏa thiên địa sơn hà. Thấy thế, Tạ Uyên thượng nhân thần sắc lập tức đại biến, dưới chân hắn không gian đường hầm, cũng bị cái kia từng cái xích sắt, triệt để phong tỏa ngăn cản, đã mất đi truyền tống tác dụng. Diệp Thần cùng tứ lão nhìn thấy cái này đầy trời xích sắt đan vào kỳ cảnh, cũng là một hồi kinh ngạc. Nghĩa phụ, là nghĩa phụ tới. Trên sông tuyết thấy vậy tình thế, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chỉ thấy bên trên bầu trời, một thân ảnh hàng lâm xuống, cũng không tính già nua, nhưng khí tức 10 phần tuổi xế chiều tang thương, tựa như trải qua vô tận phong sương chìm nổi cùng khổ sở. Càng là trên sông tuyết nghĩa phụ, tỏa thiên cốc cốc chủ, ngày xưa khóa chi mảnh vụn chấp trưởng giả, khóa thiên thần quân. Một khối phù thạch, phía trên khắc một cái thần chữ, quanh quẩn khóa thiên thần quân thân thể, quay tròn chuyển động, tràn ngập ra hùng hậu phong tỏa pháp tắc khí tức. Đó chính là khóa thần thạch, đang khóa chi mảnh vụn năng lượng kết tinh một trong. Diệp Thần gặp được khóa thiên thần quân xuất hiện, ánh mắt hơi hơi co rút, hắn nhìn xem khóa thiên thần quân thân ảnh, thoáng chốc liền có loại cảm giác. Cái này khóa thiên thần quân, cũng dường như là khóa chi mảnh vụn một bộ phận, là một khối năng lượng kết tinh. Tạ Uyên thượng nhân, người muốn đi có thể, đem đồ vật lưu lại. Khóa thiên thần quân trên không quan sát, nhìn chằm chằm Tạ Uyên thượng nhân, sâm nghiêm đạo. Tạ Uyên thượng nhân toàn thân run rẩy một chút, cắn răng nói, khóa thiên thần quân, ngươi. Ngươi thế mà xuất quan, thậm chí còn giữ lại có như thế thực lực cường hãn, ngươi không phải đạo tâm bể nát sao? Khóa thiên thần quân lạnh lùng nói, chuyện không liên quan ngươi, đem đồ vật lưu lại, tiếp đó. Lan. Tạ Uyên thượng nhân gương mặt tái đi, tự hiểu không thể ngang hàng, đành phải tế ra thiên pháp đạo luật, ném cho khóa thiên thần quân, mắng, cho ngươi. Hôm nay coi như các ngươi lợi hại, nhưng chờ lão tổ rời núi, các ngươi nhất định phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ Uyên thượng nhân quẳng xuống một câu ngoan thoại sau, liền xám xịt mang theo thủ hạ người ngự phong chạy trốn mà đi. Khóa thiên thần quân cũng không đuổi theo, Diệp Thần cũng không có đuổi giết ý tứ. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một cái Tạ Uyên thượng nhân, không đủ gây sợ, nhưng Tạ Uyên thượng nhân sau lưng ác mộng lão tổ, lại là phải chết tồn tại, không thể qua loa liều lĩnh. Tại Tạ Uyên thượng nhân sau khi đi, khóa thiên thần quân thu hồi gắn đầy bầu trời xích sắt, thở dài một tiếng, bay xuống Diệp Thần trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Thần, đôi mắt thần sắc vô cùng phức tạp, bịch một chút hai đầu gối quỳ xuống, hai tay giơ cao khỏi đầu, nâng thiên pháp đạo luật, trình đi lên, nói. Thuộc hạ khóa thiên quỷ kém, gặp qua luân hồi chi chủ. Trên sông tuyết nhìn thấy khóa thiên thần quân cung kính như thế bộ dáng, ngơ ngác nói, nghĩa phụ. Nàng tối hôm qua cùng Diệp Thần rất nhiều thân cận, đều quên tôn ti khác biệt, Diệp Thần là thiên tổ truyền nhân, là tương lai xây lại luân hồi địa ngục, chấn hưng thiên tổ đạo thống nhân vật mấu chốt, luận thân phận, nàng và trên sông tuyết cũng là Diệp Thần hạ thần. Tiền bối mau mau xin đứng lên. Diệp Thần vội vàng đỡ dậy khóa thiên thần quân, khóa thiên thần quân lại hiện lên tiễn đưa thiên pháp đạo luật, Diệp Thần liền thu. Thiên địa vô cực tứ lão bên trong, địa phủ tà quân trên dưới dò xét khóa thiên thần quân một hồi, nói, thần quân đại ca, ngươi còn nhớ rõ ta. Khóa thiên thần quân nói, nhớ kỹ. Địa phủ tà quân khen, ngươi phong thái không giảm trước kia a. Nghe lệnh thiên kim nói, ngươi đạo tâm bể nát, lòng dạ đã mất, nhưng nhìn bộ dáng lại không giống. Vừa mới khóa thiên thần quân buông xuống, một tay khóa sát hoành không, thần thông hùng vĩ, lúc này hắn hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, đích xác không giống như là cái gì đạo tâm phá toái. Trên sông tuyết cũng nói, nghĩa phụ, người trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều. Khóa thiên thần quân thở dài một tiếng, nói, đó là bởi vì luân hồi chi chủ tới. Luân hồi chi chủ buông xuống, có hắn đại khí vận che chở, ta cũng nhận được thiên đại ích lợi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, tràn đầy thưởng thức cùng ý sùng bái, luân hồi chi chủ, thiên tổ có ngươi cái này truyền nhân, luân hồi đạo thống chấn hưng có hy vọng rồi, đoán chừng không cần bao lâu, luân hồi địa ngục liền có thể lần nữa thành lập. Có địa ngục căn cơ, ngươi lại đi thiết lập luân hồi thiên quốc, ngày đó tổ vĩ nguyệt, liền có thể trong tay ngươi đạt tới. Diệp Thần nói, ân,
ta chịu thiên tổ đại ân, tự nhiên sẽ hồi báo, chỉ là, ta xem tiền bối hai đầu lông mày còn có thần sắc lo lắng, chẳng biết tại sao. Khóa thiên thần quân trong lúc biểu lộ, còn mang theo một cỗ nồng nặc ưu sầu, tựa hồ đối với tương lai cũng không lạc quan. Khóa thiên thần quân nói, luân hồi địa ngục cùng luân hồi thiên quốc, có hy vọng thiết lập, đây là chuyện tốt, nhưng ta sợ. Diệp thần nói, sợ cái gì? Khóa thiên thần quân nói, ta sợ hết thảy thành khoảng không, bị vực sâu ác độc uế khí bao phủ, luân hồi chi chủ, người cũng biết biến thành u ác tính tử. U ác tính tử sao? Diệp thần nghe được ba chữ này, trái tim không hiểu co rúm nhanh một chút. Khóa thiên thần quân gật đầu nói, chính là, thế gian truyền thuyết, luân hồi chi chủ, người chính là tương lai u ác tính tử. Từ người buông xuống một khắc kia trở đi, ta cũng cảm giác được, người cùng vực sâu quỷ cung, cùng ác mộng lão tổ, sinh ra một cỗ mãnh liệt cộng minh. Ta đã thấy người tương lai, sẽ ở ác mộng lão tổ phụ trợ phía dưới, trở thành u ác tính tử, cũng chính là trong truyền thuyết vực sâu chi tử, người sẽ trở thành vực sâu trên thế gian người đại diện, mặc kệ là cái gì luân hồi địa ngục vẫn là thiên quốc, đều sẽ bị người vực sâu khí tức bao phủ, triệt để hóa thành hắc ám. Nghe xong khóa thiên thần quân một phen, Diệp thần, trên sông tuyết, tứ lão hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc kinh nghi bất định. U ác tính tử truyền thuyết, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua, nhưng không nghĩ tới khóa thiên thần quân sẽ ở đây khắc nhắc đến, hơn nữa còn nói chắc như đinh đóng cột, nói Diệp thần chính là tương lai u ác tính tử. Diệp thần lắc lắc đầu nói, u ác tính tử truyền thuyết, quá mức hư vô mờ mịt, tiền bối bây giờ chỉ lo lắng, có chút quá mức lo âu. Khóa thiên thần quân trầm mặc xuống, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ không nhiều lời, thở dài, có thể a, là ta đa tâm. Trên sông tuyết đạo, nghĩa phụ, vẫn là trước tiên không cần nói cái này, luân hồi chi chủ muốn đoạt lại khóa chi mảnh vụn, thay chúng ta báo thù, chúng ta nhanh nghĩ một chút biện pháp a. U ác tính tử truyền thuyết, coi như tương lai sẽ thực hiện, đó cũng là rất xa xôi sự tình. Bây giờ đối với Diệp thần tới nói, trọng yếu nhất, tự nhiên là cướp đoạt khóa chi mảnh vụn. Khóa thiên thần quân do dự một chút, nói, quyết đấu phần tịch Linh Sơn, đoạt lại khóa chi mảnh vụn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, muốn tại phần tịch Linh Sơn trên địa bàn chiến đấu, chúng ta 10 phần ăn thiệt thòi. Bây giờ, đánh gãy Ly Ca có đầu rút cổ không ra, liền chiếm cứ tại trong phần tịch Linh Sơn, chờ đợi Diệp thần tới cửa. Nếu như giã chiến vật lộn, đánh gãy Ly Ca vạn vạn không phải Diệp thần địch thủ, cho dù hắn đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, cũng không khả năng đánh thắng được Diệp thần. Nhưng nếu như tại phần tịch Linh Sơn trên địa bàn, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi, ưu thế ngay tại hắn bên này, Diệp thần phải thật lớn ăn thiệt thòi. Diệp thần nắm quyền một cái nói, ăn thiệt thòi cũng không biện pháp, đầm rồng hang hổ đều muốn đi xông vào một lần. Hắn nhìn một chút thiên địa vô cực tứ lão, may mắn lần này có tứ lão phụ trợ, hắn đạp vào phần tịch Linh Sơn, áp lực cũng có thể giảm bớt không thiếu. Khóa thiên thần quân lắc lắc đầu nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta xem hay là trước câu thông thiên tổ, cùng thiên tổ thương lượng một chút. Diệp thần nói, câu thông thiên tổ sao? Nói đến, hắn cũng rất lâu không có liên lạc hôm khác tổ. Khóa thiên thần quân nói, chính là, luân hồi chi chủ, người vừa mới lấy được thiên pháp đạo luật, đó chính là thiên tổ tạo vật, dựa vào vật này, người muốn cùng thiên tổ liên lạc, hẳn là sẽ đơn giản rất nhiều. Thiên tổ có một môn thần thông, gọi mất mộng đọa hồn pháp, chính thích hợp dùng để đối phó đánh gãy Ly Ca. Người tốt nhất có thể gọi thiên tổ truyền dạy cho ngươi. Diệp thần nói, mất mộng đọa hồn pháp. Khóa thiên thần quân trịnh trọng nói, đúng vậy. Phần tịch trong Linh Sơn sát thủ, cơ bản đều là Đờ Tanis, mà cái gọi là Đờ Tanis, lại gọi mất mộng giả. Diệp thần kỳ nói, mất mộng giả sao? Ta vẫn lần đầu tiên nghe nói. Khóa thiên thần quân ngữ khi có chút than thở nói, cái gọi là mất mộng giả, chính là mất đi mộng ảo nguyên chất người. Trong đó tất cả chúng ta, đều sống ở bên trong giấc mộng. Máu của chúng ta, thời thời khắc khắc đều đang lưu động, vị toan đang tiêu hóa đồ ăn, ngũ tạng lục phủ tại nhỏ nhẹ nhúc nhích ma sát, xương cốt ở giữa cũng tại hoạt động, nhân thể đủ loại hoạt động, kỳ thực cũng là đủ loại thống khổ to lớn. Thử nghĩ một cái, chúng ta trong giày tiến vào một quả hạt cát, trong mắt tiến vào một hạt cho bụi, đều cảm giác vô cùng chán ghét khó chịu, nhưng thân thể người đủ loại hoạt động, chúng ta nhưng vì sao lại cảm thấy không đến bất luận cái gì thống khổ chứ? Dừng một chút, khóa thiên thần quân ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời, đó tựa hồ là vực sâu quỷ cung ác mộng lão tổ vị trí, hắn ngữ khí cũng càng thê lương đứng lên, đó là bởi vì, chúng ta trong đại não, có thể bài tiết ra một loại gọi mộng ảo nguyên chất đồ vật,
loại vật này che giấu nhân thể đủ loại đau đớn, che giấu chân thực. Nếu như đã mất đi mộng ảo nguyên chất, thân thể người tất cả đau đớn, toàn bộ bại lộ, đó đúng là vô cùng đáng sợ ác mộng. Người sẽ nghe được chính mình xương cốt va chạm nhau âm thanh, có thể cảm nhận được huyết dịch như nham tương một dạng nóng bỏng di động, vị toan tiêu hóa thức ăn axit ăn mòn đau rát đau, trái tim cũng giống như trở thành một khỏa u ác tính, mỗi giờ mỗi khắc tại đụng chạm lấy ngực của ngươi khang. Đã mất đi mộng ảo nguyên chất người, chính là mất mộng giả, cũng chính là the tanis, không có đại não bài tiết nguyên chất bảo đảm bảo hộ, bọn hắn cảm giác đau thần kinh so với thường nhân nhạy cảm gấp trăm lần, một điểm gió thổi mưa rơi ra thân, đối bọn hắn tới nói, cũng là có thể so với phi kiếm xuyên thể đau đớn. The tanis sinh ra, ban sơ bắt nguồn từ vực sâu nguyền rủa, thế gian này hết thảy đau đớn, cũng có thể tại vực sâu tìm được đầu nguồn, mất mộng nguyền rủa tụ lại, cuối cùng hóa sinh ra một tôn quỷ thần, chính là ác mộng lão tổ. Diệp thần không hiểu lên cái dùng mình, nói, đối mặt ác mộng lão tổ, thì tương đương với đối mặt thế gian đáng sợ nhất ác mộng A. Khóa thiên thần quân yếu ớt thở dài, ta không biết, ác mộng lão tổ cảnh giới, không phải ta có thể hiểu. Ta chỉ biết là, thế gian rất nhiều the tanis, đều tin phụng Vizanu, bọn hắn tại Vizanu cứu rỗi pháp vòng che chở cho, thoát khỏi mất mộng triệu chứng, một lần nữa sống được như cái người bình thường. Nhưng, chỉ cần đánh nát bọn hắn cứu rỗi pháp vòng, liền có thể để cho bọn hắn một lần nữa mất mộng phai màu, đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, bọn hắn cũng sẽ ở trong đau đớn cùng kiếp nạn chết đi, như lửa bên trong bươm bướm. Thiên tổ sáng tạo mất mộng đọa hồn pháp, chính là có thể để người ta lâm vào mất mộng, the tanis vốn chính là mất mộng giả, nếu như lại gặp đến mất mộng đọa hồn pháp ăn mòn, bọn hắn sẽ chết vô cùng thảm. Môn thuật pháp này, kỳ thực là thiên tổ tự vệ chi pháp, dùng để đối kháng ác mộng lão tổ ác mộng nguyền rủa. Nhưng cầm lấy đi đối phó the tanis mà nói, đó cũng là cực kỳ tốt dùng. Phần tịch linh sơn trưởng giáo đánh gãy ly ca, chính là thiên địa ban sơ the tanis, nếu là hắn đã trúng mất mộng đọa hồn pháp, linh hồn một lần nữa sa đọa, cái kia nhất định chính là vạn kiếp bất phục. Diệp thần nghĩ nghĩ, nói, mất mộng đọa hồn pháp, thì ra còn có ảo diệu như vậy thuật pháp, tiền bối học qua sao? Khóa thiên thần quân ngẩn ngơ, sau đó lắc đầu cười khổ nói, không có, ta tư chất ngu dốt. Lại là học không được, hơn nữa cũng không dám học. Cái này mất mộng đọa hồn pháp, một khi tu luyện có chút sai lầm, chính mình liền sẽ trước tiên đánh mất mộng ảo nguyên chất, biến thành the tanis, khổ không thể tả. Ta nghe thiên tổ nói qua, cái này giống như phải phối hợp luân hồi mộ táng công tu luyện. Luân hồi mộ táng công, là thiên tổ hạch tâm nhất trụ thần pháp, trước mắt tại không không lúc nào giữa không trung, ngoại trừ diệp thần, căn bản không có người có thể học được, quá cao thâm. Cái này mất mộng đọa hồn pháp, nếu như cần phối hợp luân hồi mộ táng công tu luyện, vậy càng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Ta đã biết, ta sẽ nếm thử câu thông thiên tổ. Trọng trọng thiên cơ mê vụ tản ra, Diệp thần cũng đại khái thấy được tương lai lộ, chỉ cần mình nắm giữ mất mộng đọa hồn pháp, đích xác có rất lớn cơ hội, có thể giết chết đánh gãy ly ca, đoạt lại khóa chi mảnh vụn. Cái này mất mộng đọa hồn pháp, đối với the tanis tới nói, khắc chế hiệu quả vô cùng lợi hại. Thương nghị cố định, Diệp thần một đoàn người trở về tỏa thiên cốc, bởi vì Diệp thần dự định câu thông thiên tổ, cho nên hắn lui tất cả mọi người, tự mình một người một chỗ trong phòng. Diệp thần trong tay, có rất nhiều thiên tổ tạo vật, luân hồi mộ địa, luân hồi huyền bia các loại, nhưng dựa vào những thứ này tạo vật xem như môi giới, đi câu thông thiên tổ, đã sẽ không được cái gì đáp lại. Thiên tổ kiêng kỵ trụ thần khế ước, trừ phi là vô cùng vạn bất đắc dĩ, bằng không hắn sẽ lại không đáp lại Diệp thần. Miễn cho xúc động khế ước, dẫn phát tai họa. Diệp thần chỉ hy vọng, dùng hôm nay pháp đạo luật xem như mới môi giới, có thể câu thông đến thiên tổ. Thiên tổ, lắng nghe thanh âm của ta, đáp lại ta đi. Diệp thần tế ra thiên pháp đạo luật, nhỏ máu tế hiến, bàn tay đặt tại trong sách vở, phát ra tiếng lòng, nếm thử câu thông thiên tổ. Oanh! Thiên pháp đạo luật ngàn vạn phù văn, tựa như sống lại, tại Diệp thần trước mắt tung bay, vô tận thần quang lập lòe. Dần dần, liền hội tụ ra một đạo già nua hình người. Chính là thiên tổ. Thiên tổ. Gặp được thiên tổ, trong lòng Diệp thần kinh hỉ mạc trạng, vội vàng hò hét một tiếng. Diệp thần, ai, người cuối cùng vẫn là liên lạc ta. Thiên tổ ngưng mắt nhìn xem Diệp thần, một chút ở giữa thiên cơ hiểu rõ, đã biết Diệp thần tại Vizanu thánh địa đủ loại kinh nghiệm. Diệp thần nói, thiên tổ, đã lâu không gặp, thân thể ngươi mạnh khỏe. Thiên tổ cười khổ một tiếng, nói, vẫn là như cũ, từ luân hồi địa ngục sụp đổ sau, ta
ta xem như triệt để suy sụp, ta quá khứ chịu dày vò cũng thực sự quá nhiều, chỉ mong có một ngày, ngươi có thể ăn mất ta, hoàn toàn kế thừa ta quyền hành. Chủ thần muốn giải thoát, hoặc là biến thành quang, hoặc là tìm kiếm kẻ chết thay, nói dễ nghe một chút chính là truyền nhân. Thiên tổ đã không hy vọng xa vời có thể biến thành quang, hắn chỉ cầu Diệp thần có thể trưởng thành đến tình cảnh có thể hoàn toàn thôn vệ hắn. Đến lúc đó, Diệp thần sẽ kế thừa hắn tất cả quyền hành, đạp lên hắn thi cốt, đi lên xa hơn lộ. Diệp thần nói, thiên tổ xin yên tâm, ta nhanh tập hợp đủ ma ngục mệnh tinh mảnh vụn, đến lúc đó trùng kiến luân hồi địa ngục, thậm chí kiến tạo thiên quốc, lực lượng của ngươi liền có thể khôi phục. Thiên tổ lắc đầu, một bộ ý hưng lan san bộ dáng, nói, thôi, không nói cái này, ngươi có cái gì muốn hỏi ta? Muốn học mất mộng đọa hồn pháp. Hắn đã nhìn thấy Diệp thần tâm tư. Diệp thần nói, là. Thiên tổ do dự một chút, nói, ân, ngươi muốn đi đối phó đánh gãy Ly Ca, ta không tiện ra tay, truyền cho ngươi môn này mất mộng đọa hồn pháp, cũng là một cái biện pháp. Môn công pháp này, là ta vì đối kháng ác mộng lão tổ nguyền rủa sáng tạo, có thể xưng cấm thuật, chỉ cần phối hợp luân hồi mộ táng công sử dụng. Diệp thần rửa tai lắng nghe, nói, a. Thiên tổ nói tiếp giải nói, ác mộng lão tổ lợi hại nhất nguyền rủa chính là mất mộng nguyền rủa có thể để người ta vĩnh hằng phai màu, biến thành một cái đờ tanis, bị thiên địa vứt bỏ. Ta mất mộng đọa hồn pháp, cũng giống lời nguyền này, ta trước tiên cho ngươi xem một chút cụ thể pháp môn tu luyện. Nói xong, thiên tổ tay một tấm, một mảnh chữ màu đen phù, từ hắn cùng Diệp thần ở giữa nổi lên, đó chính là mất mộng đọa hồn pháp bí quyết tu luyện. Diệp thần lập tức hết sức chăm chú, tham tường trong đó diệu pháp, hắn ngộ tính nghịch thiên, chỉ nhìn lướt qua, liền lĩnh ngộ môn này mất mộng đọa hồn pháp huyền bí. Tại sau khi lĩnh ngộ, Diệp thần lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, này, công pháp này, thiên tổ cười nói, rất đáng sợ có phải hay không? Diệp thần nhíu nhíu mày, nói, muốn cho địch nhân mất mộng, chính mình nhất thiết phải trước tiên chịu nguyền rủa, trở thành đờ tanis, cái này. Giết địch 1000, tổn hại 800 a. Thiên tổ mất mộng đọa hồn pháp, chính là một loại ác mộng nguyền rủa bộc phát sau đó, đầu tiên lọt vào nguyền rủa ăn mòn, không là người khác, mà là chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một loại giết địch 1000, tổn hại 800 tàn khốc chi pháp. Gặp mất mộng nguyền rủa sau, người thì trở thành đờ tanis, một khi biến thành đờ tanis, chính là rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Phía trước Diệp thần bị vực sâu ký sinh, sinh ra mủ đau nhức. Về sau chuyển rời đến trên thân nhậm phi phàm, đây đã là hết sức thống khổ kinh nghiệm. Nhưng, bản thân chịu mất mộng nguyền rủa, so với trước đây vực sâu ký sinh, còn muốn ác liệt nhiều lắm, đây là một loại khác ký sinh, là đáng sợ hơn vực sâu ăn mòn. Thiên tổ sờ lên dâu ria, cười nói, ta nói, đây là có thể xưng cấm thuật công pháp, nhất thiết phải phối hợp luân hồi mộ táng công thi triển. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 3, gọi là táng hư, cái này táng hư luân hồi pháp. Người đã luyện thành, thi triển đi ra, có thể để vạn vật hóa hư. Người sử dụng mất mộng đọa hồn pháp, công kích địch nhân, để cho địch nhân biến thành đờ tanis, chính mình cũng biến thành một cái đờ tanis, nguyền rủa này, cũng không phải là không thể hóa giải. Chỉ cần người thi triển táng hư luân hồi pháp, liền có thể tan đi trên người mình nguyền rủa, khôi phục bình thường. Diệp thần nghe xong thiên tổ một phen, con mắt lập tức sáng lên, hắn ngộ tính cực cao, một điểm liền rõ ràng, lúc này hưng phấn gật đầu nói. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Thi triển mất mộng đọa hồn pháp, giết địch 1000, tổn hại 800, chính mình cũng muốn gặp nguyền rủa ăn mòn. Nhưng chỉ cần tại chiến đấu sau khi kết thúc, vận chuyển táng hư luân hồi pháp, đem nguyền rủa hóa thành hư vô, tự thân liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cũng chỉ có nắm giữ táng hư luân hồi pháp người, mới có tư cách đi tu luyện mất mộng đọa hồn pháp, khoa thiên thần quân cũng không có thâm hậu như vậy nội công nội tình. Cho nên coi như thiên tổ muốn dạy hắn, hắn cũng là vạn vạn học không được. Diệp thần nội công thâm hậu, chỉ có hắn mới có thể nắm giữ môn này mất mộng đọa hồn pháp. Thiên tổ cười nói, rất tốt, người ngộ tính quả nhiên nghịch thiên, một điểm liền rõ ràng, bất quá, người coi như nắm giữ mất mộng đọa hồn pháp, cũng không thể lỗ mãng như vậy, trực tiếp liền cùng đánh gãy Ly Ca khai chiến. Ở trên địa bàn của hắn chiến đấu, người 10 phần ăn thiệt thòi, phía sau hắn còn đứng một cái Vizernu. Đánh gãy Ly Ca có đầu rút cổ không ra, liền đợi đến Diệp thần tới cửa, đến lúc đó, hắn chiếm cứ lấy phần tịch linh sơn địa lợi, lại phối hợp Phi Giờ Nu chúc phúc, quả thực là vô địch, thiên tổ cũng lo lắng Diệp thần đánh không lại. Diệp thần nói, thiên tổ, đến lúc đó, ngươi sẽ chúc phúc ta đi.
Thiên tổ khổ tâm nở nụ cười, nói, ta lại không thể, ta nói, lực lượng của ta suy sụp quá nhiều, đã không thể cho ngươi quá nhiều trợ giúp, Vizanu có thể chúc phúc, ta lại làm không được, thực sự là xin lỗi rồi, Diệp thần. Diệp thần vội vàng nói, không việc gì, thiên tổ, không cần áy náy, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Lần này đối phó đánh gãy ly ca, ta có thể xử lý. Thiên tổ đạo, ân, ngươi tốt nhất vẫn là không cần chính diện giao phong, dạng này thực sự quá bị thua thiệt. Ta có nhất pháp, ngươi trước tiên có thể thi triển mất mộng đọa hồn pháp, để cho chính mình biến thành một cái đờ tanis, sau đó lại len lén lẻn vào phần tịch linh sơn, lại vụng trộm đem khóa chi mảnh vụn mang ra, tránh cùng đánh gãy ly ca giao chiến. Diệp thần khẽ giật mình, nói, biến thành đờ tanis, lại vụng trộm ẩn vào đi sao? Hẳn là sẽ bị phát hiện a. Thiên tổ khoát khoát tay, nói, sẽ không, người biến thành đờ tanis sau, hết thảy vết tích rút đi, thậm chí người nắm giữ rất nhiều thần thông công pháp, đều không thể tái sử dụng, chỉ có thể sử dụng tối tăm nhất ma đạo thuật pháp. Diệp thần ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nói, để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn nhắm mắt lại, nhìn trộm tương lai của mình, tiếp đó liền thấy 10 phần một màn kinh khủng, hắn thi triển mất mộng đọa hồn pháp, thật trở thành một cái đờ tanis, toàn thân thần kinh trở nên vô cùng mẫn cảm. Một điểm gió thổi cỏ lay, đều biết cho cơ thể mang đến thống khổ to lớn. Gió thổi qua Diệp thần làn da, hắn làn da giống như thiêu đốt giống như nát giữa đi, hô hấp không khí tựa như trở thành nham tương, xương cốt bên trong giống như sinh ra gai ngược, không ngừng kích thích kinh mạch, đây là một loại có thể xương cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp đau đớn. Có thể hay không cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, Diệp thần còn không biết, nhưng hắn biết, nếu như thi triển ra mất mộng đọa hồn pháp, chính mình tất nhiên phải kinh thụ 10 phần mãnh liệt đau đớn. Chấm, thiên tổ, người biện pháp này, thật sự có thể được không? Diệp thần thấy được dạng này tương lai, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Nói thật, hắn vẫn là càng muốn đường đường chính chính giết vào phần tịch linh sơn. Thiên tổ đạo, có thể thực hiện, phần tịch linh sơn sơn môn cấm chế, có một tầng nhân quả luật, chỉ có đờ tanis mới có thể đi vào. Tầng này cấm chế, chúng ta có thể lợi dụng, người biến thành đờ tanis sau. Liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua cấm chế, lẻn vào trong linh sơn. Diệp thần nói, thế nhưng là, biến thành đờ tanis. Thiên tổ đạo, là có chút đau đớn, nhưng có thể tránh khỏi cùng đánh gãy ly ca chính diện giao phong, điểm thống khổ này vẫn là đáng giá, địch nhân của ngươi không chỉ một, làm việc chỉ cần cẩn thận, không thể quá mức lỗ mãng. Diệp thần suy nghĩ phút chốc, cuối cùng quyết tâm liều mạng, nói, hảo, thiên tổ, ta nghe lời ngươi. Thiên tổ mỉm cười. Nói, rất tốt, ngươi chịu nghe lời, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Ngươi tựa hồ có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ta, hỏi đi, ta không thể dừng lại quá lâu, bằng không xúc động trụ thần khế ước liền phiền toái. Diệp thần trong lòng dâng lên muôn vàn nghi vấn, đích xác có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi thăm, hắn suy tư một hồi, liền hỏi. Thiên tổ, vì cái gì ngươi sợ trụ thần khế ước, ba quỷ thần lại không sợ? Diệp thần còn nhớ rõ. Phía trước ba quỷ thần bên trong hư thối lão tổ, đều chính diện giao thủ với hắn. Thiên tổ lắc lắc đầu nói, bọn hắn khác biệt, bọn hắn trước đây cũng không có tham dự ký kết trụ thần khế ước, tuy nói khế ước sức mạnh, cũng biết ảnh hưởng bọn hắn, nhưng cũng không tính quá lớn. Bọn hắn cũng biết kiêng kỵ khế ước sức mạnh, chỉ là không biết giống ta như vậy kiêng kỵ. Hơn nữa, đại đạo có thường, tại không không lúc nào chống không phạm chủ phía dưới, bọn hắn coi như vận dụng trụ lực lượng của thần. Cũng không thể vượt qua không không lúc nào chống không thế giới thượng hạn. Nếu như vượt qua, bọn hắn sẽ lập tức chịu đến tác động, phi thăng cao hơn vĩ độ thế giới, tỉ như tinh không bị ngạn, thậm chí sẽ trực tiếp bị truyền về thế giới bên ngoài. Diệp thần đại khái hiểu rồi, thế giới là có hạn mức cao nhất, thật giống như có một cái trần nhà đè lên, không không lúc nào chống không trần nhà chính là thiên đế, cưỡng ép đột phá, đem cái này trần nhà, đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ, chính là siêu phẩm thiên đế. Đến nỗi đạo quân cảnh cường giả, nhưng là đem cái này trần nhà, đánh xuyên qua một cái to lớn lỗ thủng, nhưng còn không có phi thăng ra ngoài. Nếu như tiến thêm một bước mà nói, đem trần nhà triệt để đánh vỡ, vậy thì nhất định phải phi thăng, bởi vì trần nhà bể nát, cao hơn vĩ độ thế giới, sẽ phóng xuống tia sáng, đem người tiếp dẫn đi, muốn lưu đều khó có khả năng lưu lại nữa. Thiên tổ giải thích rõ ràng điểm này sau, dừng một chút, hòa ái nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Diệp thần con người đảo một vòng, nói, thiên tổ, người hẳn là biết được thiên khôi kiếm chủ rất nhiều chuyện a. Thiên tổ liếc mắt nhìn Diệp thần, nói, biết, không chỉ như vậy, ta còn rất rõ ràng,
người tương lai tất nhiên sẽ cùng người này xung đột. Diệp Thần khẽ giật mình, xem ra hai người thật sự còn chưa thấy mặt liền kết tử thù. Cùng nhau đi tới, hắn còn không có đụng phải mối thù như thế. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ mà nói, Diệp Thần cùng Thiên Khôi kiếm chủ cũng không có quan hệ trực tiếp, cừu hận nơi phát ra là luân hồi mộ địa. Nhưng hắn xem như luân hồi nghĩa địa mộ chủ, lại là một đường nhận được luân hồi nghĩa địa trợ giúp, luân hồi mộ địa đã triệt để hòa vào hắn huyết mạch. Luân hồi mộ địa mối thù, chính là hắn Diệp Thần thù. Thiên Khôi kiếm chủ đến cùng lai lịch ra sao? Nhưng mà, Thiên Tổ cũng không có trực tiếp trả lời Diệp Thần vấn đề, mà là khám phá thiên cơ, thản nhiên nói, ngươi nhưng có thiên vấn, quyển sách này sẽ cho ngươi hết thảy đáp án. Diệp Thần bừng tỉnh, trước đây Huyền Thanh đạo trưởng rời đi thời điểm, thì cho hắn một bản thiên vấn, bất quá khi đó thực lực nhận hạn chế, không cách nào đọc càng nhiều, bây giờ thực lực tăng trưởng không thiếu, ngược lại là có thể tại lúc thích hợp xem, có hay không mới nội dung. Kỳ thực, đột nhiên, Thiên Tổ do dự mở miệng lần nữa, cái này Vizanu Thánh Địa, còn có một nơi cùng Thiên Khôi kiếm chủ có liên quan. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, vội vàng truy vấn, nơi nào? Chẳng lẽ Vizanu cùng Thiên Khôi kiếm chủ từng có xung đột? Thiên Tổ đạo, trước kia Thiên Khôi kiếm chủ kỳ thực đối với Vizanu đầu thân cũng có dự định, mưu toàn mượn Vizanu hải cốt chế tạo một thanh đặc thù cốt kiếm. Đáng tiếc, hắn buông xuống phân thân đánh giá thấp Vizanu, cũng đánh giá thấp vực sâu, hơn nữa kiếm đạo minh đại bản doanh cũng xuất hiện nguy cơ, cuối cùng, đạo kia phân thân vĩnh cửu chôn nơi này. Ta cho ngươi một đạo tọa độ, ngươi có thể đi thử thời vận. Thời gian dài như vậy trôi qua, ta cũng không xác định, chỗ kia có phải hay không vẫn tồn tại. Diệp Thần đem trong đầu tọa độ âm thầm nhớ. Ngươi còn có vấn đề gì không? Không nên hỏi nữa cái này Thiên Khôi kiếm chủ, ngươi lập tức không nên biết quá nhiều. Thiên Tổ nhắc nhở. Diệp Thần nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, ta còn muốn biết Phản Thiên chi mộng, truyền thuyết một khi Phản Thiên mộng tỉnh, thế giới liền sẽ sụp đổ, chuyện này như thế nào giải quyết? Liền muốn giết chết Phản Thiên sao? Phản Thiên là thế giới người sáng tạo, nếu quả thật muốn đi giết chết hắn mà nói, có trời mới biết sẽ có cỡ nào gian khổ, Diệp Thần không muốn lại gây thù hằn. Thiên Tổ cười cười, nói, cái này Phản Thiên chi mộng, kỳ thực có cái giải quyết rất đơn giản chi pháp, không cần giết chết Phản Thiên. Cụ thể biện pháp như thế nào, Phản Thiên Thánh Địa bên kia, phải có đối sách, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Diệp Thần ngạc nhiên nói, giải quyết rất đơn giản chi pháp. Đó là cái gì biện pháp? Thiên Tổ lại không có nói rõ, nói, ngươi trước giải quyết chuyện trước mắt, không cần phải để ý đến quá xa xôi đồ vật, không cần bao lâu, Phản Thiên Thánh Địa bên kia, đoán chừng sẽ chiêu cáo thiên hạ, cử hành một hồi đặc thù đại điển, giải quyết Phản Thiên chi mộng sự tình, ngươi lưu ý tin tức chính là. Diệp Thần nghe Thiên Tổ nói đến thần bí, hơi có chút tâm tình nhộn nhạo, nói, Thiên Tổ, đến cùng là biện pháp gì, người nói cho ta biết chính là. Thiên Tổ vẫn là không nói, lắc đầu nói. Đến lúc đó ngươi liền biết, bây giờ biết quá nhiều, ngược lại sẽ nhiễu loạn tâm tình, ngươi mau chóng đi cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, tốt nhất liền lập tức xuất phát, miễn cho thiên cơ bại lộ. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, tự mình một người lặng lẽ đi. Diệp Thần nói, hảo. Thiên Tổ đạo, ân, chờ lấy được khóa chi mảnh vụn, còn kém một khối câu chi mảnh vụn, ma ngục mệnh tinh liền có thể khôi phục viên mãn. Cuối cùng này một khối câu chi mảnh vụn, lại là tại Phản Thiên Thánh Địa trong, muốn lấy được tay, nhưng cũng không quá dễ dàng, người trước tiên cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, câu chi mảnh vụn đằng sau lại nói. Ma ngục mệnh tinh bốn khối mảnh vụn, câu, khóa, hình, độ, Diệp Thần đã có hai khối, khóa chi mảnh vụn cũng liền ở trước mắt, thế nhưng câu chi mảnh vụn. Hắn từ đầu đến cuối không có bắt được cái gì thiên cơ. Nguyên lai là tại Phản Thiên Thánh Địa sao? Diệp Thần trong lòng hơi động, khó trách hắn chưa từng có bắt được qua câu chi mảnh vụn khí tức, thì ra lại giấu ở Phản Thiên Thánh Địa trong. Diệp Thần trước đó đi qua Phản Thiên Thánh Địa, nhưng Phản Thiên Thánh Địa thuộc bổn phận vực cùng ngoại vực, hắn chưa từng đi nội vực hạch tâm chi địa, nghĩ đến cái kia câu chi mảnh vụn, ngay tại trong Phản Thiên trong Thánh Địa vực, thiên cơ ẩn nấp, cho nên hắn không thể nhìn rõ. Bây giờ có mục tiêu, Diệp Thần tinh thần liền phấn chấn nhiều. Chỉ là, cùng hồn thiên đế quyết chiến sắp đến, chỉ sợ thời gian không kịp. Nếu như hắn có thể tại đại quyết chiến phía trước, hoàn toàn thắp sáng ma ngục mệnh tinh, vậy dĩ nhiên là bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy, mọi việc đều thuận lợi. Nhưng Diệp Thần đoán chừng, thời gian không kịp, cùng hồn thiên đế quyết chiến, không thể dây dưa quá lâu, bởi vì bây giờ trời mới đạo thiết lập, linh khí khôi phục,
thậm chí không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn vách tường thế giới, đều giảm bớt rất nhiều. Bị ngạn tinh quang, có không ít chút xuống đến không không lúc nào giữa không trung, giống hồn thiên đế loại này cấp bậc cao thủ, có thể hấp thu bị ngạn linh khí, có hy vọng đột phá đạo quân cảnh giới, siêu thoát thiên đạo, bước vào nhật nguyệt cảnh. Một khi hồn thiên đế bước vào nhật nguyệt cảnh, cái kia chiến cuộc sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Thời gian không đợi người, Diệp Thần cũng không hy vọng xa vời có thể bổ tu ma ngục mệnh tinh, chỉ cầu có thể đem trước mắt khóa chi mảnh vụn nắm bắt tới tay. Thiên tổ thân ảnh rất nhanh tiêu tán, Diệp Thần còn cùng hắn duy trì như có như không liên lạc, như có vận mệnh sợi tơ, đem hai người quấn đến cùng một chỗ. Đờ Tanis, mất mộng đọa hồn pháp, đây quả thật là, muốn ta chính mình nguyền rủa mình. Thiên tổ sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thần một người, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, suy tính tương lai, cũng chỉ có biến thân thành Đờ Tanis, hắn mới có thể lẻn vào trong phần tịch Linh Sơn, tránh cùng đánh gãy ly ca chính diện giao phong. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần không có nói cho bất luận kẻ nào, ra gian phòng, một cái không gian lấp lóe, trực tiếp rời khỏi tòa thiên cốc. Khóa thiên trong cốc, mặc kệ đang khóa thiên thần quân, vẫn là trên sông tuyết, vẫn là thiên địa vô cực tứ lão, cũng không biết Diệp Thần đã âm thầm rời đi. Bọn hắn càng không biết, Diệp Thần dự định tự mình lẻn vào phần tịch Linh Sơn, vụng trộm cầm lại khóa chi mảnh vụn. Sau khi ra tòa thiên cốc, Diệp Thần tìm cái yên lặng sơn dã, hít sâu một hơi. Trong lòng lướt qua mất mộng đọa hồn pháp đủ loại áo nghĩa, cuối cùng cắn răng. Liền để ta xem một chút, cái gọi là mất mộng, cái này Đờ Tanis có bao nhiêu đau đớn a? Quyết định, Diệp Thần hai tay bấm quyết, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng mịt mờ chú ngôn, trực tiếp thi triển ra mất mộng đọa hồn pháp. Thuật pháp này vừa thi triển, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy trên thân Diệp Thần, trong nháy mắt nổ lên đậm đà khói đen tựa như là từng cái rắn độc quấn quanh lấy hắn. Hắn cảm giác đầu mình co quắp một cái, toàn thân cũng là một hồi kịch liệt co rút đau đớn, giống như đã mất đi thứ chân quý gì, như thế đã mất đi linh hồn, lại hình như trong phút chốc rơi vào vực sâu. Loại cảm giác này, Diệp Thần lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, giơ lên hai tay của mình nhìn một chút, sơn dã gió nhẹ nhàng phất qua tay của hắn, vốn là ấm áp nhu hòa gió, bây giờ nhưng thật giống như là thái dương nổ tung phóng xạ, phá tại trên da hết sức thống khổ. Xuy xuy xuy. Cơ thể của Diệp Thần trong nháy mắt bốc khói, phong hòa dương quang với hắn mà nói, đều thành chí mạng phóng xạ, hắn làn da bắt đầu nóng lên nát giữa, từng mảng lớn làn da rụng sau, lộ ra bên trong bị nướng chín bắp thịt, hô hấp không khí đã trở thành nham tương, trong thân thể huyết dịch lưu thông, vị toan cuồn cuộn, tạng phủ nhúc nhích, mỗi một loại cảm giác đều vô cùng rõ ràng, lại cực kỳ đau đớn. Toàn thân tất cả xương cốt, giống như đều sinh ra sắc bén gai ngược, Diệp Thần thử nghiệm bước ra một bước. Cái này nhỏ nhẹ động tác, kém chút để cho cả người hắn nát giữa đi, đau đớn kịch liệt để cho hắn chỉ có thể đỡ cây thở dốc, một mảnh lá cây rớt xuống, giống như đao nhọn trực tiếp phá nát hắn một lớp da. Này, đây chính là Đờ Tanis sao? Đây quả thực là phần thiên đại kiếp a. Diệp Thần cắn răng, vội vàng vận chuyển phì nhiêu bí pháp, bảo vệ tâm thần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thủ ngự bản tâm, căn bản không hóa giải được trên thân mất mộng bạc màu nguyền rủa triệu chứng. Hỗn độn trùng thanh liên. Diệp Thần lại vận công, trong đan điền gieo xuống một đóa thanh liên, bảo đảm chính mình bản nguyên căn cơ, sẽ không bị xâm hại, lúc này mới dễ chịu một chút. Chỉ có điều, mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa triệu chứng, chỉ có dùng táng hư luân hồi pháp, mới có thể hóa giải. Diệp Thần rất muốn đem nguyền rủa tan đi, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng, hỗn độn trùng thanh liên, thủ hộ bản tâm. Cái này mất mộng đọa hồn pháp mang tới nguyền rủa hiệu quả, cùng phần thiên đại kiếp không sai biệt lắm. Xem như một hồi cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp, vực sâu hắc ám luyện ngục nóng bỏng ăn mòn toàn thân, lời nguyền này chính là ác mộng, là ác mộng, là mất mộng sa đọa. Diệp Thần đại khái có thể cảm nhận được những cái kia Đờ Tanis thống khổ, cũng cảm nhận được phi dần nu lợi hại, thủ hộ chi đạo, một cái cứu rỗi pháp vòng, lại có thể đem người từ bạc màu vực sâu dày vò bên trong cứu thoát ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, công đức vô lượng. Hô, bây giờ ta cũng là Đờ Tanis. Cũng có thể lẫn vào phần tịch Linh Sơn. Diệp Thần thở phào một hơi, dần dần thích ứng phai màu mất mộng đau đớn, nhờ có hắn đạo tâm cường hãn, một phương diện khác, cũng là có phỉ nhiêu bí pháp cùng hỗn độn trùng thanh liên nền tảng, nếu không, hắn chỉ sợ không chống được bao lâu. Cái này phai màu mất mộng đau đớn, đều như vậy khó mà chịu đựng, chớ nói chi là chân chính phần thiên đại kiếp, đó là không có thể nói đại khủng bố. Diệp Thần dọc theo sơn dã tiến lên, trực tiếp đi tới phần tịch Linh Sơn.
hắn tinh thần cao độ tập trung, để phòng tình huống ngoài ý muốn đột phát. Phần Tịch Linh Sơn địa bàn, sơn mạch liên miên mấy ngàn dặm, cương vực có chút bao la, mà mảnh này cương vực lại là bao phủ một tầng nồng nặc khói mù, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa đều lộ ra đen kịt vẻ ảm đạm. Đây là vực sâu nguyền rủa màu sắc, Phần Tịch trong Linh Sơn đám người, tuyệt đại bộ phận cũng là Dertanis, bọn hắn là chịu đến vực sâu nguyền rủa, bị thiên địa vứt bỏ người. Mặc dù Vizanu cho bọn hắn mang đến chúc phúc, nhưng bọn hắn trên người vực sâu nguyền rủa triệu chứng cũng không có tiêu thất, chỉ là được cứu rỗi pháp phòng chế trụ. Đủ loại vực sâu nguyền rủa khí từ thân thể của bọn hắn bốc hơi đi ra, ngay tại trên Phần Tịch Linh Sơn địa giới, tạo thành chướng khí một dạng khói mù. Người bình thường nếu như tới gần nơi này, lập tức sẽ gặp phải nguyền rủa, triệt để trầm luân sa đọa. Diệp Thần bây giờ tới gần, cũng cảm giác trên người mình phai màu triệu chứng, trở nên mãnh liệt hơn thống khổ, nếu không phải hắn có Hỗn Độn Thanh Liên cùng Phỉ Nhiêu bí pháp hộ thân, tinh thần đã sớm sụp đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phần Tịch Linh Sơn cũng không có bao nhiêu thủ vệ trông coi, bởi vì mấy ngàn dặm mênh mông cương vực, đều phái người trông coi cũng không thực tế. Bất quá vì phòng bị ngoại địch xâm lấn, Phần Tịch Linh Sơn cũng là làm đủ chuẩn bị, phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch, ngoại vi bố trí một tầng hắc ám cấm chế mang theo hắc diệu thạch tia sáng, lại có đặc thù nhân quả luật. Chỉ có Dertanis mới có thể tự do xuất nhập cấm chế, người bình thường đụng vào cấm chế, lập tức liền muốn lọt vào nguyền rủa, biến thành hắc diệu thạch. Mà tại Phần Tịch Linh Sơn cao nhất chủ phong bên trên, lại trưng bày một cái cực lớn bằng đá kèn lệch, Diệp Thần Thiên Cơ nhìn rõ, biết bảo vật này gọi Thiên Uy Hào Giác, có thể kiểm trắc ngoại địch, một khi phát hiện ngoại địch xâm lấn, Thiên Uy Hào Giác sẽ lập tức tấu vang dội. Kèn lệnh âm thanh, bên trong có thể phấn chấn nhân tâm, đề thăng sĩ khí, bên ngoài có thể nhiễu loạn tâm thần địch nhân, uy hiếp người, là truyền thừa từ Vizanu bảo vật, lấy thạch tâm 10 pháp bên trong vực sâu ma thạch pháp chế tạo mà thành. Diệp Thần tập trung tinh thần phòng bị, cẩn thận thử nghiệm bước ra cước bộ, bước vào Phần Tịch Linh Sơn địa giới, hắn cảm giác chính mình xuyên qua một tầng màn nước một dạng cấm chế, chờ trong chốc lát, hắn đã không có xúc động cấm chế, cũng không có phát động Thiên Uy Hào Giác. Rất tốt, xem ra thiên tổ biện pháp, quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần mừng thầm trong lòng, thiên tổ truyền dạy mất mộng đọa hồn pháp, quả nhiên là hữu hiệu, hắn biến thành Dertanis sau, dễ dàng liền tiềm nhập Phần Tịch bên trong Linh Sơn. Chỉ là thân hóa Dertanis, đau đớn thật sự là không nhỏ, Diệp Thần thời thời khắc khắc cũng như chịu đựng lấy một hồi cỡ nhỏ phần thiên đại kiếp. Tiến vào Phần Tịch Linh Sơn sau, Diệp Thần rất nhanh liền bắt được khóa chi mảnh vụn khí tức, cái kia cỗ mênh mông, thâm trầm, rộng rãi, kinh khủng lại dữ tợn địa ngục ma khí, thực sự quá rõ ràng. Cái kia cỗ địa ngục ma khí, là vực sâu khí tức một bộ phận, nhưng so với Phần Tịch Linh Sơn có vực sâu, khí tức phải mạnh mẽ hung mãnh nhiều lắm. Diệp Thần vừa tiến đến cũng cảm giác được. Trong cơ thể hắn độ chi mảnh vụn cùng hình chi mảnh vụn, có chút ông động, cùng cái kia khóa chi mảnh vụn cộng minh lấy. Là ở chỗ này, ở tòa này chủ phong bên trong. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Thiên Uy Hào Giác chỗ sơn phong, rất rõ ràng cảm nhận được, khóa chi mảnh vụn thì ở tòa này chủ phong bên trong. Lập tức, Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí, từ sơn giã đường nhỏ tiến phát, hướng về kia Thiên Uy chủ phong đi đến. Hắn tận lực tránh đi đại lộ, tránh đi người tai mắt, nhưng ở trong hoang sơn dã lĩnh, vẫn đụng phải mấy cái Phần Tịch Linh Sơn đệ tử. Bọn hắn sạch bóng đầu, người mặc cà sa, bề ngoài thoạt nhìn như là hòa thượng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng không phải cái gì hòa thượng, cạo chọc tóc, là bởi vì đối với Dertanis tới nói, một điểm lông tóc kích thích, đều vô cùng sắc bén đau đớn. Bây giờ Diệp Thần là Dertanis, cũng cảm giác chính mình toàn thân lông tóc giống như kim nhọn, không ngừng kích thích làn da. Tại trong Phần Tịch Linh Sơn, chỉ có một ít đỉnh cấp cường giả, có thể chịu được đau đớn, giữ lại lông tóc, như da cát diễm, đánh gãy ly ca. Phần Tịch Linh Sơn đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần, cũng là giật mình hết sức. Bọn hắn cũng không có nhận ra Diệp Thần thân phận, nhưng thấy Diệp Thần toàn thân làn da nát giữa, hình dung kinh khủng bộ dáng, bọn hắn cũng là chấn kinh. Bởi vì Phần Tịch Linh Sơn đệ tử, đều có Vizanu che chở. Sau đầu lơ lửng một vòng cứu rỗi pháp vòng, cơ thể phai màu nguyền rủa triệu chứng, cũng sẽ không phát tác. Nhưng Diệp Thần, lại không có bất luận cái gì che chở, nhìn rất khủng bố. Diệp Thần cũng không có giảng giải cái gì, đem đụng tới Linh Sơn đệ tử, toàn bộ đánh ngất xỉu. Hắn cũng không có giết người, bởi vì giết người mùi máu tươi, sẽ kinh động thiên cơ, vạn nhất bị đánh gãy ly ca phát hiện, vậy thì không ổn.
Tại phần Tịch Linh Sơn địa bàn, Diệp Thần cùng đánh gãy Ly Ca khai chiến mà nói, 10 phần ăn thiệt thòi. Không ngừng xâm nhập, Diệp Thần cảm giác trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, trong lồng ngực có cỗ phiền muộn muốn ói cảm giác, trong đan điền giống như lại có cái gì núi lửa muốn phun trào, đó là so phai màu nguyền rủa mãnh liệt hơn núi lửa. Lại là phần thiên đại kiếp. Chân chính phần thiên đại kiếp. Hỏng bét, ta phần thiên đại kiếp, tại sao phải phát tác? Là phần Tịch Linh Sơn địa mạch, dẫn động ta phần thiên đại kiếp. Diệp Thần một hồi dùng mình, không nghĩ tới chính mình phần thiên đại kiếp, sẽ ở đây khắc dục dịch. Hắn rất nhanh suy tính tinh tường nguyên nhân, một là hắn thân hóa Đờ Tanis, bạc màu vực sâu nguyền rủa, vốn là có thể dẫn động phần thiên đại kiếp. Thứ hai, hắn xâm nhập phần Tịch Linh Sơn, chịu ảnh hưởng của Linh Sơn địa mạch hắc ám phóng xạ, phần thiên đại kiếp phát tác có thể đại đại liên hồi. Một khi đại kiếp bộc phát, Diệp Thần đem tiếp nhận vô cùng đau khổ kịch liệt, thậm chí có thể muốn bị đốt hết thành tro. Theo bản năng, Diệp Thần liền nghĩ tan đi mất mộng đọa hồn pháp, từ Đờ Tanis trạng thái khôi phục lại, lại lập tức rời đi phần Tịch Linh Sơn. Nhưng ý nghĩ này, rất nhanh bị hắn đè xuống, thật vất vả đi tới phần Tịch Linh Sơn, khóa chi mảnh vụn đang ở trước mắt, có thể nào tay không trở về. Khẽ cắn môi, Diệp Thần tiếp tục đi tới, hắn đoán chừng phần thiên đại kiếp muốn phát tác, ít nhất cũng tại sau nửa canh giờ. Chỉ cần hắn tại cái này nửa canh giờ thời gian bên trong, cầm tới khóa chi mảnh vụn, vẫn có cơ hội bình yên rời đi, đương nhiên sự tình tất nhiên không thể dễ dàng như thế. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới Thiên Uy chủ phong, tòa chủ phong này, hắc ám khí tức quanh quẩn, thiên địa bao phủ một mảnh thâm trầm âm u, này ngược lại là dễ dàng Diệp Thần. Bởi vì, Diệp Thần nắm giữ Dạ Hoàng Kinh, trong bóng đêm, Dạ Hoàng Kinh thi triển ra, như cá gặp nước. Lập tức, Diệp Thần liền thi triển Dạ Hoàng Kinh, thân như hắc ám hòa làm một thể, một đường vượt qua Thiên Uy trên chủ phong trọng trọng chạm gác cùng thủ vệ, như vào chỗ không người, thuận lợi đi tới khóa chi mảnh vụn địa điểm. Đó là một chỗ tại giữa sườn núi đảo giống bình đài, phần Tịch Linh Sơn đúc một tòa tế đàn, dùng để an trí khóa chi mảnh vụn. Đó là dùng bạch cốt chế tạo thành tế đàn, Diệp Thần liền thấy, khóa chi mảnh vụn liền tại đây bạch cốt trên tế đàn, cả khối mảnh vụn như một khối trong suốt hắc tinh thạch, phía trên điêu khắc lấy phù văn, đó là luân hồi pháp tắc phù văn. Từng sợi kinh khủng minh mông địa ngục ma khí, không ngừng từ khóa chi trong mảnh vỡ phun ra, Thiên Uy chủ phong hoàn cảnh, hắc ám thâm trầm. Có hơn phân nửa là bởi vì khóa chi mảnh vụn ở đây, đậm đà địa ngục ma khí bóp méo thiên địa vạn tượng, để cho thế giới hóa thành hắc ám. Không ngừng bốc hơi địa ngục ma khí, giữa không trung phát họa ra đủ loại địa ngục tranh cảnh, núi thây huyết hải, đao kiếm luyện ngục, vô gian giam cầm, vô tận tu la dạ xoa bay múa, nhìn 10 phần hùng vĩ. Diệp Thần thấy được khóa chi mảnh vụn, trong lòng cũng là một hồi tán thưởng. Cỡ nào hùng vĩ mênh mông ma khí cảnh tượng a? Riêng là khóa chi mảnh vụn tản ra khí tức, cũng đủ để cho thiên đế hư thối thành thi thủy, thiên đế tay không tiếp xúc mảnh vụn, cũng chỉ có diệt vong hạ tràng. Sở dĩ năm đó thiên tổ, mới muốn đặc biệt chế tạo vật chứa, dùng để cất giữ khóa chi mảnh vụn, miễn cho ngộ thương vô tội. Bây giờ đánh gãy Ly Ca, mặc dù lấy được khóa chi mảnh vụn, nhưng cũng không cách nào luyện hóa, bởi vì khóa chi mảnh vụn ma khí, thực sự quá hung mãnh, đừng nói luyện hóa. Coi như chỉ là tay không chạm đến, chính mình cũng có bị ăn mòn thối giữa nguy hiểm. Tại khóa chi mảnh vụn chỗ bạch cốt tế đàn bốn phía, chế tạo có từng tòa hấp linh trận pháp, trên trận pháp đều có một lão già chiếm cứ chấn thủ lấy, nhìn bộ dáng là phần Tịch Linh Sơn cao tầng trưởng lão, mỗi một cái đều là đắc đạo cao tăng tư thái. Diệp Thần nhìn sơ một chút, hiện trường có mười mấy cái trưởng lão, bọn hắn người khoác kim sắc cà sa, hói đầu không cần, sau đầu một cái màu vàng cứu rỗi pháp vòng lơ lửng. Trên thân cũng là hơi hơi hiện ra kim quang, khí chất lộ ra vô cùng thần thánh. Tất cả trưởng lão trước người, đều có một cái màu đen ma bình, cùng bọn hắn khí tức thần thánh so sánh, cái kia ma bình liền lộ ra kinh khủng dữ tợn nhiều lắm, giống như bên trong phong ấn quái vật gì. Tất cả trưởng lão trong miệng nói lẩm bẩm, thật giống như niệm kinh, không ngừng thúc giục hấp linh trận pháp, đánh cắp hấp thu khóa chi mảnh vụn ma khí năng lượng, dẫn đạo tổn nhập ma bình bên trong. Khối này khóa chi mảnh vụn. Phần Tịch Linh Sơn không người có thể luyện hóa, nhưng khóa chi mảnh vụn năng lượng, đối với không không lúc nào chống không mà nói, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. Phần Tịch Linh Sơn mặc dù không thể luyện hóa mảnh vụn, nhưng có thể đem khóa chi mảnh vụn, xem như một tòa vô hạn nguồn năng lượng bảo khố, không ngừng đánh cắp mảnh vụn năng lượng, bọn hắn liền có lấy không hết, dùng mãi không cạn linh khí. Một đám kẻ trộm, thế mà đánh cắp ta luân hồi đạo năng lượng. Diệp Thần ánh mắt chớp động.
chuẩn bị ra tay đoạt lại khóa chi mảnh vụn. Hắn lúc này vận chuyển Dạ Hoàng Kinh, thân cùng hắc ám dung hợp, ẩn nấp tại một cây đại thụ đằng sau, tại chỗ mười mấy cái trưởng lão, cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Ta ở đây ra tay, hẳn sẽ không bị đánh gãy Ly Ca phát hiện. Diệp Thần quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này không gian, lộ ra vặn vẹo bốc hơi tư thái, giống như là tùy thời muốn phá toái, đó là bởi vì khóa chi mảnh vụn tồn tại, bàng bạc địa ngục ma khí, bóp méo không gian. Chung quanh cũng tồn tại đủ loại ma khí phóng xạ, theo lý thuyết, nếu như Diệp Thần ở đây ra tay, coi như đại khai sát giới, cũng sẽ không bại lộ thiên cơ. Bởi vì có khóa chi mảnh vụn ma khí che giấu, hắn cũng sẽ không bại lộ, này ngược lại là để cho Diệp Thần ít đi rất nhiều cố kỵ. Thiên hình 12 kiếm, đi. Nghĩ như vậy, Diệp Thần không do dự, không nói hai lời, liền bắn ra thiên hình 12 kiếm, 12 thanh sắc bén phi kiếm, lập tức mang theo kinh khủng thiên kiếp khí tức, phù vù hướng về tại chỗ các trưởng lão chém tới. Tất cả trưởng lão đang chìm ngâm ở trong hấp linh, chợt nhìn thấy từng thanh phi kiếm tập sát mà đến, đều là lấy làm kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, kiếm quang thoáng qua, máu tươi phun tung tóe, tất cả trưởng lão đã nhao nhao ngã xuống đất mất mạng. Diệp Thần trở thành The Tanis sau, rất nhiều chính khí thần đạo công phu, đều không sử ra được, chỉ có thể thi triển hắc ám ma đạo một loại thần thông. Mà tại phai màu nguyền rủa vực sâu gia trì, đủ loại hắc ám thần thông, uy lực so với lúc bình thường, lại mạnh hơn hung hãn rất nhiều. Diệp Thần lúc này chém ra thiên hình 12 kiếm, phong mang so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải hừng hực, khoảnh khắc mười mấy cái thiên đế cấp bậc trưởng lão, tựa như giết gà một dạng, không cần tốn nhiều sức. Mà tại khóa chi mảnh vụn ma khí che giấu, hắn sát lục, cũng không có bại lộ, trên đỉnh núi thiên uy hào giác, cũng không có bị xúc động tấu vang dội. Sự tình thuận lợi như vậy, Diệp Thần nội tâm hưng phấn không thôi, nhìn xem khóa chi mảnh vụn đang ở trước mắt, trái tim của hắn đập bịch bịch. Thu hồi thiên hình 12 kiếm, Diệp Thần đi đến cái kia bạch cốt tế đàn trước mặt, nhìn xem cái kia không ngừng dâng lên lấy hắc ám ma khí khóa chi mảnh vụn, hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, tim đập đến càng cường liệt. Trái tim cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nổ ra tới, trong đan điền ngọn núi lửa kia cũng chuẩn bị muốn bạo phát. Cái này, không tốt, ta phần thiên đại kiếp, thật muốn bạo phát. Diệp Thần sắc mặt đột biến, hoàn toàn khống chế không nổi nhịp tim của mình, sắc mặt hắn một mảnh ửng hồng, như thế tới gần khóa chi mảnh vụn, bạc màu triệu chứng kịch liệt hơn, bởi vậy dẫn động phần thiên đại kiếp ngay lập tức muốn nổ tung. Lý trí nói cho Diệp Thần, hắn nhất thiết phải lập tức từ bỏ khóa chi mảnh vụn rời đi. Nhưng khóa chi mảnh vụn có thể đụng tay đến, hắn làm sao có thể từ bỏ. Liều mạng. Diệp Thần hít sâu một hơi, hỗn độn thanh liên cố thủ đan điền, thủ trụ bản tâm, áp chế một cách cưỡng ép nổi phần thiên đại kiếp phun ra xúc động, bàn tay vận khởi cương khí, đưa tay đi lấy khóa chi mảnh vụn. Xuy xuy xuy. Một cầm tới khóa chi mảnh vụn, Diệp Thần cảm giác chính mình lấy được một khối thiêu đến đỏ bừng than lửa, bàn tay lập tức bị đốt bị thương, không ngừng xuy xuy vang dội, toát ra khói đen. Kịch liệt phỏng toàn tâm mà đến, Diệp Thần bao trùm tại trên bàn tay thủ hộ cương khí, đơn giản liền cùng giấy dán như thế, bỗng chốc bị đốt thủng. Khóa chi mảnh vụn ma khí quá mãnh liệt, hơn nữa tràn ngập mãnh liệt kháng cự ý niệm, tại kháng cự Diệp Thần nắm giữ. Loại này cấp bậc bảo vật, tinh thần kiêu căng khó thuần, muốn thuần phục luyện hóa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là có cái vật chứa liền tốt, Diệp Thần tay nắm lấy khóa chi mảnh vụn. Cảm giác bàn tay đều muốn bị nướng chín đốt nát, hắn nhớ tới trên sông tuyết, cái kia đang khóa chi mảnh vụn ban sơ vật chứa, đáng tiếc trên sông tuyết cũng không tại bên cạnh Diệp Thần, hắn cũng không khả năng mang nàng tới. Mộ chủ, ta trước tiên thay ngươi bảo quản. Luân hồi mộ địa bên trong, thiên đấu sát thần nói. Ân. Diệp Thần liền vội vàng đem khóa chi mảnh vụn, thu vào luân hồi trong mộ địa, trước tiên giao cho thiên đấu sát thần bảo quản. Thiên đấu sát thần lấy được khóa chi mảnh vụn. Linh hồn cũng là suy suy vang dội, ánh mắt của hắn co rụt lại, tràn đầy vẻ kinh hãi, nói, mảnh vụn này, ma khí quá kinh khủng, chúng ta mau chóng rời đi, trở về nghĩ biện pháp luyện hóa, bằng không mảnh vụn này ma khí tàn phá bừa bãi, chỉ sợ ủ thành tai họa. Diệp Thần gật gật đầu, cũng là ý tứ này, liền muốn rời đi, nhưng hắn bước ra một bước, lại cảm giác toàn thân một hồi sắc bén lại mãnh liệt phỏng, so bạc màu đau còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, hắn đi một bước. Ngũ quan liền bởi vì đau đớn bắt đầu vặn vẹo, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Mộ chủ, người như thế nào? Hỏng bét, phần thiên đại kiếp muốn phát tác. Thiên đấu sát thần cực kỳ chấn động, đã thấy luân hồi mộ địa bên trong, cũng là dâng lên một cỗ hừng hực ánh lửa,
có nham tương trên mặt đất chảy xuôi. Đó là Diệp Thần phần thiên đại kiếp, muốn bộc phát dấu hiệu, mưa gió sắp đến, núi lửa sụp đổ. Phần thiên đại kiếp muốn bộc phát, Diệp Thần cảm giác vô cùng đau đớn, giống như có một tia thế gian tối hỏa diễm nóng rực, tại hắn kinh mạch bốn phía du tẩu. Hỏa diễm những nơi đi qua, kinh mạch bị đốt thành than, da thịt cũng bị nướng chín nát giữa, ngay cả đại não đều đang kịch liệt nhiệt độ cao bên trong, sắp hòa tan thành bột nhão. Không được, phần thiên đại kiếp thật muốn phát tác, ta nhất thiết phải giải trừ The Tanis trạng thái. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn phần thiên đại kiếp sở dĩ muốn phát tác, là bởi vì chính hắn là The Tanis trạng thái, thần kinh 10 phần mẫn cảm, lại chịu phần tịch linh sơn vực sâu địa mạch khí tức, còn có khóa chi mảnh vụn ma khí kích động, cơ thể lập tức thì nhịn chịu không nổi, đại kiếp muốn bị dẫn động bạo phát. Trong lúc trước mắt, Diệp Thần đã không thể lại duy trì The Tanis trạng thái, bằng không một khi dẫn động phần thiên đại kiếp bộc phát, hắn liền lập tức muốn đốt hết thành tro. Mộ chủ, cái kia đã như thế, ngươi sẽ hoàn toàn bại lộ. Thiên đấu sát thần đạo. Diệp Thần tại The Tanis trạng thái, hết thảy thiên cơ phai màu ẩn đột, coi như thân lẻn vào trong phần tịch linh sơn, cũng không có bại lộ. Nhưng nếu như, hắn giải trừ The Tanis trạng thái, khôi phục chân tướng, vậy thì sẽ lập tức bại lộ, coi như dùng khóa chi mảnh vụn ma khí che lấp, cũng không cách nào lại che giấu nổi. Cái kia cũng không cố được nhiều như vậy. Diệp Thần biết mình sẽ bại lộ, nhưng cũng không thể tránh được, phần thiên đại kiếp muốn phát tác, nếu như hắn không nghĩ biện pháp ngăn lại, chắc chắn phải chết. Đừng nói hắn chỉ là thông thiên cảnh, coi như chứng đạo thiên đế, bước vào siêu thiên, cũng chịu không được phần thiên đại kiếp thiêu đốt, một khi đại kiếp bộc phát, chỉ có tận diệt thành cho hạ tràng. Lập tức, Diệp Thần thủ quyết bóp, thi triển táng hư luân hồi pháp, một đạo so hư vô còn muốn chống không pháp tắc ba động, lập tức bao phủ toàn thân hắn. Mọi loại kiếp nạn, hóa thành hư vô, sắc. Diệp Thần táng hư luân hồi pháp vận chuyển, trên thân tất cả tai kiếp, hết thảy phai màu mất mộng nguyền rủa, lập tức liền bị hóa đi. Hắn thối giữa làn da, khôi phục bình thường rất nhanh, thần kinh xúc cảm cũng biến thành bình thường, hô hấp đến không khí, không còn giống như nham tương làm cho người khó chịu, mà là như dĩ vãng giống như nhẹ nhàng khoan khoái, tất cả đau đớn đều biến mất. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phảng phất từ ngâm nước cùng đốt người trong thống khổ đi ra ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, không nói ra được thoải mái thoải mái. Hắn khôi phục bình thường, người bình thường trạng thái, so với The Tanis thoải mái nhiều lắm. Trước đó Diệp Thần không có bao nhiêu cảm giác, bây giờ cũng cảm giác được, một bộ thân thể khỏe mạnh, chính là lớn nhất tài phú. Thế gian này đủ loại kiếp nạn, gia trì trên thân thể tổn thương, cũng là vực sâu. Bây giờ, Diệp Thần liền có loại cảm giác từ vực sâu bò ra tới, tu vi càng là lập tức đột phá, từ thông thiên cảnh 8 tầng sơ giai, thăng vào 8 tầng trung giai tình cảnh. Thế mà đột phá, Diệp Thần có chút ngoài ý muốn, phát hiện kinh mạch chỗ sâu lắng đọng tinh hoa, lúc trước hắn thôn vệ Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Thiên Khư Thần Điện đạo thống tinh hoa, trước mắt còn thừa xuống, cũng không có bị tiêu hao. Lần này đột phá, là bởi vì hắn trải qua vực sâu, chịu đủ qua phai màu mất mộng dày vò, nhục thân nhận được có thể xương luyện ngục rèn luyện, cả người bị đại đại cường hóa, cho nên đột phá. Cái này mất mộng đọa hồn pháp, mặc dù để cho người ta đau đớn, nhưng ở trong thống khổ to lớn, cũng có thể ma luyện nhục thân cùng linh hồn, tăng tiến tu vi. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, lời nguyền này, là một loại đặc thù phương thức tu luyện. Bất quá, Diệp Thần là không muốn lại kinh nghiệm lần thứ hai, mất mộng bạc màu cảm giác quá mức đau đớn, coi như tu vi có thể đột phá, nhưng nếu như thường xuyên kinh nghiệm mà nói, có thể sẽ tổn thương đạo tâm. Một chút đột phá, Diệp Thần luân hồi khí tượng, càng là mãnh liệt, một đạo kim sắc thần quang ngút trời, phá vỡ phần tịch linh sơn bầu trời khói mù, liền khóa chi mảnh vụn ma khí, đều không thể che giấu nữa Diệp Thần khí tức. Hu hu, một hồi sắc bén rồn dập tiếng kèn, từ trên đỉnh núi truyền đến. Chấn thủ ở trên đỉnh núi Thiên Uy Hào Giác, bị Diệp Thần luân hồi khí xúc động, lập tức phát ra phòng bị tiếng kèn, to rõ âm thanh phá không xuyên vân, xé nát phần tịch linh sơn yên tĩnh. Cả tòa phần tịch linh sơn, các đệ tử nhóm, lập tức lâm vào kinh ngạc trong đờ đẫn. Vạn cổ yên lặng Thiên Uy Hào Giác, thế mà vào hôm nay tấu vang lên, hơn nữa âm thanh còn như thế sắc bén mãnh liệt, ý vị này, có ngoại địch xâm nhập linh sơn, hơn nữa phi thường cường đại. Lại nhìn thấy cái kia phóng lên trời luân hồi kim quang, linh sơn tất cả mọi người đều đang run sợ bên trong hiểu rồi, là luân hồi chi chủ xâm lấn. Trong chớp mắt, cả tòa linh sơn, triệt để sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng hò hét,
sợ hãi tiếng kêu, còn có binh khí rút ra tiếng leng keng, pháp bảo vận chuyển tiếng rít, loạn cả một đoàn, truyền đến Diệp Thần trong tai. Phương viên khoảng chừng mấy ngàn dặm phần Tịch Linh Sơn, Vô Tận Sơn mạch vọt lên từng đạo thần quang, đồng thời hướng Diệp Thần phương hướng lao nhanh bay tới. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn, như núi kêu biển gầm đánh tới. Hắn lẻ loi một mình, tại trong phần Tịch Linh Sơn thập vạn đại sơn thiên điều sơn mạch, tựa như một chiếc thuyền đơn độc với biển cả, biển động mãnh liệt, Diệp Thần có thể dựa vào chỉ có chính mình. Hung hiểm sắp đến, Diệp Thần tâm thần ngược lại là bình tĩnh lạ thường, bàn tay một quyển, trước tiên sắp tán rơi vào chung quanh mười mấy bộ linh sơn trưởng lão thi thể, thu sạch. Những thi thể này cũng là rất tốt nhiên liệu cùng thẻ đánh bạc. Mộ chủ, bại lộ, chúng ta phải đi nhanh lên. Thiên đấu sát thần nói, hắn cùng huyết long muốn áp chế khóa chi mảnh vụn ma khí, tránh khóa chi mảnh vụn họa loạn luân hồi mộ địa, một khi chiến đấu khai hỏa, bọn hắn không giúp được Diệp Thần bao nhiêu. Ta biết, nhưng chỉ sợ không dễ dàng như vậy rời đi. Diệp Thần cũng nghĩ đi, tại phần Tịch Linh Sơn trên địa bàn chiến đấu, hắn mười phần ăn thiệt thòi. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn có một loại dự cảm, tự mình đi không xong. Xuy, Diệp Thần vận chuyển Nhật Nguyệt thân pháp, phóng lên trời, muốn hóa thành một tia Nhật Nguyệt quang huy lao ra. Nhưng thân pháp thi triển đi ra sau, thân thể của hắn vẫn là ban đầu cơ thể, cũng không hề biến thành quang. Quả nhiên, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, phần Tịch Linh Sơn vực sâu địa mạch, mang theo nồng đậm hắc ám khí tức, vực sâu phóng xạ bao phủ, Nhật Nguyệt vô quang. Theo lý thuyết, Diệp Thần Nhật Nguyệt thân pháp không cách nào có hiệu lực, muốn hoàn hảo không hao tổn rời đi phần Tịch Linh Sơn, đã không thể nào. Luân hồi chi chủ, người chừng nào thì buông xuống. Cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta dễ tới đón tiếp. Một đạo lạnh lùng thâm trầm âm thanh, từ trên cao bên trong truyền đến. Chỉ thấy một cái thanh niên nam tử, chân đạp hư không mà đến, dáng người kiên cường, phảng phất một thanh sông thẳng lên trời lợi kiếm. Chính là phần Tịch Linh Sơn trưởng giáo, đánh gãy Ly Ca. Hắn lúc này, một bộ trường bào màu vàng óng, múa may theo gió, một đôi sâu xa như biển đôi mắt, mang theo một cỗ nồng nặc chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà độc thân lẻn vào phần Tịch Linh Sơn, lúc này tận mắt nhìn đến Diệp Thần, đủ loại thiên cơ hiểu rõ, đánh gãy Ly Ca lúc này mới phát hiện, thì ra Diệp Thần càng là lợi dụng mất mộng đọa hồn pháp, hóa thân Đờ Tanis, âm thầm lẻn vào đi vào. Thậm chí, phụ trách hấp thu khóa chi mảnh vụn linh khí các trưởng lão, đã toàn bộ bị Diệp Thần giết chết, khóa chi mảnh vụn cũng bị cướp đi. Tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, đánh gãy Ly Ca khôi phục rất nhanh tới, cười nhạt một chút, nói. Lá gan ngươi cũng không nhỏ, lại dám độc thân lẻn vào ta bên trong sơn môn, trốn không thoát a. Ta biết ngươi tinh thông Nhật Nguyệt thân pháp, nhưng ở ta linh sơn vực sâu địa mạch phóng xạ phía dưới, Nhật Nguyệt cũng không quang, ngươi như thế nào trở ra đi. Đánh gãy Ly Ca kiêng kỵ, là kiêng kỵ Diệp Thần mang theo thiên địa vô cực tứ lão, còn có khóa thiên thần quân cùng tỏa thiên cốc đám võ giả, đại quân áp cảnh quét ngang tới. Lớn như thế quyết chiến, hắn ngược lại là mười phần khẩn trương. Nhưng bây giờ, Diệp Thần chỉ có lẻ loi một mình, hắn lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Thần đích thật là cường hãn, nhưng ở trên địa bàn của hắn, còn có thể tạo phản rồi. Xoát xoát xoát, tại chia lìa tiếng ca âm rơi xuống sau đó không lâu. Linh Sơn phương viên mấy ngàn dặm các cường giả, đã cùng nhau hội tụ đến bên trong vùng trời này. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy bên trên bầu trời, lít nha lít nhít đầy người, không biết có mấy ngàn mấy vạn, tất cả mọi người đều là đầu chọc hòa thượng bộ dáng, người khoác cà sa, cái ót lơ lửng một cái màu vàng pháp vòng, rộng rãi đường hoàng thần thánh, vô tận kim quang đem bầu trời chiếu sáng sáng trưng. Cái màn này cảnh tượng, tựa như trên trời có ngàn thật vạn thánh, quan sát đại địa. Tràng diện rộng rãi cực điểm, ánh mắt mọi người, đều tập trú tại Diệp Thần trên người một người. Long tiểu hữu, người cũng hiện thân a. Đánh gãy Ly Ca hướng về trên chủ phong một chỗ cung điện, kêu một tiếng. Sau đó, liền cảm giác một đạo bạch quang phóng tới, chính là một cái bạch bào, bạch giáp, cầm trong tay ngân thương thiếu niên. Diệp Thần nhận ra được, thiếu niên này, chính là trong Long Xào hồn tộc thiên tài Long Tinh Ngấn, là hồn khí Long hồn trung chấp trưởng giả, lúc trước hắn thấy qua. Đoạn trưởng giáo, bảo ta cũng cùng một chỗ đối phó luân hồi chi chủ sao? Nói thật, gia hỏa này quá cường hãn, ta đều kém chút bị hắn đánh đạo tâm bể nát. Tuy nói ta đã tấn thăng siêu phẩm thiên đế, nhưng gặp lại gia hỏa này, vẫn là cảm giác tay cầm súng đều đang run rẩy a.
Long Tinh Ngấn nhìn xem Diệp Thần, tựa như nhìn thấy chính mình mệnh trung chú định thúc địch đồng dạng, toàn thân hơi hơi phát run, trong mắt mang theo hưng phấn cuồng nhiệt vừa khẩn trương thần sắc kiêng kỵ. Phía trước vận mệnh mệnh cách chi tranh, hắn cùng chín họa thương long phục kích Diệp Thần, nhưng không ngờ, Diệp Thần giống chém dưa thái rau, nhẹ nhõm giải quyết đi hai người. Chín họa thương long tại chỗ bị giết, Long Tinh Ngấn dựa vào long hồn chung che chở, nhặt về một cái mạng, nhưng đạo tâm đều kém chút bị đánh bể nát, đối với Diệp Thần có rất lớn bóng ma tâm lý. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, hắn đều không thể tin được, một cái thông thiên cảnh võ giả, lại có khủng bố như vậy sức chiến đấu. Theo trời mới đạo thiết lập, linh khí khôi phục, Long Tinh Ngấn tu vi đột phá, bây giờ đã là một tôn siêu phẩm thiên đế, khí thế so trước đó cường hãn nhiều. Lần này linh khí khôi phục, hồn tộc bên trong, tấn thăng siêu phẩm thiên đế người, chừng mười mấy cái, Long Tinh Ngấn chính là một trong số đó. Nhưng dù là như thế, hắn nhìn thấy Diệp Thần vẫn là hết sức khẩn trương. Long Tiểu Hữu, đối mặt sợ hãi, mới có thể chiến thắng sợ hãi. Cái này luân hồi chi chủ, lâm vào trong ta Linh Sơn trọng trọng vây khốn, hắn hôm nay chính mình chịu chết, vạn vạn cũng trốn không thoát. Hắn vừa chết, người đạo tâm vết rách tất nhiên sẽ tự động chữa trị. Đánh gãy Ly Ca mỉm cười, mười phần tự tin nói, đem Diệp Thần nhìn làm cá trong chậu. Long Tinh Ngấn, người cũng ở nơi đây. Hồn Thiên Đế muốn cùng phần tịch Linh Sơn hợp tác sao? Diệp Thần nhìn thấy Long Tinh Ngấn, cũng là hơi có chút ngoài ý muốn, đại khái nhìn rõ đến thiên cơ, hẳn là Hồn Thiên Đế phái hắn tới. Hồn Thiên Đế cùng Nguyên Thiên Đế quyết chiến sắp đến, mà hắn tình thế vô cùng bất lợi, cho nên đang điên cuồng lôi kéo hết thảy có thể lôi kéo sức mạnh, chỉ vì đối phó Diệp Thần. Long Tinh Ngấn nói, chính là, bất quá xem ra, cũng không cần gì hợp tác. Bởi vì, luân hồi chi chủ, người hôm nay liền sẽ chết ở chỗ này. Tiếng nói rơi xuống, Long Tinh Ngấn trong mắt tuôn ra cuồng nhiệt thần sắc, chợt một cái hoành không dậm chân, trong tay thương ra như rồng, điểm điểm hàn mang hướng Diệp Thần ám sát mà đi, mũi thương không ngừng phá vỡ không khí, phát ra sắc bén âm bạo thanh. Hắn tấn thăng siêu phẩm thiên đế sau, thực lực so dĩ vãng cường hãn rất nhiều. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, lúc này hắn thân hãm trong trùng vây, đại não cao tốc xoay tròn, suy nghĩ ra đủ loại đối sách, lâm nguy không sợ. Chanh! Mắt thấy Long Tinh Ngấn trường thương ám sát mà đến, Diệp Thần rút ra thiên tội cổ kiếm, linh khí quán chú, một chiêu cửu thiên chân lôi chú, lôi quang từ thân kiếm nổ lên, ngăn trở Long Tinh Ngấn nhất kích. Mất mộng đọa hồn pháp. Tại ngăn cản Long Tinh Ngấn nhất kích sau, Diệp Thần biến chiêu cấp tốc, một kiếm hướng Long Tinh Ngấn đầu gọt đi, mũi kiếm bên trong đã mang tới mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa. Long Tinh Ngấn nhìn thấy Diệp Thần một kiếm gọt tới, chỉ cảm thấy rùng mình, cảm nhận được một cỗ suốt đời không có nguy hiểm. Hắn bước vào siêu thiên chi cảnh, đích xác tiến bộ rất nhiều, nhưng Diệp Thần cũng tại tiến bộ. Tại không có thiên thời địa mạch gia trì, hai người công bằng quyết đấu, hắn căn bản là áp chế không nổi Diệp Thần, cũng vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ. Long Tinh Ngấn đương nhiên biết điểm này, cho nên hắn thời khắc này công kích, chỉ là thăm dò, muốn nhìn một chút Diệp Thần nội tình, tiếp đó lại để cho đánh gãy Ly Ca cùng phần tịch Linh Sơn thiên thiên vạn vạn võ giả ra tay, tụ tập chúng nhân chi lực, lấy thế ngập trời nghiền ép Diệp Thần lẻ loi một mình, bây giờ không có thua đạo lý. Cho nên, Long Tinh Ngấn làm đủ phòng bị, nhìn thấy Diệp Thần một kiếm gọt tới, lập tức nghiêng đầu né tránh, nhưng hắn còn đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Diệp Thần mũi kiếm, không có gọt đến hắn, nhưng trên kiếm phong cuốn theo lăng lệ kiếm khí, lại tại trên gò má hắn xé rách ra một đầu nho nhỏ vết thương. Vết thương rất nhạt, cũng liền chảy chút ra, chảy ra một điểm máu tươi, nhưng mà... Long Tinh Ngấn lại phát ra một hồi cực kỳ sắc bén tiếng kêu thảm thiết thê lương, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, trên gương mặt chảy chút ra nho nhỏ vết thương, với hắn mà nói, lại tựa như là chí mạng ác mộng. Là nguyền rủa, mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa. Diệp Thần một kiếm này, mang theo mất mộng đọa hồn pháp sức mạnh nguyền rủa, tại nguyền rủa bộc phát trong nháy mắt, Diệp Thần chính mình cũng là trúng chiêu, phải tiếp tục lâm vào đờ tanis trạng thái. Nhưng một cái chữ to màu vàng, một cái lẫn nhau chữ, kèm theo một tia huyết khí, từ Diệp Thần trên đỉnh đầu dâng lên, lại bốc hơi hết. Hỗ tự quyết thi triển đi ra, Diệp Thần triệt tiêu nguyền rủa, cũng không có bị phản phệ. Vừa mới hắn cướp đoạt khóa chi mảnh vụn, giết chết phần tịch Linh Sơn mười mấy cái trưởng lão, cái kia mười mấy bộ thi thể, cũng là rất tốt thẻ đánh bạc, mặc dù không đủ để triệt tiêu thiên trảm, tử thần quyền hành mấy người đỉnh cấp thủ đoạn phản phệ, nhưng muốn triệt tiêu mất mộng đọa hồn pháp phản phệ, lại là dư xài.
Mất mộng đọa hồn pháp thi triển đi ra, Diệp Thần cũng không có bị phản phệ, mà Long Tinh Ngấn cũng đã lọt vào nguyền rủa. Nguyền rủa một đời công hiệu, một màn kinh khủng liền xuất hiện. Chỉ thấy Long Tinh Ngấn làn da, giống như bị hỏa thiêu cấp tốc nát giữa đi, hô hấp trở nên vô cùng gấp rút, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng là như thế thê lương mãnh liệt, đem cổ họng mình đều xé nát, kêu thảm đã biến thành mơ hồ không rõ kêu rên. Sau đó, hắn toàn thân cũng bắt đầu lửa cháy, tựa như gặp phần thiên đại kiếp đồng dạng. Đây là, mất mộng nguyền rủa, làm sao lại, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Chia lìa ca thần sắc đại biến, hắn thiên cơ nhìn rõ, tự nhiên biết Diệp Thần nắm giữ lấy mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa, nhưng hắn vạn vạn không ngờ tới, Diệp Thần nguyền rủa này uy lực, thế mà kinh khủng đến nước này, có thể so với ác mộng lão tổ tự mình ra tay, để cho người ta trong nháy mắt lâm vào mất mộng bạc màu trong cơn ác mộng. Long Tinh Ngấn làn ra chỉ là phá một đạo lỗ hổng nhỏ, liền bị nguyền rủa sa đọa, trong nháy mắt biến thành một cái đờ tanis. Mà hắn, lại không có Vizanu che chở, biến đổi thành đờ tanis sau, bạc màu nguyền rủa, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, giữa thiên địa tràn ngập hào quang cùng cùng gió, những cái kia để cho người ta thoải mái dễ chịu tồn tại, với hắn mà nói, đều thành chí mạng kiếp nạn. Thậm chí ngay cả trên người mình quần áo, tóc, đều thành kích động thân thể ác mộng. Hắn cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn. Long hồn chung, hộ thể, hộ thể. Ai cũng đừng nghĩ phá vỡ ta long hồn chung. Long Tinh Ngấn vội vàng tế ra long hồn chung, muốn hộ thể, một cái kim chung cháo ở trên người hắn nổi lên, tiếp đó hắn kêu thảm, trở nên càng khốc liệt hơn. Mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa, là sâu tận xương tủy nguyền rủa, tại nguyền rủa có hiệu lực phía trước, Long Tinh Ngấn long hồn chung, có lẽ còn có tác dụng. Nhưng bây giờ, nguyền rủa đã có hiệu lực bộc phát, chỉ có hiệu quả phòng ngự long hồn chung, lại không thể hóa giải nguyền rủa, kim chung cháo ra thân, ngược lại thành Long Tinh Ngấn gánh vác, bạc màu trạng thái dưới, một chút ngoại vật đụng vào, cũng là kim châm hỏa thiêu một dạng đau đớn. Đánh gãy Ly Ca cùng phần Tịch Linh Sơn đám võ giả, nhìn thấy Long Tinh Ngấn thân thể không ngừng tự đốt, liệt hỏa đốt người thảm trạng, đều là kinh hồn táng đảm. Đây chính là Đờ Tanisa, nếu như không có Vizanu che chở. Bọn hắn cũng muốn tiếp nhận thống khổ như vậy. Siêu phẩm thiên đế đạo thống tinh hoa, rồi rào minh mông, cũng không nên đốt hết lãng phí. Diệp Thần nhìn xem Long Tinh Ngấn toàn thân dục hỏa bộ dáng, nhếch nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười gằn, một cái lắc mình, bắt được Long Tinh Ngấn, khoảnh khắc luyện hóa. Đánh gãy Ly Ca còn không có phản ứng lại, Long Tinh Ngấn ngay tại trong tay Diệp Thần, hóa thành khói đen bốc hơi tan hết. Long Tinh Ngấn siêu phẩm thiên đế khí huyết tinh hoa. Tất cả đạo thống nguyên khí, toàn bộ bị Diệp Thần luyện hóa hấp thu đi. Luyện hóa một tôn siêu phẩm thiên đế, trong cơ thể của Diệp Thần còn sót lại vũ hoàng cổ đế linh khí, lại bị kích phát, hắn tu vi lần nữa tấn mãnh đột phá, kim quang nổ tung, càng là từ thông thiên cảnh 8 tầng trung giai, liên phá 2 bước, đạt đến tình cảnh 8 tầng đỉnh phong. Một chút đột phá, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân là khí, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng như hổ khiếu long ngâm. Dùng khắp phần Tịch Linh Sơn thiên sơn vạn hác, lay tâm thần người. Đánh gãy Ly Ca, tới đánh đi. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, nhìn chằm chằm đánh gãy Ly Ca, đáp lấy đột phá khí thế, thiên tội cổ kiếm cuồng đâm mà ra, thẳng hướng đánh gãy Ly Ca ngực đâm tới. Hắn một kiếm này, cũng là mang theo mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa, 10 phần lăng lệ. Vừa mới có thể diệt sát Long Tinh Ngấn, Diệp Thần chính là dựa vào nguyền rủa này. Long Tinh Ngấn là siêu thiên cường giả. Nếu như lấy võ đạo thần thông quyết đấu, Diệp Thần tất nhiên cũng có thể thắng, nhưng tất nhiên phải hao phí không ít tâm huyết. Nhưng dựa vào nguyền rủa, một chút để cho Long Tinh Ngấn phai màu sa đọa, hắn lại là xuất kỳ bất ý giành thắng lợi, trong khoảnh khắc liền đem đánh gãy Ly Ca luyện hóa hết. Muốn chiến thắng đánh gãy Ly Ca, cũng là đạo lý này, tốt nhất nguyền rủa có hiệu lực, để cho đánh gãy Ly Ca triệt để sa đọa, Diệp Thần liền có thể nhẹ nhõm giành thắng lợi, không đánh mà thắng giết người. Đây chính là thiên tổ nguyền rủa pháp lợi hại, môn này mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa, thủ đoạn có thể so với ác mộng lão tổ. Đánh gãy Ly Ca kinh dị phía dưới, vội vàng lui lại, lại hướng về phía hậu phương chúng đệ tử quát lên. Ngăn lại hắn. Hắn tiếng nói rất lại phía sau có mười mấy cái chân truyền đệ tử, phi thân ngăn ở trước mặt Diệp Thần, nhưng cái gì công pháp thần thông đều không có thi triển đi ra, liền bị Diệp Thần một kiếm quét ngang, hơn 10 người kêu thảm một tiếng. Sau lưng cứu rỗi pháp vòng tán loạn, khoảnh khắc sa đọa. Bọn hắn vốn chính là Đờ Tanis, chỉ là có Vizanu che chở, mới không có sa đọa. Diệp Thần thiên tội cổ kiếm bên trong,
mang theo mất mộng đọa hồn pháp nguyền rủa, kiếm khí một chút quét ngang, nguyền rủa bộc phát, nghiền nát Fizanu cứu rỗi pháp vòng che chở, để cho đám người một lần nữa lâm vào sa đọa bạc màu trong trạng thái. Cái kia mười mấy cái chân truyền đệ tử, trong lúc hô hấp, liền đốt hết thành tro, tử trạng mười phần thảm liệt. Bên trên bầu trời, trọng trọng vây khốn lấy Diệp Thần Linh Sơn các đệ tử, cũng là người người lộ ra kinh dị thần sắc sợ hãi, chính diện đối quyết, sinh tử giao chiến, bọn hắn cũng không sợ, nhưng sợ nhất, chính là một lần nữa sa đọa, một lần nữa trở thành một đờ Tanis, tại vô tận dày vò trong thống khổ chết đi. Đó là bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, Diệp Thần Kiếm, phía trên bổ sung thêm mất mộng nguyền rủa, lại đem mỗi người sợ hãi, đều tỉnh lại. Đánh gãy Ly Ca cũng là mười phần kinh hãi, nhưng dù sao cũng là một bộ trưởng giáo, đạo tâm cường hãn, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, quát lên. Linh Sơn chúng đệ tử nghe lệnh, chư pháp hội tụ, gia tăng thân ta. Chúng ta có Vizanu đại thần che chở, thì sợ gì luân hồi chi chủ nguyền rủa thủ đoạn. Thanh âm hắn cương trực công chính, như thiên lôi cuồn cuộn, rung động toàn trường, làm cho mê mang trong sự sợ hãi Linh Sơn các đệ tử, toàn bộ thức tỉnh tinh thần. Sau đó, thiên thiên vạn vạn Linh Sơn đệ tử, chắp tay trước ngực thấp giọng tụng hát lên, trên người bọn họ linh khí, nhao nhao hóa thành kim quang bắn ra, nghìn đạo vạn đạo thần quang hội tụ, toàn bộ gia tăng tại đánh gãy Ly Ca trên người một người. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Chỉ một thoáng, đánh gãy Ly Ca lấy được chục triệu người chúc phúc gia trì, khí thế tăng vọt, toàn bộ phần tịch Linh Sơn địa mạch, cũng là cùng hắn cộng minh lấy. Thân thể của hắn, một chút bành trướng, lao nhanh mở rộng, hóa thành cao vạn trượng, nguy nga thần thánh như Phật, sau lưng một đạo kim sắc cứu rỗi pháp vòng, hiển hiện ra, rộng rãi vô lượng. Xoẹt! Diệp Thần Thiên tội cổ kiếm chém giết tới, tại đánh gãy Ly Ca trên da, hoạch xuất ra một đường vết rách. Nhưng, hắn thân kiếm bổ sung thêm nguyền rủa hiệu quả, cũng không có có hiệu lực. Thời khắc này đánh gãy Ly Ca, chục triệu người chúc phúc gia thân, cứu rỗi pháp vòng rộng rãi huy hoàng, hắn toàn thân tràn ngập ra thủ hộ chi lực, quá hừng hực, Diệp Thần nguyền rủa ăn mòn đi qua, lập tức bị huy hoàng cứu rỗi kim quang, rội rửa đến một điểm không dư thừa. Hắn tại đánh gãy Ly Ca trên da vạch ra vết thương, cũng là trong nháy mắt khép lại. Lúc này đánh gãy Ly Ca, có lớn chúc phúc, lớn thủ hộ gia thân, quả thực là bất tử bất diệt tồn tại. Luân hồi chi chủ, người nho nhỏ nguyền rủa, còn nghĩ tổn thương ta. Chịu chết đi. Đánh gãy Ly Ca ánh mắt sắc bén, đột nhiên một trường, trên không hướng Diệp Thần chém giết xuống. Nếu như ở bên ngoài, hắn thật là có điểm kiêng kỵ Diệp Thần nguyền rủa, nhưng đây là phần tịch Linh Sơn, hắn có chục triệu người chúc phúc tín ngưỡng gia thân, có khả năng lấy được Vizanu chúc phúc, cũng là thần thánh nhất rộng rãi, chỉ cần cẩn thận đề phòng, Diệp Thần nguyền rủa, căn bản không tổn thương được hắn. Oanh! Đánh gãy Ly Ca một trường đánh xuống, vô tận thần thánh huy hoàng thân thể, lại đánh ra hắc ám nhất bá đạo xâm nghiêm trưởng thế, đen như mực trưởng phong cuốn theo phong lôi, như vực sâu từ trên trời giáng xuống, muốn đem Diệp Thần triệt để chôn vùi. Thân là giữa thiên địa ban sơ Đờ Tanis, lại là phần tịch Linh Sơn trưởng giáo, đánh gãy Ly Ca nắm giữ lấy vô cùng thâm hậu vực sâu sức mạnh, đó là thuộc về Đờ Tanis vực sâu, là thế gian đại thống đắng, lớn dày vỏ, lớn nốt diệt. Nếu như tại lúc bình thường, đánh gãy Ly Ca cũng không dám bộc phát hung mãnh như vậy vực sâu sức mạnh, bằng không chính mình phải gặp đến phản phệ. Nhưng bây giờ, phần tịch Linh Sơn trên dưới đệ tử, chục triệu người chúc phúc gia trì, đánh gãy Ly Ca đã có lực lượng, tự nhiên là không sợ cái gì phản phệ, thi triển ra bá đạo nhất vực sâu trưởng thế. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn lẻ loi một mình, muốn đối chiến phần tịch Linh Sơn chục triệu người, vẫn là quá cố hết sức, đối mặt đánh gãy Ly Ca một trường, hắn chỉ cảm thấy khó mà chống lại. Cắn răng, Diệp Thần nắm chặt trong tay thiên tội cổ kiếm, liền muốn bộc phát thiên trảm, liều chết tranh chấp. Suy suy suy. Nhưng ở lúc này, đã thấy từng đạo thần quang, phá không bay vụt mà đến, mang theo cuồng bạo siêu thiên uy thế, mãnh liệt đánh úp về phía đánh gãy Ly Ca. Ân. Chia lìa ca thần sắc biến đổi, đột nhiên bị mãnh liệt tập kích hắn chỉ có thể buông tha Diệp Thần, huy trưởng hộ thân, đem đánh tới siêu thiên thần quang, từng cái chém vỡ đi. Chỉ thấy có bốn bóng người, từ Linh Sơn bên ngoài bay tới, cả kinh thiên uy hào giác liên tục tấu vang dội, sắc bén tiếng kèn nhói nhói màng nhĩ của người ta. Càng là thiên địa vô cực tứ lão, chư vị trưởng lão, Diệp Thần nhìn thấy tứ lão buông xuống, trong lòng vui mừng, lại là hổ thẹn. Xoát xoát xoát, tiếp theo sát, chỉ thấy lại có từng cái đen như mực xích sắt, như từ địa ngục xuất hiện, phá không hướng đánh gãy Ly Ca quấn quanh mà đi.
đánh gãy Ly Ca thân thể khổng lồ, không thể nào tránh né, bị xích sắt cuốn lấy toàn thân, hừ một tiếng, vận chuyển lớn thủ hộ chi lực, đem xiềng xích đánh gãy, nhưng bị tỏa liên chạm đến làn da, đã là suy suy vang dội, bị địa ngục ma khí ăn mòn, rất khó chịu. Lại là hai thân ảnh, buông xuống đến phần tịch bên trong Linh Sơn, chính là Khóa Thiên Thần Quân cùng trên sông Tuyết. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ? Khóa Thiên Thần Quân vội vàng hỏi. Tiền bối, các ngươi sao lại tới đây? Diệp Thần nói. Khóa Thiên Thần Quân nói, chúng ta vừa mới nhìn thấy luân hồi khí trùng thiên, lúc này mới biết ngươi vụng trộm rời đi sơn cốc, lại độc thân lẻn vào trong phần tịch Linh Sơn, thực sự là. Hắn cùng trên sông Tuyết, còn có Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão, lao nhanh đi tới bên cạnh Diệp Thần. Đám người đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem ngoại vi thiên thiên vạn vạn phần tịch Linh Sơn đệ tử. Diệp Thần nói, hổ thẹn, là ta lỗ mãng. Kỳ thực, Diệp Thần cũng không phải lỗ mãng, hắn thật sự lẻn vào thành công, đồng thời rất thuận lợi lấy được khóa chi mảnh vụn. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, hắn cùng thiên tổ cũng không có ngờ tới, thân ở Đờ Tanis trạng thái, hắn phần thiên đại kiếp thế mà lại phát tác. Bất đắc dĩ Diệp Thần, đành phải tan đi Đờ Tanis trạng thái, một chút liền bại lộ, ủ thành hoàn cảnh khó khăn bây giờ. Đây cũng không phải là lỗi của hắn. Nếu như không phải khiên động phần thiên đại kiếp, hắn đã sớm lặng yên không tiếng động rời đi, chỉ có thể nói vận mệnh khó lường, thiên ý khó liệu. Luân hồi chi chủ, người cầm tới khóa chi mảnh vụn. Trên sông Tuyết chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc ánh mắt lại 10 phần nóng rực nhìn qua Diệp Thần. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia khóa chi mảnh vụn, ngay tại trong cơ thể của Diệp Thần. Ân, Diệp Thần gật đầu. Trên sông Tuyết đạo, cái kia trước tiên giao cho ta bảo quản a. Chính ngươi cầm cũng quá nguy hiểm. Khóa chi mảnh vụn ma khí bàng bạc, không có luyện hóa phía trước, mảnh vụn này như hồng hoang cự thú, kiêu căng khó thuần. Cũng chỉ có trên sông Tuyết cái vật chứa này, mới có thể bình yên chứa đựng. Cái kia kính nhờ. Diệp Thần đang có ý đó, lập tức đem khóa chi mảnh vụn, từ luân hồi trong mộ địa lấy ra, giao đến trên sông Tuyết trong tay. Chính là cái này một cầm một phát, Diệp Thần bàn tay chạm đến khóa chi mảnh vụn, đều cảm giác một hồi phỏng. Ma khí ăn mòn thật lợi hại. Mà trên sông Tuyết cầm khóa chi mảnh vụn, lại là dễ dàng bộ dáng, trên mặt lộ ra nét mừng. Nàng đang khóa chi mảnh vụn vật chứa, quanh năm chứa đựng khóa chi mảnh vụn, cơ thể đã sớm cùng khóa chi mảnh vụn hòa làm một thể, mảnh vụn này chính là nàng trái tim. Lần này cầm lại trái tim, trên sông Tuyết lại là hưng phấn, lại là thỏa mãn, đầu ngón tay vừa thu lại, đem mảnh vụn thu vào thể nội. Chỉ một thoáng, nàng mặt mày tỏa sáng. Thần thái sáng láng, làn da đều trở nên hồng nhuận rất nhiều, một lần nữa cùng khóa chi mảnh vụn hòa làm một thể. Làm càn, ta Linh Sơn bảo vật, ngươi dám cướp. Đánh gãy Ly Ca thấy thế, lập tức nổi giận, lăng không một trường, hướng trên sông Tuyết vỗ tới, muốn đoạt lại khóa chi mảnh vụn. Ổ khóa này chi mảnh vụn, giá trị không thể coi thường, mặc dù chính hắn không cách nào luyện hóa, nhưng hắn tuyệt không thể nhìn xem Diệp Thần luyện hóa. Bằng không. Diệp Thần luyện hóa khóa chi mảnh vụn, nhất định là nhất phi trùng thiên, đến lúc đó, coi như đánh gãy Ly Ca chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi chi tiện, cũng vạn vạn không phải Diệp Thần địch thủ. Lúc này phần tịch Linh Sơn đạo thống tinh hoa, địa mạch linh khí, đệ tử tín ngưỡng, còn có Vizanu chúc phúc, toàn bộ hội tụ tại đánh gãy Ly Ca trên thân, hắn một trưởng này khí thế kinh thiên, muốn đem trên sông Tuyết đánh thành thịt nát. Khóa Thiên Thần Quân tạo hóa ra từng cái xích sắt, xen lẫn thành lưới. Hướng đánh gãy Ly Ca trùng tới, Thiên Địa Vô Cực Tứ Lão cũng vội vàng ra tay, riêng phần mình vận trưởng giết ra. Răng rắc, đánh gãy Ly Ca hừ một tiếng, trưởng thế mênh mông hung mãnh, bàn tay đẩy thẳng tới, liền đem khóa Thiên Thần Quân xích sát thiên võng đánh tan, lại đẩy lui Tứ Lão, bàn tay mang theo thâm uyên chi lực, tiếp tục hướng trên sông Tuyết vỗ tới. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, sau lưng bày ra một đôi thiên không chi cánh, ôm trên sông Tuyết eo, mang theo nàng lao nhanh né tránh. Phịch một tiếng, đánh gãy Ly Ca hung hăng một trường, đánh vào Diệp Thần cùng trên sông Tuyết vừa mới đứng yên chỗ, lập tức đất rung núi chuyển, một cái hắc ám hố sâu xuất hiện, uy thế hùng vĩ. Khóa Thiên Thần Quân trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, người cùng tiểu nữ rời đi trước, ở đây giao cho chúng ta. Thiên Ung Hoàng rút trường kiếm ra, nói, Diệp đại nhân đi mau, chúng ta tới đoạn hậu, người nhanh chóng trở về luyện hóa khóa chi mảnh vụn. Khóa chi mảnh vụn đã tới tay. Khóa Thiên Thần Quân cùng Tứ Lão đều là giống nhau tâm tư, chỉ muốn để cho Diệp Thần mau rời khỏi. Bằng không, dừng lại thêm đi xuống,
chỉ sợ cũng đi không được. Diệp Thần quan sát bốn phía tình thế, chỉ cảm thấy tình thế trói buộc, vạn phần hung hiểm, tại phần Tịch Linh Sơn trên địa bàn, đánh gãy Ly Ca quá cường đại, khí thế huy hoàng cực điểm, quả thực là vô địch. Linh Sơn vạn thế tích lũy tín ngưỡng, đạo thống tinh hoa, toàn bộ hội tụ đánh gãy Ly Ca một thân, hắn lại có Vizanu chúc phúc, bây giờ khí huyết sôi trào, sau lưng lại ẩn ẩn hiện ra Vizanu cái kia to lớn trang nghiêm hư ảnh, chấn tâm thần người. Diệp Thần biết tái chiến tiếp mà nói, hắn coi như cùng Khóa Thiên Thần Quân, tứ lão liên thủ, cũng chưa chắc đánh thắng được đánh gãy Ly Ca. Huyết Long, người cũng lưu lại. Diệp Thần hét dài một tiếng, gọi ra Huyết Long, dắt trên sông tuyết tay, thiên không chi cánh chấn động, quay người muốn đi. Trong lúc trước mắt, hắn nhất thiết phải rời đi, bằng không rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Hắn không thể chết, nếu là hắn chết, vậy thì cái gì đều xong. Tứ lão cùng Khóa Thiên Thần Quân lưu lại đoạn hậu, coi như bọn hắn xảy ra chuyện, Diệp Thần cũng có thủ đoạn phục sinh. Nhưng chính hắn là tuyệt đối không thể chết, hắn là hết thảy hạch tâm. Cho nên, Diệp Thần cũng không có xoắn suýt quá nhiều, cấp tốc quyết đoán tinh tường, mang theo trên sông tuyết ra bên ngoài bay đi. Giống. Huyết Long rít lên một tiếng, sử dụng Đại Uy Thiên Long Pháp, thân thể lập tức nở rộ vạn trọng kim quang, mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, ngũ trảo huy động, giết hướng đánh gãy Ly Ca. Nó xem như Diệp Thần thân thể một bộ phận, Diệp Thần nắm giữ rất nhiều thần thông bí kỹ, có bộ phận sẽ ở trong cơ thể nó tạo thành lạc ấn, theo lý thuyết, nó có thể sử dụng Diệp Thần bộ phận sức mạnh, cũng là hung mãnh vô cùng. Lần này, Huyết Long liền sử dụng Siva hủy diệt tuyệt học, khí thế kinh người, nhiều quét ngang hết thảy uy nghiêm. Nó một móng vuốt, quét vào đánh gãy Ly Ca trên thân, lập tức quét ra mấy cái dữ tợn khắc sâu vết máu, nhưng tiếp theo sát, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy đánh gãy Ly Ca vết thương, càng là trong nháy mắt khép lại, liên tục điểm vết sẹo cũng không có lưu lại. Tại phần Tịch Linh Sơn trên địa bàn, đánh gãy Ly Ca giữa lưng vào sơn môn địa mạch, vô tận tinh hoa linh khí ra thân, còn có ngàn vạn đệ tử tín ngưỡng hội tụ, hắn thân thể cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần sơn môn địa mạch bất diệt, hắn sẽ không phải chết. Thấy thế, Huyết Long cũng là cả kinh, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Đánh gãy Ly Ca lại không có quản Huyết Long. Nhìn thấy Diệp Thần muốn chạy, hắn tròn mắt tận nứt, như muốn phun lửa, quát lên, muốn chạy. Lưu lại cho ta. Hắn tế ra một thanh hắc diệu thạch kiếm, liền nghĩ phi kiếm hướng Diệp Thần ám sát đi qua, nhưng bị Khóa Thiên Thần Quân cùng tứ lão ngăn lại. Khóa Thiên Thần Quân cùng tứ lão, còn có Huyết Long, đó là đem hết toàn lực, cũng muốn cản lại đánh gãy Ly Ca, cho Diệp Thần tranh thủ rời đi cơ hội. Một đám gà đất chó sành, bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn đón ta. Linh Sơn địa mạch, vực sâu mênh mông, vạn ma tạo hóa. Chia lìa ca sĩ trưởng đè ép, ngửa mặt lên trời phát ra trường ngâm, một màn kinh khủng liền xuất hiện, chỉ thấy toàn bộ phần Tịch Linh Sơn, phương viên mấy ngàn dặm sơn mạch, đều là kịch liệt rung chuyển, rung động ầm ầm. Sau đó, đại địa nứt ra, lắng động ở địa mạch chỗ sâu vực sâu năng lượng, giống như hãn hải mãnh liệt phun ra, chỉ một thoáng ma khí kinh thiên, vô tận vực sâu khí tức, nham tương giống như phun ra tới. Hù hù vang dội, đồng thời cấp tốc ngưng kết thành từng đầu yêu ma. Trong chốc lát, vạn ma tạo hóa, ngàn ngàn vạn vạn đầu vực sâu yêu ma, càng là đản sinh ra, che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ Linh Sơn, từng đầu yêu ma phát ra sắc bén quái khiếu thanh, chấn nhân tâm phách. Thấy tình cảnh này, Diệp Thần sắc mặt đột biến. Nhìn đánh gãy Ly Ca bộ dáng, hắn lại là đem Linh Sơn tích lũy địa mạch linh khí, một chút bạo phát đi ra. Những thứ này địa mạch linh khí, một khi dẫn bạo đi ra, lại nghĩ hội tụ tích lũy, liền muốn ngàn thế vạn thế thời gian, theo lý thuyết, đánh gãy Ly Ca lần này phóng thích địa mạch linh khí, mặc kệ thắng bại như thế nào, hắn sơn môn, tại chiến đấu sau khi kết thúc, đều phải lâm vào trong suy sụp. Giống như Diệp Thần luân hồi tinh giới, trước đây cùng hư thối lão tổ chiến đấu, hắn vì khởi động luân hồi sách, cơ hồ hao hết luân hồi tinh giới năng lượng, tại chiến đấu sau khi kết thúc, hắn mặc dù giành thắng lợi, nhưng mình địa bàn, nhưng cũng lâm vào trong tiểu tụy. Loại này một chút bộc phát địa mạch linh khí tích lũy thủ đoạn, có thể nói là át chủ bài bên trong át chủ bài, chỉ có thể dùng một lần, đại giới cực lớn. Giờ khắc này, vì lưu lại Diệp Thần, đánh gãy Ly Ca thế mà vận dụng loại thủ đoạn này. Chỉ thấy ngàn con vạn con vực sâu yêu ma, lồng che trời địa, từng đôi con mắt màu đỏ ngòm lập lòe, sau đó vô tận ma ảnh, như ngàn vạn như quỷ mị, hướng Diệp Thần đánh giết mà đi. Chỉ một thoáng, trong mắt Diệp Thần thấy, cũng chỉ có ngàn vạn đầu yêu ma, đồ gì khác đều không thấy được. Hắn cùng trên sông tuyết đều là cả kinh,
hai người dựa lưng vào nhau, huy kiếm ám sát yêu ma, nhưng yêu ma số lượng quá nhiều, lại là giết không thắng giết. Hơn nữa, ám sát yêu ma sau đó, yêu ma diệt vong tản ra ma khí, lại không ngừng cắn trả hai người. Diệp Thần còn tốt, hắn thể chất cường hãn, có thể chống lại, nhưng trên sông tuyết hơi cảm thấy toàn thân phỏng, ẩn ẩn có bị vực sâu ăn mòn, sa đọa thành đờ tanis dấu hiệu. Nàng là băng nguyên tố tạo vật, lần này sa đọa, thân thể mềm mại lại xuất hiện dung thực dấu hiệu, giống như một khối băng muốn hòa tan. Diệp Thần bỗng cảm giác không ổn, lại nghe được bên ngoài truyền đến vài tiếng kêu thảm, là tứ lão âm thanh, bọn hắn cũng gặp ngàn vạn yêu ma vây giết, tình thế mười phần bất lợi, chỉ là Diệp Thần trước mắt tất cả đều là yêu ma mị ảnh, cũng không nhìn thấy ngoại giới. Luân hồi chi chủ, làm sao bây giờ? Trên sông tuyết thở hổn hển, cảm giác chính mình sắp hòa tan. Cái kia cũng chỉ có giết ra ngoài. Diệp Thần khẽ cắn môi, nắm chặt thiên tội cổ kiếm, liền chuẩn bị bộc phát. Uy, tới ở đây. Đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm quyến rũ, truyền vào Diệp Thần trong tai, tại trong vô biên yêu ma hắc ám mị ảnh, xuất hiện một đoàn bích lục quang, giống như phỉ thúy ngọc thạch ôn nhuận, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền cảm giác an tâm. Là, phỉ thúy nữ sĩ. Trên sông tuyết nhìn thấy trước mắt cái kia xanh biếc giống như là ngọc thạch hào quang, lập tức ngẩn ngơ. Diệp Thần trong lòng hơi động, vội vàng mang theo trên sông tuyết, phi thân lóe lên, trốn vào trong đoàn kia phỉ thúy bích quang. Thân vào bích quang, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân noãn rung rung, như ngâm trong suối nước nóng, trước mắt xanh biếc quang mang trong suốt quanh quẩn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô tận bích quang sau lưng, là một đạo yêu nhã ung dung thân ảnh. Sau đó, Diệp Thần cảm giác mình bị người ôm lấy, giống như có cái gì mềm mại đồ vật cọ đến trên người hắn, cơ thể nhẹ nhàng, sau đó thấy hoa mắt, cũng đã ra phần tịch linh sơn, đi ra bên ngoài bầu trời. Ngưng mắt nhìn lại, Diệp Thần liền thấy trước mắt phần tịch linh sơn, đã là một cái hắc ám yêu ma thế giới, tựa như tận thế đồng dạng, tràn ngập đen như mực tai kiếp cùng phong bạo, phảng phất có một cái màu đen nắp nổi bự, đem trọn phiến linh sơn bao lại. Hắn lưng hơi hơi rịn ra mồ hôi lạnh, nếu là trong tiếp tục bị vây ở linh sơn, hắn liền nguy hiểm. Uy, không có sao chứ? Bên cạnh một đạo thanh âm quyến rũ truyền đến, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái, đã thấy đến một cái tương đương dung mạo xinh đẹp nữ tử, người mặc một bộ áo xanh, dáng người vô cùng đầy đặn, mang theo lục sa thủ sáo bàn tay, khí chất ưu nhã cao quý, đang ôm lấy Diệp Thần hông thân. Hai người tiếp xúc mười phần thân cận, Diệp Thần có thể cảm nhận được nữ tử mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể, trong lỗ mũi có thể ngửi được tí ti u hương, hắn sao động lòng đang bây giờ cũng là yên tĩnh lại. Ngươi là... Diệp Thần tò mò nhìn nữ tử này, nữ tử ưu nhã ung dung khí chất sau lưng, lại mang theo một tia nguy hiểm, một đầu huyễn thải tinh xà, quấn lấy cánh tay của nàng tê tê thổ tín, cái kia tinh xà lại hết sức tò mò đánh giá Diệp Thần. Ta gọi Phỉ Thúy, luân hồi chi chủ, lần đầu gặp mặt. Nữ tử nhàn nhạt tự giới thiệu, nàng một tay ôm Diệp Thần, tay kia ôm trên sông tuyết, vừa mới rõ ràng chính là nàng ra tay, đem Diệp Thần cùng trên sông tuyết, từ phần tịch linh sơn xăm đi ra. Phỉ Thúy, Phỉ Thúy Sơn Trang Phỉ Thúy. Diệp Thần trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ trên sông tuyết nói qua, ở mảnh này Vi Giờ Nu thánh địa trong, ngoại trừ tỏa thiên cốc, vực sâu quỷ cung, phần tịch linh sơn bên ngoài, còn có một cái thế lực, đó chính là Phỉ Thúy Sơn Trang. Phỉ Thúy Sơn Trang người, là Vi Giờ Nu thánh địa dân bản địa, bọn hắn là trong ban sơ tử Vi Giờ Nu chúc phúc đản sinh ra tộc duệ. Phỉ Thúy Sơn Trang trang chủ, liền kêu Phỉ Thúy, Diệp Thần còn nhớ rõ, cái này Phỉ Thúy, còn nghĩ cưới trên sông tuyết tới. Phỉ Thúy nữ sĩ, sao ngươi lại tới đây? Trên sông tuyết bị Phỉ Thúy ôm, gương mặt hơi đỏ lên, hô hấp đều có chút gấp gấp rút hơn. Phỉ Thúy thản nhiên nói, ta không tới, ngươi liền phải chết, tuyết nha đầu. Nàng nhìn thấy trên sông tuyết trên thân, có dung thực dấu hiệu, lại vội vàng nói, ngươi sắp hòa tan, mau cùng ta trở về Sơn Trang, ngươi cùng ta cùng một chỗ tu luyện thiên địa đoàn tụ pháp, còn có khả năng giải cứu. Nàng liền muốn mang theo Diệp Thần cùng trên sông tuyết rời đi, Diệp Thần nói, chậm đã. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía phần tịch linh sơn, lại cảm thấy khóa thiên thần quân cùng thiên địa vô cực tứ lão, còn có huyết long, đều gặp nguy hiểm. Bọn hắn thân hãm ngàn vạn yêu ma vây quanh, đã khó mà thoát thân, sợ rằng phải vẫn lạc. Diệp Thần muốn trở về cứu người, Phỉ Thúy cũng nhìn ra hắn tâm tư, lạnh lùng nói. Ngươi muốn trở về, muốn chết sao? Vừa mới nếu không phải thủ hạ ngươi người, liều mạng ngăn chặn đánh gãy ly ca, ta đều không có khả năng mang các ngươi đi ra.
Ngươi nếu là trở về, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn tự nhiên biết hung hiểm. Đánh gãy Ly Ca cũng là liều mạng, đem phần tịch Linh Sơn vạn thế tích lũy địa mạch linh khí, toàn bộ bạo phát đi ra, trả giá chính mình tất cả, chính là muốn đem Diệp Thần bọn người chôn. Ngươi theo ta đi, ta giúp ngươi luyện hóa khóa chi mảnh vụn, ngươi còn có phản sát đánh gãy Ly Ca cơ hội. Phỉ Thúy âm thanh vẫn như cũ lạnh nhạt. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lòng cân nhắc suy nghĩ, trước mắt cũng chỉ có như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần bây giờ quay đầu, cũng chỉ là nhiều tiến đưa một cái mạng, mà khóa Thiên Thần Quân bọn người xảy ra chuyện, hắn còn có thủ đoạn phục sinh, chỉ cần mình không chết. Phỉ Thúy buông ra Diệp Thần, chính mình mang theo trên sông tuyết bay đi. Diệp Thần trầm mặc một chút, hai tay bấm cái quyết. Đã thắp sáng luân hồi thất tinh, toàn bộ lóng lánh, hội tụ thành một vệt kim quang, bắn vào trong phần tịch Linh Sơn. Đây là Diệp Thần chúc phúc, hắn bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, trong lòng làm khóa Thiên Thần Quân bọn người cầu nguyện, sau đó phi thân đuổi kịp Phỉ Thúy. Tại sao phải giúp ta? Diệp Thần nhìn xem Phỉ Thúy, hỏi, ngươi là Vizanu con dân, không phải hẳn là muốn giết ta sao? Phỉ Thúy cười ha ha, nói, ta nơi nào có bản sự này giết chết ngươi? Ta cùng Vizanu lão tổ câu thông qua, giết ngươi là muốn giết ngươi, nhưng không phải bây giờ, ngươi cũng không thiếu giá trị lợi dụng. Diệp Thần nói, ngươi muốn lợi dụng ta. Phỉ Thúy ôn nhu lại vũ mị hướng về phía Diệp Thần chớp mắt vài cái, cười cười nói, đúng vậy. Diệp Thần ngược lại là hứng thú, nói, như thế nào lợi dụng. Phỉ Thúy cười nói, đi ta sơn trang lại nói, chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút, ta biết ngươi muốn đào đào Vizanu lão tổ hài cốt. Ta có thể đem hài cốt cho ngươi. Chỉ có điều, ta sơn trang phía dưới chôn giấu hài cốt, chỉ có cơ thể, lão tổ đầu người, đã bị ác mộng lão tổ cắt đi. Ngươi nghĩ lấy được lão tổ hoàn chỉnh hài cốt, còn phải từ ác mộng lão tổ trong tay, đem đầu sọ đoạt lại. Diệp Thần bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói, ngươi nguyện ý đem hài cốt giao cho ta. Tuy nói Phỉ Thúy sơn trang chôn hài cốt, cũng không phải là hoàn chỉnh, nhưng một bộ thân thể, cứ như vậy cho Diệp Thần. Diệp Thần đều cảm giác không thể tưởng tượng, thế gian này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Trở về rồi hãy nói a. Phỉ Thúy cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, tiếp tục hướng Phỉ Thúy sơn trang bay đi. Trong lòng Diệp Thần hết sức tò mò, đi theo Phỉ Thúy, rất nhanh liền đã đến Phỉ Thúy sơn trang bên trong. Cái này Phỉ Thúy sơn trang, tọa lạc tại một mảnh chim hót hoa nở bên trong vùng bình nguyên, trang tử bên ngoài là từng cây bích cây liễu, xuân ý hòa thuận vui vẻ. Trong trang lại có từng mảng lớn đồng ruộng, phong cảnh nghi nhân, cùng phần tịch Linh Sơn hắc ám tuyệt đối khác biệt. Diệp Thần vừa đến cái này sơn trang, liền cảm giác tâm thần thanh thản, thần thanh khí sảng. Mảnh này Vizanu thánh địa thế giới, hiện đầy đủ loại núi đá cùng khoáng mạch, chỉ có mảnh này Phỉ Thúy sơn trang, khắp nơi sinh trưởng ra cỏ xanh cùng cây xanh. Đây là bởi vì, Vizanu hài cốt, liền chôn giấu ở đây. Vizanu hài cốt huyết nhục tinh hoa. Tẩm bổ ra đủ loại lục thực sinh mệnh, Phỉ Thúy cùng Phỉ Thúy sơn trang đám người, ban sơ cũng là từ những tinh hoa này tạo hóa đi ra ngoài. Đi vào sơn trang, Phỉ Thúy nói, tuyết nha đầu sắp không được, ta nhất thiết phải lập tức thay nàng trị liệu, luân hồi chi chủ, ngươi ở đại sảnh chờ ta. Chỉ thấy trên sông tuyết gương mặt ửng hồng, thở hồng hộc, toàn thân như băng tuyết tan, chảy ra thủy tới, trên da thịt lại xuất hiện đủ loại dung thực dấu hiệu, trước đây tại phần tịch Linh Sơn. Nàng gặp vực sâu khí tức ăn mòn, đã sắp sa đọa thành The Tanis. Diệp Thần muốn nói mình có thể trị liệu, nhưng Phỉ Thúy đã ôm trên sông tuyết, đi đến trong một cái phòng. Có hai cái Phỉ Thúy sơn trang thị nữ, đi tới, đón Diệp Thần đi tới đại sảnh. Diệp Thần nhíu nhíu mày, lại nghe được Phỉ Thúy mang trên sông tuyết vào giữa phòng sau, chỉ chốc lát sau, trong phòng kia lại truyền ra trận trận yêu kiều thở khẽ tà âm. Đây chính là, thiên địa đoàn tụ pháp. Nữ nhân và nữ nhân cũng có thể. Diệp Thần trong lòng nổi lên một cỗ ý niệm cổ quái, bất quá nhìn cái kia Phỉ Thúy, đối với trên sông tuyết cũng là 10 phần chiếu cố, trên sông tuyết hẳn là không sao. Diệp Thần liền đã đến trong đại sảnh, yên tĩnh chờ, trong lòng lại ghi nhớ lấy huyết long, khóa Thiên Thần Quân bọn người, chỉ mong bọn hắn có thể bình an trở về.